chương 261 gã trung niên lôi thôi quả quyết nói, hàng năm chỗ ta đều răng lưới bắt chim tới tận cửa mà cũng chỉ được hai ba tên. Năm nay lại càng chỉ có một mình hắn ghi danh, ta cũng chỉ cần một tên như vậy mà ngươi còn muốn tranh của ta. Mà ở bên đó cũng vẫn có thể tu luyện võ hồn, cũng sẽ không ảnh hưởng, cùng lắm thì ta báo tình huống của hắn cho các ngươi. Còn hắn thì chắc chắn ta phải có được. Những năng lực này của hắn cũng sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc điều khiển chiến cơ, mà cường độ thân thể của hắn lại vô cùng thích hợp hệ chỉ huy không gian đã rất nhiều năm không có tên nào ra dáng nhân tài rồi vị mỹ nữ viện trưởng nhẽ nhíu đôi mi thanh tú việc phân phối hắn tới hệ nào thì học viện sẽ quyết định ngươi chẳng qua chỉ là chủ nhiệm ngoại viện hệ chỉ huy không gian có tư cách gì mà chạy tới đòi người với ta mau về đi anh lạc hồng ngươi đừng có quá mức như vậy một ngày vợ chồng còn trăm ngày tình coi như hai ta tách ra gã trung niên lôi thôi mới nói đến đây vị mỹ nữ viện trưởng bỗng nhiên biến sắc vừa lách người đã đến trước mặt hắn đưa tay mà vỗ một trưởng tới hắn trong lòng bàn tay của nàng mơ hồ có quang mang vặn vẹo thân thể gã trung niên lôi thôi hơi nhúc nhích một chút dường như muốn né nhưng lại ngừng mặc cho một trưởng đó củ nàng đánh lên lồng ngực của mình vị mỹ nữ viện trưởng anh lạc hồng biến sắc bàn tay bỗng nhiên thu lại bịch gã trung niên lôi thôi trực tiếp bị đánh bay tới vách tường phía ngoài ngươi làm sao không tránh anh lạc hồng tức giận nói Gã trung niên lôi thôi cười khổ, ban đầu là ta có lỗi với ngươi, ta cũng đã sớm nói rồi, ngươi muốn đánh chết ta thì lúc nào cũng có thể. Cũng được, ta đi, đưa bé kia ngươi cứ giữ lấy. Sau đó ngươi lại tìm một gã chủ nhiệm khác cho hệ chỉ huy không gian đi. Ta muốn rời học viện. Ngươi đang uy hiếp ta. Vẻ mặt anh lạc hồng trợt trở nên lạnh băng. Gã trung niên lôi thôi mặt xám như cho, nói, tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được. Nói xong hắn liền đứng người lên, lảo đảo đi ra ngoài sắc mặt anh lạc hồng biến đổi liên hồi thẳng khốn chỉ một lần này lần sau đừng có thế này nữa ngươi lăn ngươi cút nhanh cho ta đừng để ta gặp lại ngươi thân thể gã trung niên lôi thôi khẽ cứng đờ dừng lại một chút rồi tăng tốc bước chân đi anh lạc hồng không thấy một điều lúc này trên khuôn mặt bẩn nhem của gã trung niên lôi thôi lại hiện lên một vẻ mỉm cười thản nhiên ít nhiều gì thì nàng cũng vẫn quan tâm tới ta lúc lam hiền vũ nhìn thấy đống thiên thu đã là thời điểm xuất phát tham gia khảo hạch tổng hợp bởi vì đã biểu hiện quá tốt tại sàn thi đấu, lúc này Đống Thiên Thu cùng La Mộng Cầm cực kỳ dễ làm cho người chú ý, không ít thí sinh đều thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía các nàng. Lần khảo hạch này, số người có thực lực mạnh mẽ cũng không ít, tu vi như băng thiên lương thì ít nhất cũng có 20 người. Mà trong số các nữ sinh, luận thực lực mạnh nhất thì rất có thể chính là La Mộng Cầm. Người được chú ý như Đống Thiên Thu và La Mộng Cầm, còn có tên Ngũ Hoàn Hồn Vương duy nhất kia, Nguyên Ân Huy Huy có vẻ hắn rất ghét đám đông một thân một mình đứng tại một điểm khá xa có người chủ động chào hỏi hắn cũng không để ý tới luôn là khuôn mặt lạnh lùng sau mấy lần cũng chẳng còn ai đi đổi nhiệt tình lấy sự hờ hững của hắn nữa làm hiên vũ cũng luôn chú ý tới nguyên ân huy huy ngũ hoàn hồn vương hẳn là có thể miểu sát đám nhị hoàn bọn hắn rồi tình cảnh chiến đấu của nguyên ân huy huy hôm đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt võ hồn của hắn là một thanh trường cung am hiểu công kích từ xa dạng hồn sư này nhất định là dùng công kích làm chủ nói cách khác lực công kích của nguyên ân huy huy sẽ cực mạnh lại có hồn lực mạnh mẽ duy trì đoán chừng một đòn toàn lực của hắn thì không ai ở đây có thể đỡ được ít nhất là rất khó tiếp được nhưng một gã công kích mạnh như hắn thì hẳn là lực phòng ngự sẽ khá yếu cho nên khi đối mặt sẽ phải dùng thủ đoạn mạnh nhất mà khống chế hắn lại sau đó cấp tốc đánh tan ánh mắt làm hiên vũ lại nhìn về hướng đống thiên thu mình liên thủ với nàng thi triển võ hồn dung hợp kỹ thâm làm ngưng thị hẳn là có khả năng khống chế nguyên ân huy huy đi vừa lúc này đống thiên thu cũng đang nhìn lam hiên vũ bốn mắt nhìn nhau đống thiên thu đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến hình như muốn hỏi hắn có chuyện gì nhưng lam hiên vũ chỉ là mỉm cười lắc đầu ra hiệu mình không có chuyện đống thiên thu làm vẻ mặt lạnh lẽo mà quay đầu đi chỗ khác vành tai hơi có chút đỏ lên đúng lúc này tiếu khải đi tới phía trước đám thí sinh tốt trận sát hạch thu nhận đệ tử cuối cùng của năm nay sắp bắt đầu các ngươi sẽ ngồi phi thuyền vũ trụ tới điểm sát hạch ta phải một lần nữa nhắc nhở các ngươi điểm sát hạch lần này hoàn toàn là chân thực các ngươi phải đối mặt với thực chiến chân chính đối thủ của các ngươi chính là kẻ địch hung tàn bọn chúng hoàn toàn đủ khả năng giết chết các ngươi lão sư bọn ta cũng sẽ đi mấy người nhưng không ai có khả năng chiếu cố đến từng người các ngươi đâu mỗi người đều chỉ có một cái mạng ta một lần nữa nhấn mạnh đó không phải thế giới giả tưởng nếu tàn phế sẽ thật sự tàn phế nếu như chết rồi thì cũng là chết thật xuất phát lên xe đi tới trung tâm du hành vũ trụ thành sử lái khắc ngồi phi thuyền vũ trụ tới điểm sát hạch nói cách khác là đi tới một tinh cầu nào đó lời này của tiếu khải đã khiến cho mọi người kinh hãi trên thực tế sau hôm quyết định tham gia vòng sát hạch tổng hợp đó cũng phải mọi thí sinh đều được lão sư cùng gia đình ủng hộ dù sao bọn hắn cũng đều là thiên tri kiêu tử nào có ai không phải bảo bối trong nhà nếu đã có nguy hiểm tới tính mạng thì tất nhiên rất nhiều phụ huynh sẽ không muốn để con mình đi mạo hiểm nhưng chính như tiếu khải đã nói mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình Mặc dù đám thí sinh này trung bình đều chỉ chừng 12 tuổi, nhưng đã quyết định thì đó chính là quyết định, ai cũng không thể đổi ý, cho nên hôm nay tất cả thí sinh đều đến nơi này, chỉ là bọn hắn đã không còn phấn khởi như ngày đầu. Rất nhiều người đã mang theo ánh mắt trần trờ, thậm chí còn có khiếp sợ, dù sao bọn hắn cũng chỉ có chừng 12 tuổi. Ánh mắt tiếu khải lướt qua người lưu phong, thứ hắn thấy chính là vẻ mặt không biểu tình với một ánh mắt kiên định. Thiếu niên kia đứng ở nơi đó như một cây lao, hết sức trầm ổn, hẳn là trận đánh hôm đó đã có ảnh hưởng không nhỏ tới hắn thoạt nhìn thì hẳn là trận đánh đó đã có trợ giúp đối với sự trưởng thành của hắn hy vọng hắn có thể lấy được thành tích tốt trong lần sát hạch tổng hợp này lưu phong cũng cảm nhận được ánh mắt tiếu khải đang nhìn mình hắn có chút không muốn nhìn lại người này trên thực tế thì ngay cả chính hắn cũng không biết mình đang có tâm tình thế nào đối với vị tiếu lão sư này hắn nhớ rất rõ một màn vị tiếu lão sư này đánh ngã mình đó chính là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự đau đớn khi gãy xương đứt gân thậm chí hắn còn không dám nhớ lại những thứ này nhưng hắn cũng nhớ rất rõ sau khi mình được vị tiếu lão sư này chữa cho tốt vị tiếu lão sư này liền giảng cho mình một một môn cổ võ thuật cuối cùng tiếu khải nói với hắn một câu thiên phú không đủ thì phải dùng mạng mà liều không dám liều mạng thì về sớm cho lành môn cổ võ thuật kia cũng không khó học thậm chí có thể nói là vô cùng đơn giản chỉ là một loại chiến kỹ điều động khí huyết cùng hồn lực mà khi hắn nói lại chiến kỹ này cho Quý Hồng Bân nghe, Quý Hồng Bân lại nói cho hắn về tác dụng phụ của chiến kỹ này. Đây là một loại xả thân kỹ, chính loại chiến kỹ ngươi chết ta vong. Quý Hồng Bân căn dặn hắn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt không thể vận dụng. Mọi người ra cửa lên xe. Ba chiếc hồn đạo xe buýt đủ chờ tất cả thí sinh ra khỏi học viện sử lai khắc, dọc theo thành sử lai khắc mà đi ra. Thành sử lai khắc mà cũng có trung tâm du hành vũ trụ sao? Làm hiên vũ nhìn ngoài cửa sổ, cảm xúc không khỏi sụp sôi, bởi vì đi đường vòng nên bọn hắn vẫn luôn có thể thấy hải thần hồ. Mặc dù bên hồ đều là kiến trúc, nhưng bởi địa thế con đường lớn này tương đối cao, bọn hắn vẫn có thể thấy mặt hồ xanh thẳm trong veo kia rất rõ ràng. Vĩnh Hằng chi thụ cao vút trong mây đứng sừng sững ở đó. Khi Lam Hiên Vũ nhìn về phía thân cây khổng lồ kia, ánh mắt hắn bất chi bất giác mà trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Chương 262 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Lam Hiên Vũ rất ưa thích sinh mệnh năng lượng nơi này, loại cảm giác hấp thu sinh mệnh năng lượng này thật sự rất mỹ diệu. Từ khi tới đây, hắn cảm thấy cả người mình đều sảng khoái hẳn lên, có một loại cảm giác không muốn rời đi. Đi hơn nửa giờ, ba chiếc hồn đạo xe buýt tiến vào một quảng trường trống trải. Thời điểm các thí sinh đi xuống xe đều không khỏi phát ra từng trận kinh hô. Thứ hiện ra trước mắt bọn hắn lúc này, chính tòa trung tâm du hành vũ trụ sử lai khắc, quy mô lại không hề kém thủ đô minh đô của liên bang chút nào, thậm chí còn lớn hơn một chút thành sử lai like khắc có được tư cách phóng vệ tinh độc lập thậm chí có người nói đây mới là trung tâm khoa học kỹ thuật chân chính của liên bang dưới sự dẫn đầu của tiếu khải bọn hắn một đường thông suốt không trở ngại không phải làm bất luận thủ tục gì cứ như vậy mà đi thẳng vào trong trung tâm nếu so với trung tâm du hành vũ trụ dân dụng thì người nơi này ít hơn nhiều thậm chí rất nhiều nơi không có một ai một trung tâm du hành vũ trụ lớn như vậy nhưng lại rất chống trải bọn hắn đi vào bên trong đổi xe con mà đi tới phía trước một chiếc phi thuyền vũ trụ phi thuyền vũ trụ đã được kết nối xuống mặt đất bằng băng chuyển đoàn người đi theo băng chuyển leo lên tất cả thí sinh đều ngồi vị trí bình thường nhất mới vừa ngồi xuống dây an toàn liền tự động cài lên cố định bọn hắn một cách vững vàng tại chỗ ngồi tất cả mọi người ngồi xuống chúng ta chuẩn bị xuất phát loa phóng thanh truyền đến giọng nói của tiếu khải các thí sinh lúc này đều có chút mờ mịt thậm chí có chút khẩn trương lực lượng của học viện sử lai khác thật sự là quá lớn đi tới địa điểm thi mà cũng phải ngồi phi thuyền vũ trụ sau khi tất cả mọi người vào chỗ. Một tiếng nổ trầm thấp rền vang lên, cũng không có bất kỳ nhắc nhở gì, phi thuyền vũ trụ cứ như vậy mà phóng. Trong chấn động kịch liệt cùng tiếng nổ vang, làm hiên vũ cảm thấy đầu óc mình có chút hỗn loạn. Có vẻ tốc độ chiếc phi thuyền này cắt cánh nhanh hơn phi thuyền dân dụng rất nhiều, do đó nên lực trùng kích cũng lớn hơn một chút. Tên lửa đẩy toàn lực ra tốc, rất nhanh phi thuyền đã phóng vào tầng khí quyển, sau đợt chấn động kịch liệt, phi thuyền dần tiến vào trạng thái bình ổn. Cũng mang ý nghĩa nó đã bay trong vào vũ trụ, trên mặt lam hiên vũ khẽ lộ ra một tia dị dạng yên lặng cảm thụ thân thể biến hóa lông mày cao lại đúng lúc này tiếng phát thanh lại vang lên lần nữa hoan nghênh các ngươi bước vào hành trình sát hạch tổng hợp của học viện sử lái khắc ta không biết liệu tất cả các ngươi đều có thể còn sống trở về hay không nhưng ở đây ta muốn nhấn mạnh một điều đó là nếu các ngươi có thể còn sống trở về như vậy thì các ngươi đều phải nghiêm ngặt giữ bí mật những câu tiếp theo ta sắp nói vì thế khi các ngươi trở về sẽ phải ký một bản cam kết giữ bí mật Tại sao sau khi trở về mới ký tên, là bởi rất có thể sẽ có một số người không thể còn sống trở về, hiện tại ký tên cũng không có ý nghĩa gì. Lại là uy hiếp, bầu không khí trong phi thuyền vũ trụ theo câu nói này, mà trở nên càng ngày càng khẩn trương. Có thí sinh nhịn không được mà lớn tiếng hỏi, lão sư, chúng ta phải đi nơi nào vậy? Tiếu Khải trầm giọng nói, hiện tại ta nói cho các ngươi về một câu chuyện xưa, đây là một bí mật thuộc về liên bang. Đối với học viện sử lai khác chúng ta thì đây, cũng là nơi quy tụ của phần lớn đệ tử sau khi tốt nghiệp nhất định các ngươi đều thấy đệ tử trong học viện rất ít đây là vì cái gì bởi vì phần lớn đệ tử đều đã đi chấp hành nhiệm vụ liên bang đã trải qua vài giai đoạn phát triển khoa học kỹ thuật từ ban đầu nhật nguyệt đại lục va chạm với đấu la đại lục từ đó đem hồn đạo khí đưa vào đấu la đại lục cuối cùng hình thành lên đấu la liên bang tới về sau đấu khải xuất hiện hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển trên phạm vi lớn đến vạn năm trước hồn đạo khoa học kỹ thuật bắt đầu xác định phát triển về hướng di dân giữa các hành tinh việc này nhằm hóa giải áp lực nhân khẩu cho hành tinh mẹ Mấy vạn năm, khoa học kỹ thuật đã có tiến bộ rất lớn, điểm này là không thể nghi ngờ. Chúng ta bây giờ đã có được 7 tinh cầu hành chính, thậm chí cả hồn thú cũng có tinh cầu riêng thuộc về chính mình. Những tinh cầu hành chính này thì tinh cầu nào cũng thích hợp cho chúng ta sinh tồn. Thế nhưng các ngươi có biết, việc tìm kiếm những tinh cầu hành chính này và hoàn thành di dân, trên thực tế có khó khăn tới mức nào không? Nhân loại cùng hồn thú có thể sinh tồn trên những tinh cầu này, điều đó mang ý nghĩa bản thân những tinh cầu này đều có không gian sinh tồn rất lớn, và những sinh vật khác cũng có khả năng sinh tồn trên nó. Ta có thể xác thực cho các người biết một điều, trong vũ trụ có rất nhiều tinh cầu tồn tại sinh mệnh, mà những sinh vật sống này đều tự thành bộ tộc. Chúng ta muốn thu hoạch tài nguyên và đưa nhân loại tới sân nhà của những tộc quần này, tất nhiên sẽ bị những tồn quần này ngăn cản, chiến tranh là điều không thể tránh né trong những tinh cầu nhân loại đã chiếm lĩnh thì chỉ có hai là không có sinh vật sống do đó hai nơi này chưa từng xảy ra chiến tranh mà những tinh cầu khác thì đều phải bùng nổ đại chiến nếu không thì các ngươi nghĩ hạm đội vũ trụ của chúng ta là dùng làm gì đây có lẽ các ngươi sẽ hỏi chẳng lẽ chúng ta không thể chung sống hòa bình cùng người ta sao trên thực tế thì việc này là không thể thử hỏi nếu có ngoại tộc tới hành tinh mẹ của chúng ta mong muốn cùng hưởng chỗ của chúng ta vậy chúng ta sẽ làm thế nào ngay như thầm uyên vị diện năm đó muốn thôn phệ hành tinh mẹ cuối cùng lại bị hành tinh mẹ thôn phệ ngược và chạm giữa những bộ tộc là điều rất tàn khốc không cách nào cứu vãn trong những cuộc chiến di dân chúng ta có gặp đối thủ nhỏ yếu cũng có đối thủ cường đại những đối thủ cường đại thì đều đã có được nền văn minh mạnh mẽ mà bọn họ cũng mang cho chúng ta những tổn thất tương đối lớn hẳn là các ngươi đều biết tội ác tinh cầu nơi đó được xưng là thiên đường tội phạm hải tặc vũ trụ nơi đó là từ đâu tới trên thực tế thì ở đó không chỉ có nhân loại chúng ta, còn có một vài cường giả của những tộc quần bị tinh cầu của mình xua đuổi ra ngoài, bọn hắn hợp thành một lực lượng thống nhất đối kháng với nhân loại chúng ta. Bọn hắn dựa vào trí tuệ và khoa học kỹ thuật của mình, có thể làm cho cả tinh cầu di chuyển trong vũ trụ, mà chúng cũng cách những tinh cầu hành chính của chúng ta không xa. Bọn hắn thỉnh thoảng cướp bóc, lấy chiến nuôi chiến, hạm đội vũ trụ của chúng ta đã nhiều lần vây quét bọn hắn, nhưng đều không thể thành công. Những người này đều là kẻ địch các ngươi phải đối mặt trong tương lai học viện sử lai khắc có thể bồi dưỡng rất ít người đó là vì tài nguyên học viện có hạn học viện chủ trương là bồi dưỡng ra những tinh anh nhằm ứng đối với những tình huống đột phát nói theo một cách nào đó thì học viện sử lai khắc chúng ta chính là mũi đao nhọn của toàn liên bang nơi nào có khó khăn thì nơi đó đều có bóng dáng của người sử lai khắc là thí sinh các ngươi có thể đi tới cửa ải cuối cùng này điều này đã chứng minh các ngươi đã đủ ưu tú mà tương lai, nhất định các ngươi sẽ phải tiến vào chiến trường chân chính, không phải luôn đắm chìm trong cái thế giới giả lập của khoang thuyền mô phỏng. Cho nên thứ các ngươi phải đối mặt trong cuộc sát hạch tổng hợp này, chính là thực chiến chân chính. Chiếc phi thuyền vũ trụ này sẽ mang các ngươi tới một tinh cầu liên bang đang công chiếm, các ngươi phải đối mặt chiến đấu với những bộ tóc trí tuệ nơi đó. Điều các ngươi phải làm chính là, nghĩ hết tất cả biện pháp có thể sống sót trên chiến trường. Các ngươi là nhân loại, nên một khi đối phương phát hiện thì chúng sẽ tận hết sức lực mà đánh chết các ngươi cho nên sống sót là việc các ngươi phải làm mà khi một người đứng trước khảo nghiệm sinh tử tồn vong thường thường sẽ có thể kích phát tiềm năng và thể hiện năng lực trên một trình độ lớn nhất mỗi người các ngươi sẽ được mang theo thiết bị ghi chép nó sẽ ghi lại tất cả mọi thứ các ngươi làm cuối cùng người còn sống sót sẽ được tổng hợp điểm các lão sư cũng sẽ tận lực cứu viện các ngươi cố gắng để các ngươi không bị giết chết nhưng hễ là những người được cứu thì đều mất đi tư cách tiếp tục tham gia khảo hạch điểm số cũng sẽ bị xác định nên trong quá trình đó các ngươi phải suy nghĩ một chút làm sao để sống sót trên chiến trường một cách tốt nhất có thể nói đến đây dường như tiếu khải cũng đã cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt trong khoang thuyền hắn dừng lại một chút rồi mới nói ta chỉ có thể nói cho các ngươi như vậy gặp kẻ địch như thế nào và ứng đối ra sao tất cả đều là vấn đề các ngươi phải đối mặt cầu chúc cho các ngươi đều thu được thành tích tốt phát thanh kết thúc cả khoang thuyền trở nên áp lực một cách trầm lặng nhưng lúc này đám thí sinh đều đã bắt đầu thể hiện ra tố chất thiên tri kiêu tử của mình nếu đổi thành đám bạn cùng tuổi thông thường, thì có lẽ đã không ít kẻ kêu cha gọi mẹ, nhưng hơn 100 tên thí sinh này lại chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. chương 263 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Có thể thông qua từng tầng tuyển chọn mà tới đây, bọn hắn không ai không phải kẻ ưu tú, không chỉ có thực lực cá nhân mạnh mẽ, mà tâm trí cũng thành thục hơn đám bạn đồng lứa rất nhiều nhìn vòng dây an toàn đang xiết trên người mình bọn hắn liền hiểu rõ bây giờ có muốn đổi ý cũng không kịp nữa rồi phi thuyền vũ trụ là sẽ không bay trở về dù bọn bắn có không muốn hay khẩn trương sợ hãi thế nào cũng không thể không đối mặt với trận sát hạch sắp đến trên chiến trường đó đây là chiến trường thực sự so với việc biết được bí mật liên bang thì đây mới thực sự là thứ làm bọn hắn run sợ trong lòng có thể sống sót trở về hay không đây đã không còn là vấn đề thực lực So với đại đa số người đang rất khẩn trương, lúc này Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đang ngồi bên người Lam Hiên Vũ lại có vẻ nhẹ nhõm, nhất là Tiền Lỗi, lúc này trên mặt hắn thậm chí lộ ra một nụ cười. Khảo nghiệm sinh tồn, chiến trường, thực chiến. Thông qua mấy từ mấu chốt này, Tiền Lỗi có thể khẳng định một điều, năng lực chỉ huy của Lam Hiên Vũ tuyệt đối có thể phát huy rất tốt trong trận khảo hạch như vậy. Tiền lỗi nghĩ rất thông thấu, nếu là sát hạch thì cũng sẽ không thể chết tất cả, chỉ cần có người có thể sống sót thì chắc chắn Lam Hiên Vũ sẽ là một trong số đó, hơn nữa hắn còn sẽ còn có thể mang theo mình cùng Lưu Phong. Hắn đã sớm không chỉ là lòng tin đối với Lam Hiên Vũ, mà là hoàn toàn tín nhiệm. Từ lúc tới học viện sử lai khắc, căn bản Lam Hiên Vũ chưa có chút cơ hội phát huy ra năng lực chỉ huy của mình. Thực lực cá nhân mạnh thì sao chứ? Chẳng phải lúc trước băng thiên lương, có tới 9 người mà vẫn bị hắn lừa đánh cho một trận thảm hại đấy sao? cuối cùng vẫn là tổ đội Lam Hiên Vũ giành được tên đứng nhất. Đám thí sinh này mặc dù thực lực đều rất mạnh, nhưng chắc chắn sẽ không chịu nổi sự giảo hoạt của Lam Hiên Vũ. Không, phải là cơ trí. Do vậy nên tâm tình của tiền lỗi hiện tại đang rất tốt. Theo hắn thấy, vô luận như thế nào Lam Hiên Vũ cũng nhất định có thể giúp bọn hắn sống sót. Hiên Vũ, thứ phải đối mặt trong lần khảo hạch này là ngoại địch. Người nói chúng ta có nên chỉnh hợp một chút không, làm cho tất cả mọi người đều nghe theo người điều khiển. Nếu như vậy thì nhất định mọi người sẽ có thể sinh tồn tốt hơn. Tiền lỗi cười híp mắt, thấp giọng nói bên tai Lam Hiên Vũ. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng Lưu Phong ở một bên vẫn có thể nghe được, không đợi Lam Hiên Vũ mở miệng. Lưu Phong liền tức giận nói, mập mạp, người có bị đần hay không vậy? Người ta có thể nghe chúng ta. Tiền lỗi nói, làm sao không thể? Chúng ta có đám băng thiên lương tán thành, còn có đống thiên thu cùng Lam Mộng Cầm, này đã là 8 người rồi. Lưu Phong khinh thường nói, mọi người đều nói tinh thần lực có tỷ lệ thuận với chỉ số thông minh, nhưng ta thấy hình như ngươi đang bị ngược điểm này, vậy ta hỏi ngươi bao nhiêu thí sinh có thể thi đậu xử lai khắc nếu quả thật tất cả mọi người nghe hiền vũ vậy chúng ta có thể trợ giúp tất cả mọi người sống sót hay không trên nửa đường có người đâm sau lưng ngươi thì làm sao ngươi nghĩ tới không vậy đầu óc của ngươi ta tiền lỗi bị lưu phong nói đến mức mím miệng không trả lời được làm hiền vũ cười nói số lượng thì đúng là không thể quá nhiều càng nhiều người thì khả năng biến thành mục tiêu lại càng lớn phong tử nói đúng không phải mỗi người đều đồng ý nghe chúng ta chúng ta cũng không giúp được quá nhiều người được tiền lỗi có chút buồn bực hắn cũng ý thức được vấn đề này không khỏi nghĩ chẳng lẽ dạo này mình tu luyện tinh thần lực quá khắc khổ nên đã làm chỉ số thông minh giảm xuống sao lập tức sẽ tiến vào bước nhảy thời không tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào trạng thái ngủ say thanh âm nhắc nhở vang lên sau một khắc từng vòng bảo hộ trong suốt chậm rãi bay lên bao phủ chỗ nhồi của mỗi người vào bên trong bước nhảy thời không đó là cái gì? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nháy mắt sau đó, một đoàn sương mù bay lên trong vòng bảo hộ, bọn hắn lập tức cảm thấy mí mắt chợt nặng trĩu, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Trước lúc chìm vào giấc ngủ, Lam Hiên Vũ lại cố ý cảm thụ biến hóa thân thể mình một chút, một khắc sau hắn liền tiến vào mộng đẹp. Không biết bao lâu trôi qua, Lam Hiên Vũ dần tỉnh táo lại trong sự chấn động tung lắc của phi thuyền, vòng bảo hộ đã được giải trừ, sương mù cũng đã biến mất. Hắn rụi dụi hai mắt, phát hiện xung quanh rất nhiều người đều còn đang ngủ, nhưng cũng có một số người đã tỉnh táo lại. Phi thuyền vũ trụ chấn động rất kịch liệt, thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, sắp hạ xuống, mọi người chuẩn bị tốt cho sự trùng kích. Trong vài phút sau đó, tất cả mọi người lần lượt tỉnh táo lại, đại đa số đều mang vẻ mặt mờ mịt. Lại qua 20 phút, phi thuyền vũ trụ bỗng nhiên giảm tốc độ, cảm giác nhẹ nhàng mất trọng lượng truyền đến. Nương theo một tiếng nổ vang trầm thấp, phi thuyền vũ trụ hạ xuống tốc độ hạ cánh của thứ này thực sự hung hãn hơn phi thuyền vũ trụ dân dụng không biết bao nhiêu lần mãi đến lúc này dây an toàn mới cởi ra xuống thanh âm tiếu khải chuyển đến làm hiên vũ đi theo đoàn thí sinh cùng đi xuống phi thuyền vũ trụ hắn hít sâu một hơi ổn định một thoáng tâm tình của mình cảm thụ trạng thái thân thể lại nhìn những đồng bạn một chút tim của hắn dần trầm tĩnh lại a à, những người xuống phi thuyền vũ trụ phía trước chuyển đến tiếng kinh hô khiến đoàn thí sinh phía sau không khỏi thấy thêm mấy phần khẩn trương Cuối cùng xuống phi thuyền vũ trụ, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi cũng không nhịn được biến sắc. Nơi phi thuyền vũ trụ hạ xuống là một mảnh bình nguyên bằng phẳng, nhưng đây cũng không phải cái trung tâm du hành vũ trụ gì. Trung quanh là một mảnh hoang vu, phía trước cách đó không xa là một sa mạc. Nhưng phía quanh phụ cận bọn hắn lại có vài chiến hạm vũ trụ khổng lồ hạ cánh, trung quanh còn có từng đại đội cơ giáp đang đi tuần. Điều làm cho các thí sinh rung động nhất vẫn là bầu trời, bên trên bầu trời, giữa những đám mây mù là từng chiếc chiến hạm vũ trụ khổng lồ đang lơ lửng đại đa số mọi người ở đây đều là lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng vũ trụ chiến hạm những chiến hạm này hình thể quá lớn thực sự cho người ta một loại cảm giác che khuất bầu trời từ những đồ án phía trên nó là có thể nhìn ra đây là hạm đội thuộc về liên bang trời ạ thật sự là chiến trường cao hơn nữa trên bầu trời là hai vầng mặt trời một vòng là màu lam một vòng là màu tím tàn ra hai luồng ánh sáng khác biệt từ lúc xuống khỏi phi thuyền vũ trụ, các thí sinh liền rõ ràng cảm thấy không khí nơi này có chút mỏng manh, ít nhất là kém hơn những tinh cầu bọn hắn sinh hoạt. Tất cả đều không hẹn mà cùng vận chuyển hồn lực trong cơ thể, điều chỉnh thân thể thích ứng hoàn cảnh. Nếu đổi là một người bình thường ở vào tình thế, như vậy thì chỉ sợ sẽ có cảm giác hít thở không thông, nhưng năng lực thích ứng của hồn sư thì mạnh hơn nhiều, sinh tồn vẫn là không có vấn đề. Tiếu Khải dẫn đầu hơn 10 vị lão sư đến từ Học viện Sử Lai Khắc, đoàn người tiến đi phía trước cũng có một đội quân nhân tiến lên đón. Người cầm đầu dáng người thẳng tắp, trên bờ vai treo quân hàm sáng long lanh, là một vị sĩ quan cấp thiếu tướng. Hắn mặc một thân nhung trang, nhìn qua hơn 40 tuổi, làn da ngăm đen, hai con ngươi sáng ngời có thần làm cho người ta một loại cảm giác không giận tự uy. Hắn chào Tiếu Khải theo kiểu binh ra, Tiếu Khải nắm tay với hắn, hai người thấp giọng nói mấy câu gì đó. Lúc này Tiếu Khải mới quay người, đi tới trước mặt các thí sinh. Chúng ta đã tới đích đến của chuyến này, các ngươi không cần phải để ý đây là hành tinh gì chỉ cần biết đây là một tinh cầu liên bang đang công chiếm còn chưa công bố ra ngoài hoàn cảnh nơi này khá thích hợp cho nhân loại chúng ta sinh tồn tiếp đó mỗi người các ngươi tới nhận một bộ thiết bị định vị các ngươi phải chú ý bảo vệ nó cho tốt bởi vì nó là thứ ghi lại mọi tình huống khảo hạch của các ngươi mỗi người các ngươi còn được cấp một bộ đồ tiếp tế bên trong có đồ ăn thức uống cho một ngày nói đến đây, ánh mắt Tiếu Khải lướt qua tất cả thí sinh. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là một gã quân nhân tạm thời, dùng thân phận lính đánh thuê mà vào trong chiến trường. Ta có khả năng nói cho các ngươi biết một điều, chính là thu hoạch của các ngươi trên chiến trường sẽ có thể đổi lấy một lượng sử lai khác, huy chương nhất định, thí dụ như giết địch. dù cuối cùng không thể thi đậu, thì các ngươi cũng vẫn có thể dùng những huy chương này đổi lấy một chút tài nguyên tại học viện sử lai khác. Mà đối với những người có thể thi đậu sử lai khác, lần khảo sát này cũng chính là khóa học thực chiến đầu tiên, là nhiệm vụ tác chiến đầu tiên. Nhiệm vụ được ban thưởng bao nhiêu thì phải xem các ngươi cố gắng thế nào. Tiếp tới các ngươi sẽ được máy bay vận tải đưa tới chiến trường rồi nhảy dù xuống. Nhiệm vụ của các ngươi là sống sót 3 ngày tại đó, hoặc dựa vào thiết bị định vị mà về tới đây. Những ai có thể chạy về nơi này thì sẽ có thêm điểm ngoài định mức. Về phần chế độ ban thưởng huy chương thì tạm thời không tuyên bố, ta tin các ngươi cũng sẽ không nghi vấn về tính công bình của sử lái khắc. Tất cả tới lấy thiết bị định vị và bộ tiếp tế, sau đó lập tức xuất phát. Chương 264 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Giọng nói tiếu khải vang dội quanh quần bên tai mỗi người, không có bất kỳ chút thời gian chỉnh đốn nào, trực tiếp liền chuẩn bị bắt đầu khảo hạch. Phần lớn thí sinh nhiều ít gì cũng đều xuất hiện tâm tình khẩn trương, mà Lam Hiên Vũ lại chính là một trong số ít những người có thể giữ vững bình tĩnh, ít nhất là tiền lỗi cùng lưu phong đều cảm thấy hắn rất bình tĩnh ở cùng hắn sẽ không thể tự chủ mà có loại cảm giác đặc biệt an tâm có được một vị đồng đội thế này là may mắn tới mức nào chứ có thể bình tĩnh như lam hiên vũ cũng còn có mấy người thí dụ như lam mộng cẩm và đống thiên thu còn có vị ngũ hoàn nguyên ân huy huy kia thiết bị định vị được phát đến tận tay mọi người đồng thời còn có một túi tiếp tế nhỏ lam hiên vũ chuẩn bị tốt thiết bị định vị của mình hơi chỉnh thử một chút Thiết bị định vị này rất đơn giản, ngoại trừ công năng ghi chép thì cũng chỉ có một chức năng định vị đơn giản nhất, nó có thể biểu hiện bản đồ trong một phạm vi nhất định, nhưng bản đồ này lại hết sức đơn giản, rất nhiều nơi ngay cả địa hình cụ thể cũng không có. Túi tiếp tế thì lại càng đơn giản hơn, bên trong có 3 bình nước nửa lít và hai miếng thực phẩm nén. Lam Hiên Vũ nhảy lên tại chỗ mà khởi động thân thể một chút. Lúc này, Băng Thiên Lương, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy cũng đã đi tới, Đống Thiên Thu cũng kéo Lam Mộng Cầm đi tới bên người Lam Hiên Vũ sau đó sẽ là lên máy bay vận tải. Ai cũng không biết quy mô những máy bay vận tải này lớn bao và có bao nhiêu chiếc, bọn hắn cùng xuất phát thế này tất nhiên sẽ là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ là bọn hắn bên này, những thí sinh khác cũng có người kết thành tổ đội top 5 top 3, đại đa số đều đang thấp giọng bàn bạc. Làm hiên vũ vẫn một mực quan sát những thí sinh này, hắn phát hiện bọn họ đúng là tố chất cao, từ khi tới đây, số người lộ ra vẻ mặt e ngại là vô cùng ít ỏi, ngược lại là rất nhiều người một lần nữa tiến vào trạng thái phấn khởi. Ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía những đài cơ giáp to lớn và những chiến hạm trên bầu trời. Làm hiên vũ cũng rất hưng phấn, bởi kia chính là những chiến hạm chân chính đó. Một ngày nào đó mình phải trở thành hạm trưởng, chỉ huy một tàu chiến hạm, thậm chí một nhánh hạm đội đi chiến đấu. Đó sẽ là thành tựu huy hoàng tới mức nào đây? Rất nhanh tất cả đều đã được phân phát trang bị đầy đủ. Đoàn thí sinh được đưa tới bên cạnh một chiếc máy bay vận tải cỡ lớn, đăng ký dưới sự chỉ huy của những quân nhân, những quân nhân này ai cũng mang bộ mặt không biểu tình không hề vì bọn hắn nhỏ tuổi mà lộ ra vẻ đồng tình máy bay vận tải tăng tốc rồi cất cánh lam hiên vũ nhìn qua cửa sổ bay lên cùng lúc với máy bay vận tải còn có mười mấy chiến cơ và hơn ba mươi đài cơ giáp những chiến cơ và cơ giáp này chính là đi theo hộ vệ tất cả bao quanh máy bay vận tải mà phóng về một hướng nhìn theo hướng bầu trời có vẻ lúc này đang bay tới hướng vầng mặt trời màu lam Nơi này mặc dù không khí mỏng manh nhưng thiên địa nguyên lực lại hết sức dồi dào, ít nhất là có lợi cho hồn sư khôi phục hồn lực. Trong suy nghĩ của đa số thí sinh thì đây chính là nguyên nhân liên bang muốn chiếm lĩnh nơi này. Lam Hiên Vũ vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh từ đầu tới cuối, hắn nghiêm túc quan sát mọi thứ xung quanh, bao quát tình huống trong máy bay vận tải, cũng bao quát cả những quân nhân kia, còn có đoàn cơ giáp cùng chiến cờ phía ngoài. Đây là những hồn đạo chiến cơ mặt đất thông thường. So với chiến cơ không gian, thì thể tích nó nhỏ hơn một chút, nhưng lại linh hoạt hơn hẳn. Tốc độ cùng độ cao phi hành của những chiến cơ này đều là có hạn chế, tối đa cũng chỉ có thể bay gấp đôi vận tốc âm thanh. Lam Hiên Vũ cúi đầu nhìn thiết bị định vị trên cổ tay mình một chút, lúc này nó đã định vị cái trụ sở căn cứ kia một cách chuẩn xác, cũng có vị trí hiện tại và khoảng cách. Tốc độ của máy bay vận tải này rất nhanh, chỉ qua 10 phút đồng hồ, khoảng cách tới căn cứ đã vượt quá 100 cây số. Theo cửa sổ mạn tàu nhìn xuống phía dưới thì bọn hắn đang bay dọc theo rìa sa mạc, rất nhanh liền tiến vào một mảnh vùng núi. Vùng núi này có địa hình rất phức tạp, trong đó có một ít thực vật khá khác lạ, phần lớn đều là màu lam cùng màu tím. Lại qua 10 phút đồng hồ, máy bay vận tải đã vượt qua dãy núi, lúc này khoảng tới cách căn cứ đã vượt quá 200 cây số. Lam Hiên Vũ không khỏi có chút kinh hãi, muốn trở về căn cứ trong vòng 3 ngày, đây không phải người si nói mộng sao? Đây là phải vượt qua toàn bộ dãy núi đó. Nếu không có kẻ địch thì còn dễ nói, nhưng nếu có kẻ địch. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên phía trước truyền đến từng trận nổ vang rền, rất nhiều thí sinh vội vàng ngó ra hướng cửa sổ. Trên không, chiến đấu đã bắt đầu. Chừng hơn trăm sinh vật với hình thể khổng lồ, có chút giống loài chim. Lúc này chúng đang phát động công kích. Đám quái điều này có hình thể thon dài, hai đôi cánh duỗi rộng tới 5 mét. Đầu cùng bụng của chúng đều khá lớn, tốc độ phi hành cũng không tính nhanh, trong miệng có thể phun ra ra từng tia sáng màu đỏ tím như hồn đạo xạ tuyến, có vẻ các quân nhân cũng thường thấy đám quái điều này, đoàn cơ giáp cấp tốc tụ tập tại cùng một chỗ, trong tay bọn họ đều có tấm chắn dày nặng. Hồn đạo năng lượng phóng thích, những tấm chắn hóa thành một mảng chắn năng lượng khổng lồ, mà ngăn trở công kích của đám quái điều. Cùng lúc đó, những tia hồn đạo xạ tuyến cũng bắt đầu đánh trả, đoàn chiến cơ vẫn hộ vệ tại hai cánh đã phát khởi công kích đám quái điều này thoạt nhìn thì da dày thịt béo, nhưng hồn đạo xã tuyến cùng hồn đạo pháo lại có uy lực cực mạnh. Chỉ một lát sau, mười mấy con quái điều đã bị bắn chết. Lúc này đám quái điều còn lại mới rút lui. Lam Hiên Vũ phát hiện, lúc này đã có vài đài cơ giáp tách khỏi đoàn, những cơ giáp này đều bay theo hướng đám quái điều bị đánh rơi. Thúc thúc, đám quái điều đó là sinh vật gì? Trên người chúng có chiến lợi phẩm gì đáng thu hồi sao? Lam Hiên Vũ thấp giọng hỏi gã quân nhân ngồi bên cạnh mình. Quân nhân nhìn hắn một cái rồi nói, chúng ta đều dùng những cái tên đơn giản nhất để gọi sinh vật nơi này, đám quái điều vừa rồi là đại đỗ tử điêu, trong bụng của chúng có túi độc, am hiểu phun loại độc ăn mòn, đó chính là những tia quang mang màu đỏ tím ban nãy. Những sinh vật trên viên tinh cầu này đều có một loại tinh hạch vô cùng đặc thù. Nó là thứ giúp những sinh vật này có thể hấp thu thiên địa nguyên lực, có điểm giống tinh thần chi hải của hồn sư chúng ta, nhưng tinh hạch là có thực thể, nếu hồn sư sử dụng loại tinh hạch này để phụ trợ tu luyện, vậy thì sẽ rất có lợi cho việc gia tăng tinh thần lực. Nên nếu các ngươi đánh giết sinh vật nơi này thì phải nhớ kỹ, nhất định phải thu lấy tinh hạch, khi trở lại căn cứ có thể dùng nó đổi lấy công huân. Làm hiên vũ nghe xong liền không khỏi mừng rỡ, thứ này có thể gia tăng tinh thần lực. Đây chính là nghe cũng chưa từng nha. Phương pháp tu luyện tinh thần lực trong giới hồn sư là cực ít, mà cách nào cũng đều cực kỳ chân quý, dưới tình huống bình thường, hồn sư chỉ có thể thông qua minh tưởng cùng một chút kích thích bên ngoài, mà để thăng tinh thần lực. Mặt khác là theo tuổi tác trưởng thành, tinh thần lực cũng sẽ có phần tăng lên. Mà cường độ tinh thần lực là một trong những nhân tố quyết định tới thực lực của một gã hồn sư. Nói theo một ý nghĩa nào đó, theo hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, tác dụng của tinh thần lực đang trở nên càng lúc càng lớn, hiện tại gần như đã không kém hồn lực mà những sinh vật trên tinh cầu này lại có thứ có thể gia tăng tinh thần lực khó trách liên bang lại coi trọng nơi này như vậy thậm chí điều động một nhánh hạm đội tới đây trấn áp chỉ không biết họ đã khai phá tinh cầu này đến trình độ nào người thông minh cũng không chỉ có lam hiên vũ sau trận chiến này rất nhiều học viên đã thăm dò được tình huống tương tự đám tinh hạch đó vô luận là mang về tu luyện hay đem đổi lấy công huân cũng đều là lựa chọn tốt phần lớn thí sinh đều thấy được cơ hội đã không còn quá e sợ nguy hiểm như lúc đầu Máy bay vận tải phi hành trọn vẹn 45 phút mới chậm rãi giảm xuống. Lúc này, theo thiết bị định vị, thì khoảng cách từ đây tới căn cứ đã vượt qua 500 cây số. Trên đường bọn hắn vẫn gặp mấy lần quái thú tập kích, có bay lượn, cũng có những loại nhảy dựng lên từ dưới đất. Đám người Lam Hiên Vũ cũng biết thêm một vài loại quái thú từ miệng những người quân nhân. Máy bay vận tải chậm rãi giảm xuống, hồn đạo chiến cơ và cơ giáp vẫn theo sát hộ tống, ngay khi xuống tới cách mặt đất còn 200 mét, máy bay vận tải chợt ngừng lại, cửa đuôi bay may chợt mở ra, từng trận gió lớn lạnh thấu xương lập tức tràn đầy cả khoang. Tất cả thí sinh xuống máy bay, bắt đầu sát hạch. Một gã sĩ quan quát lớn. Chương 265 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Xuống máy bay. Còn có 200 mét đó. Sắc mặt tiền lỗi một thoáng liền trắng bệch. Chẳng lẽ là phải nhảy xuống. Nhanh. Tự nhảy hoặc bị ném xuống thân thể gã sĩ quan lập tức xuất hiện ánh sáng hồn hoàn, có tới 7 cái hồn hoàn nổi lên. Thất hoàn hồn thánh. Không đợi hắn thúc giục đã có mấy tên thí sinh nhảy vọt mà xuống, trực tiếp nhảy khỏi cabin. Sau đó liền có thể thấy những tên này biểu hiện ra năng lực phi hành, trực tiếp lướt xuống phía dưới. Cũng có những thí sinh khác biệt, một tên thân thể to lớn bước tới, hắn hét lớn một tiếng rồi đột nhiên nhảy khỏi cabin, sau đó liền rơi tự do xuống dưới người giữa không trung võ hồn phóng thích bốn cái hồn hoàn màu tím quay quanh chung quanh thân thể hắn thân hình hắn bỗng nhiên biến lớn hóa thành bộ dáng nửa người nửa gấu màu tím đen hắn ầm ầm rơi xuống đất trên mặt đất bị lõm thành một cái hố sâu nhưng chỉ chớp mắt sau hắn lại nhảy vọt ra từ trong hố một sợi tóc cũng không hề tổn thương sau lưng hắn có tới bảy tám gã nhảy xuống liên tục tất cả đều là vật rơi tự do Gã nửa người nửa gấu kia thì bắt đầu chạy hùng hục dưới mặt đất, mà đỡ lấy tất cả, rõ ràng những người đó đều là đồng đội của hắn. Chúng ta cũng đi. Làm hiền vũ kéo tiền lỗi cùng Lưu Phong đi thẳng đến cửa khoang. Ta, ta không được tiền lỗi kêu thảm một tiếng, ta sợ độ cao. Làm hiền vũ tức giận nói, ngươi nhắm mắt lại. Có ta đây. Lam hiền vũ vừa nói, một bên phóng kim văn lam ngân thảo quấn quanh tay kim loại ở cửa cabin, kéo tiền lỗi trực tiếp nhảy vọt mà xuống, đồng thời quay lại ra hiệu với đống thiên thu, lưu phong đi theo lam hiên vũ đồng thời nhảy xuống cùng hắn kim văn lam ngân thảo kéo dài mang theo lam hiên vũ cùng tiền lỗi hạ xuống lưu phong một chân đạp trên vai tiền lỗi ba người cứ như vậy mà rơi đúng lúc này một đạo điện quang lấp lánh giữa không trung ba đạo thân ảnh đồng thời lướt qua lam hiên vũ mà lao thẳng xuống mặt đất chính là ba người băng thiên lương băng thiên lương nắm lấy cánh tay hai người khác ba người tựa như một thể dưới điện quang lượn lờ thỉnh thoảng lại khởi xướng trùng kích ra xung quanh nhằm làm chậm thế rơi mắt thấy sắp đến mặt đất, ánh lửa chợt lóe trên đỉnh đầu Lâm Đông Huy, một viên hòa cầu khổng lồ oanh kích xuống mặt đất, tầng chấn lưu tỏa ra, lại một lần nữa làm chậm thế rơi. Băng Thiên Lương mang theo hai người chợt lách đi, cả ba rơi xuống đất một cách bình ổn. Lam Hiên Vũ học theo, tại khoảng cách tới mặt đất còn có trăm mét, Kim Văn Lam Ngân Thảo đã đạt đến độ kéo dài nhất, hắn lập tức thu hồi Lam Ngân Thảo, ba người tự do hạ xuống. Lam Hiên vũ tay phải lôi kéo tiền lỗi, tay trái phóng thích đệ nhị hồn kỹ, ngưng tụ ra một viên hỏa cầu lớn đánh xuống mặt đất, đồng dạng là mượn nhờ lực nổ tung của hỏa cầu làm chậm lại thế rơi. Đồng thời, Lam Hiên vũ ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại, đống thiên thu cũng không đi theo sát bọn hắn. Lúc này hắn mới nhìn thấy, dưới chân đống thiên thu cùng Lam Mộng cầm là từng đoàn bông tuyết bay lượn, hai nàng đang giáng xuống từ trên trời, đoàn bông tuyết hóa thành một luồng gió lốc mà gánh chịu lấy thân thể các nàng như, đằng vân giá vũ, Lam Hiên Vũ âm thầm kinh ngạc trong lòng, mặc dù bản thân Lam Mộng Cầm không phải hồn sư loại phi hành, nhưng với cái võ hồn đặc thù đó, chỉ sợ bay với khoảng cách ngắn cũng là không có vấn đề gì với nàng, thật sự là mạnh mẽ. Mọi người dồn dập rơi xuống đất, những thí sinh khác cũng đều làm ra đủ loại khả năng mà hạ xuống. Không thể nghi ngờ, đây chính là cửa ải đầu tiên của vòng khảo hạch tổng hợp, hạ xuống đất từ độ cao 200 mét. Băng Thiên Lương mang theo Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy đi tới trước mặt Lam Hiên Vũ, nói, từ giờ trở đi chúng ta sẽ nghe ngươi, Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên Đồng thời khẽ gật đầu. Lúc này Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu cũng đã hạ xuống gần đó rồi đi tới. Tám người tập trung ở cùng một chỗ tạo thành một thế lực không nhỏ. Đúng lúc này, quang mang màu đỏ tím trên bầu trời liên tục lấp lánh. Một bóng người lặng yên không một tiếng động ráng xuống từ trên trời. Hắn vừa rơi xuống đất liền đột ngột gia tốc, chỉ hai ba lần đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chính là Nguyên Ân Huy Huy. Lam Hiên Vũ nhìn những đồng bạn bên cạnh một chút rồi nói: Trước khi lên đường ta có vài việc muốn nói rõ ràng đầu tiên đề nghị mọi người nghiêm túc dựa theo ước định của chúng ta trước đó nghe chỉ huy của ta nếu các ngươi cho rằng chỉ huy của ta sai lầm hay có vấn đề gì vậy chờ tới khi chiến đấu kết thúc rồi hãy nói hoặc là rời khỏi đoàn đội từ giờ trở đi chúng ta chính là một chỉnh thể nếu lúc đối mặt nguy hiểm lại có những ý kiến bất đồng vậy rất có thể sẽ làm toàn quân bị diệt lời tiếu khải lão sư nói mọi người cũng đều đã nghe đây là chiến trường chân chính thứ chúng ta phải đối mặt chính là khảo nghiệm sống còn tất cả đều là người thông minh không cần ta nhiều lời chứ băng thiên lương gật đầu ánh mắt nhìn về phía lam mộng cầm lam mộng cầm nhún vai nếu quả thật có nguy hiểm tới tính mạng ta muốn chạy các ngươi cũng đừng trách ta lam hiên vũ nói đó là tất nhiên đến lúc đó cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời điểm thứ hai vừa rồi hẳn là mọi người cũng đều nghe được thông tin trên máy bay vận tải trên đầu những sinh vật nơi này đều có tinh hạch mà loại tinh hạch này có thể gia tăng tinh thần lực rất có giá trị lấy về có thể đổi lấy công huân trước khi lên đường ta muốn làm rõ phương thức phân chia chiến lợi phẩm để tránh về sau xuất hiện sự chia rẽ tất cả mọi người đều chợt biến sắc mặt phân chia chiến lợi phẩm đây chính là vấn đề hết sức mẫn cảm ánh mắt băng thiên lương nhìn lam hiên vũ lại càng nhiều hơn vài phần khâm phục tên này thật sự là không đơn giản vậy mà lại có thể nghĩ tới vấn đề tiềm ẩn này ít nhất chính băng thiên lương không nghĩ tới lam mộng cầm nói người muốn chia thế nào Lam Hiên Vũ nói, chúng ta có 8 người chiến lợi phẩm chia làm 10 phần ta muốn 3 phần trong đó, còn lại mỗi người các ngươi một phần. Chúng ta là một đoàn đội đây lại là lần hợp tác đầu tiên, cứ phân chia bình quân là ổn. Lam Mộng cầm chợt cười, người nói đây là chia bình quân. Vậy người dựa vào cái gì mà đòi cầm 3 phần? Thực lực của ta mạnh nhất vì cái gì ta không thể có thêm. Mà hai người bọn hắn mới có nhị hoàn. Nàng vừa nói vừa chép miệng nhìn Lưu Phong cùng tiền lỗi. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, mỗi người đều sẽ có tác dụng tương ứng trong đoàn đội, Sở dĩ ta muốn ba phần đó là, vì ta phải gánh chịu trách nhiệm lớn nhất ta là người chỉ huy toàn bộ đoàn đội là, hạch tâm của cả tám người chúng ta. Có ta, ở đây thực lực của mỗi người các ngươi đều có thể tăng lên ít nhất 30%, mà ta cùng thiên thu còn có võ hồn dung hợp kỹ. Nếu ngươi không đồng ý thì hiện tại có thể rời khỏi. Lúc này hắn lại biểu hiện cực kỳ cường thế một vài lúc, thì ngay cả một bước cũng không nhường. Lam Mộng Cầm còn muốn nói gì nữa nhưng lúc này đống thiên thu lại khẽ kéo nàng, Lam Hiên Vũ nói, chúng ta thống nhất hành động tất cả có ba ngày thời gian. Ba ngày sau, nếu không về được căn cứ đến lúc đó sẽ phải rời đi như thế nào, thì còn không rõ lắm. Chúng ta có thể làm như thế này, trước hết mọi người thử đi cùng nhau đi một khoảng thời gian, nếu các ngươi cảm thấy thu hoạch của mình, không đủ nhiều dưới sự chỉ huy của ta như vậy, thì các ngươi sẽ lựa chọn đơn độc hành động. Trái lại thì chúng ta liền tiếp tục. Nhưng ta lại nhấn mạnh một chút dù các ngươi muốn rời khỏi, cũng phải nói tại thời điểm an toàn. Tốt vậy liền thử một chút. Lam Mộng Cầm nói, Lam Hiên Vũ nhìn về phía băng thiên lương. Sau khi thoáng trầm ngâm một hồi băng thiên lương vẫn là gật đầu. Hắn nhớ rất rõ một màn Lam Hiên Vũ, lừa mình ban đầu còn có lần hợp tác trước kia đã có thể đánh chết hồn thú vạn năm, từ đó thu hoạch được hàng loạt lợi ích. Mà loại hoàn cảnh mở trước mắt này không thể nghi ngờ là nơi tốt nhất cho Lam Hiên Vũ, phát huy lại thêm việc phe mình thực lực tổng hợp không yếu hẳn là, chiến lợi phẩm sẽ rất nhiều mặc dù Lam Hiên Vũ đòi tới ba phần chiến lợi phẩm là không ít, nhưng khảo hạch này lại có nguy cơ sinh tử vấn đề bảo đảm an toàn quan trọng hơn rất nhiều. mà đối với băng Thiên Lương, hiện tại lương thuộc thi đã không có cách nào thi vào sử lai khác nữa rồi. hắn muốn tận khả năng mà bảo đảm cho hai gã đồng bạn này của mình. thấy mọi người đạt thành nhất trí, Lam Hiên Vũ nói: tốt chúng ta xuất phát. Phong Tử người dò đường mập mạp cùng ta ở giữa băng Thiên Lương, ba người các ngươi phía trước Thiên Thu và Lam Mộng cầm đi phía sau. chúng ta đi hướng này. Lam Hiên Vũ nhìn thoáng qua thiết bị định vị rồi chỉ tới một phương hướng. Chương 266 mọi người cũng đều nhìn, về thiết bị định vị của mình một chút tất cả đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Lưu Phong đã lao đi dò đường. Ba người băng thiên lương, mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn đi thẳng về phía trước theo sự chỉ huy. Chỉ có Lam Mộng cầm phía sau kinh ngạc nói, không phải nên quay về hướng căn cứ sao. Vì cái gì lại đi hướng ngược lại. Lam Hiên Vũ quay người nhìn nàng một cái, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không dấu nhé khoảng cách hiện tại của chúng ta, tới căn cứ là hơn 500 cây số ở giữa còn có một vùng núi ngăn cách. Ta không nghĩ chúng ta có thể thuận lợi trở về căn cứ, trong 3 ngày thời gian dưới tình huống bản thân không thể bay lượn. Mà ta tin nhất định thiết bị định vị, trên người chúng ta có thể làm cho các lão sư tìm tới. Nhìn từ quá trình máy bay vận tải đem chúng ta tới đây, trên đường cũng không có gặp cuộc chặn đánh nào quá mạnh, Nói cách khác thì quãng lộ trình hơn 500 cây số này, không có quá nhiều sinh vật ngoài hành tinh, có lẽ nhờ điểm này thì chúng ta có thể sinh tồn tốt hơn, nhưng thu hoạch thì nhất định sẽ không thể quá nhiều. Mà những thí sinh đã đi đến bước này thì chắc chắn thực lực đều không kém, học viện cũng sẽ không đặt chúng ta vào một hoàn cảnh lúc nào cũng có thể bị miểu sát. Cho nên sau khi cân nhắc tổng hợp, chúng ta nên đi tới hướng khu vực đồi núi phía trước này trong địa hình phức tạp rất có thể sẽ có càng nhiều sinh vật ngoài hành tinh cho chúng ta săn giết do đó mới có thể kiếm lợi tốt hơn lam mộng cầm lần này ta giải thích rõ ràng cho ngươi cũng là một lần duy nhất tuyệt sẽ không có lần sau hy vọng tất cả mọi người có thể hành động theo chỉ huy của ta bởi vì một khi nguy hiểm đến việc lưỡng lự không chỉ làm cho mình gặp nguy hiểm cũng có khả năng sẽ làm cả đồng đội phải gặp nguy hiểm ngươi hiểu ý của ta chứ lam hiền vũ nghiêm túc nói với lam mộng cầm lam mộng cầm ngẩn người ánh mắt nàng nhìn lam hiên vũ dần xuất hiện biến hóa theo lời giải thích này cái tên này đúng là có chút không bình thường ừm nàng đáp ứng một tiếng không lên tiếng nữa lam hiên vũ cũng là bất đắc dĩ nếu không phải thực lực lam mộng cầm rất mạnh hắn thật sự không muốn mang theo một người luôn cần lời giải thích như thế này nhưng nhìn vào sự phối hợp của lam mộng cầm cùng đống thiên thu thời điểm hai người bọn họ ở cùng một chỗ quả thật có thể phát huy ra thực lực rất mạnh thật sự có trợ giúp cực lớn đối với đoàn đội hiện tại hắn chỉ hy vọng lam mộng cầm có thể sớm dung nhập vào đoàn đội này mà không phải mang đến phiền phức nếu quả thật nàng mang đến phiền phức vậy hắn sẽ lập tức nghĩ biện pháp tách nàng ra thậm chí phải để đống thiên thu rời đi cùng nàng thì hắn cũng chịu lúc đó tách ra có thể sẽ an toàn hơn một chút cho cả hai bên mọi người tăng tốc mà hướng về phía trước chính như lam hiên vũ đã nói bên này là một mảnh đồi núi tuy bên trên có thực vật nhưng cũng không rậm rạp lắm đám thực vật này hoặc là màu tím, hoặc là màu lam cũng có một tầng khí thức sinh mệnh nhất định, nhưng không có năng lượng ba động quá mạnh. rõ ràng không phải hồn thú hệ thực vật cũng không biết có thể ăn được hay không. mới vừa tiến vào vùng đồi núi này không lâu, mọi người liền nghe thấy bên trái phía trước truyền đến từng đợt tiếng rú lớn, chính là âm thanh của loài quái thú lúc trước bọn hắn đã gặp qua. dừng một chút, Lam Hiên vũ ra hiệu, sau đó mang mọi người ẩn núp vào một lùm thực vật. Chỉ một lát sau Lưu Phong đã trở về, hắn dựa theo ký hiệu của Lam Hiên Vũ mà tìm được mọi người. Vùng đồi núi này có không ít quái thú, vừa rồi bên kia phát sinh một trận chiến, 10 con quái thú bị giết, nhìn dấu vết thì hẳn là do Nguyên Ân Huy Huy làm. Tên đó đã tiến vào phiến khu vực này, 10 con, mọi người không khỏi kinh ngạc. Thực lực của quái thú nơi này thì bọn hắn đã thấy được ít nhiều trên máy bay, tuy không tính là cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không phải là yếu. Mới chỉ một lát như vậy mà đã bị giết 10 con, thực lực nguyên ân huy huy mạnh có thể nghĩ. Nhưng tên này là gã độc hành, không hợp tác cùng bất kỳ ai. Trên thực tế, thực lực cá nhân của hắn quá mạnh nên, cũng không thể hợp tác với người thực lực yếu hơn rõ ràng như vậy. Biết hướng đi đại khái của hắn chứ? Có thể theo kịp hay không? Lam Hiền Vũ hỏi Lưu Phong. Lưu Phong gật đầu nói, đại khái thì vẫn có thể phán đoán, bởi vì hắn còn phải chiến đấu nên ta vẫn có thể theo kịp. Lam Hiền Vũ nói, quái thú vùng đồi núi này nhiều không lưu phong nói không ít ta vừa mới phát hiện một đàn có vẻ đám quái thú này rất ưa thích quần cư ít cũng phải có bảy tám con nhiều thì trên trăm làm hiền vũ híp hai mắt lại tốt vậy ngươi tiếp tục đi theo nguyên ân huy huy sau đó lưu lại ký hiệu cho chúng ta chúng ta sẽ di chuyển phụ cận hắn được lưu phong lập tức quay người phóng đi làm hiền vũ dùng kim văn lam ngân thảo tăng phúc cho hắn thời điểm hắn rời đi đó thậm chí còn mang theo một chuỗi tàn ảnh điều này làm lam mộng cầm và băng thiên lương không khỏi một hồi kinh ngạc Lam Hiên Vũ thấp giọng nói, chiến lược của chúng ta trong quãng thời gian tới, chính là đi theo tác chiến tại khu vực phụ cận Nguyên Ân Huy Huy. Tên này tự xưng là thực lực mạnh, khẳng định hắn vừa gặp quái thú liền giết, mà hẳn là sẽ chuyên tìm hướng nhiều quái thú mà đi. Nếu quái thú nơi này là quần cư, vậy có nghĩa chúng sẽ rất đoàn kết. Sau khi bị Nguyên Ân Huy Huy giết một chút, nhất định chúng sẽ tiến hành vây công, hắn cũng sẽ hấp dẫn sự chú ý của hàng loạt quái thú chủ lực, Do đó nên cho dù thực lực cá nhân của hắn có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào cứng trọi cứng với đám quái thú dưới tình huống bị vây công, vừa đánh vừa lui sẽ là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta sẽ theo ở phía sau, săn giết những quái thú hắn bỏ sót, có hắn ở phía trước hấp dẫn quái thú chủ lực, chúng ta ở đằng sau sẽ nhẹ nhõm hơn một ít. Khói miệng Lam Mộng cầm khẽ co giật một thoáng, đi phía sau lợi dụng hắn. Lam Hiên Vũ nghiêm mặt nói, làm sao lại là lợi dụng rồi. Chúng ta là đang giúp hắn làm suy yếu kẻ địch giảm bớt áp lực cho hắn, Lam Mộng Cầm đột nhiên cảm thấy không thể tin vào biểu lộ của tên này rõ ràng, là đi đằng sau lợi dụng người ta vậy mà hắn còn có thể nói chững chạc đàng hoàng tới, như thế đúng là mặt nghiêm trang mồm nói hưu nói vượn. Nhưng ngươi có nghĩ tới không cứ thế này, thì thu hoạch của chúng ta chắc chắn không nhiều bằng hắn. Hắn có thực lực cá nhân rất mạnh tất nhiên, cũng sẽ giết được nhiều quái thú chắc chắn sẽ nhiều công huân hơn chúng ta đó. Lam Mộng Cầm nhíu mày nói, Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng, bị hàng loạt quái thú truy sát hắn lại, chỉ có một mình hẳn là sẽ có chút bận không qua, nổi chẳng hạn sẽ không kịp lấy tinh hạch quái thú. Vì tránh lãng phí nên chúng ta sẽ đi thu gom một chút. Lam Mộng cầm sững sờ ngay sau đó ánh mắt nàng nhìn Lam Hiên Vũ, dần trở nên có chút quái dị. Vũ Thiên Nhịn không được nói, đây mới là mục đích thực sự của ngươi hà. Lúc này mọi người mới hiểu rõ vì cái gì Lam Hiên Vũ lại muốn đi theo Nguyên Ân vì Huy Huy đúng vậy nguyên ân huy huy dù sao cũng chỉ có một người mặc dù thực lực hắn rất mạnh nhưng tại thời điểm phải đối mặt với rất nhiều quái thú có thể giết chúng mà lao ra khỏi trùng vây cũng không tệ rồi làm sao có thời giờ lấy hết tinh hạch ngay trước đám quái thú khác chứ ít nhất thì chắc chắn lúc đó sẽ không kịp sau câu nói cuối cùng thì mục đích của lam hiên vũ đã lộ rõ thu hoạch công huân mà không cần phải trả giá chút nào lam hiên vũ cảm thấy những ánh mắt quái dị đang đổ dồn vào mình thản nhiên nói có đáng giá ba phần hay không vũ thiên lập tức duỗi ngón tay cái giá trị phục rồi ngươi thực sự là tên quái thai không hiểu cái đầu của ngươi có gì bên trong nữa hắn vừa nói đã cảm nhận được ánh mắt có chút không tốt của băng thiên lương vũ thiên vội vàng ho khan hai tiếng ta nói là chính ta không có đầu óc băng thiên lương ngẩng đầu nhìn lên trời mặc dù hắn không muốn thừa nhận nhưng nếu mình thật sự có cái tâm tư quỷ kế như tên trước mặt thì làm sao còn phải hợp tác cùng hắn thế này đi chúng ta đi xem một chút làm hiên vũ vung tay lên mọi người một lần nữa xuất phát chương 267 ủng hộ kênh qua lazy com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Rất nhanh bọn hắn đã tìm được 10 con quái thú bị Nguyên Ân Huy Huy đánh chết lúc trước. Trên đầu những quái thú này đều có một vết thương hiển nhiên tinh hạch đã bị lấy đi. Nhưng làm Hiên Vũ lại không có chút thất vọng nào vì đây, chỉ là vừa mới bắt đầu lúc đó Nguyên Ân Huy Huy mới vừa giết 10 con mà thôi. Đúng lúc này vài tiếng gào thét vang lên cách đó không xa, Mọi người quay đầu nhìn, lại chỉ thấy hơn 20 con quái thú cao chừng 2 mét có cái đuôi, rất dài cùng chân trước sắc bén bằng vào cái đùi lớn, mai nhảy tới. Đám quái thú này đúng là đang lao tới phía bọn hắn bên này. Mập mạp triệu hoán hấp dẫn chúng nó rời đi. Lam Hiên Vũ lập tức hạ lệnh. Tiền lỗi lập tức bắn ra triệu hoán kim tiền triệu hoán chi môn, mở ra dưới sự phụ trợ của Kim Văn Lam Ngân Thảo một con địa long, lao ra mà nghênh đón. Lam Hiên Vũ dẫn mọi người xoay người bỏ chạy, tới hướng xa đồng thời quan sát tình huống chiến đấu của Địa Long, cùng những quái thú kia. Tình huống tốt đẹp lực phòng ngự của Địa Long, rất mạnh đám quái thú này rất khó phá được phòng ngự lập tức bị nó giết mất mấy con, tới lúc Địa Long bị vây công, thì tình huống dưới mới dần dần có chút chống đỡ không nổi. Băng Thiên Lương nói, chúng khai yêu chúng ta tới giết đi hẳn là có thể tiêu diệt một cách rất đơn giản. Lam Hiên Vũ lắc đầu nói, không giết, phóng thích hồn kỹ sẽ tiêu hao hồn lực cùng thể năng đến lúc đó sẽ cần dinh dưỡng đến bổ sung nhưng nước và thức ăn đều rất có hạn mà căn bản chúng ta cũng không biết thứ gì ở này có thể ăn và không thể ăn hiện tại khẳng định những thí sinh khác đều đã chiến đấu với những quái thú này nhưng chẳng mấy chốc bọn hắn sẽ phát hiện sau khi đồ ăn không đủ thì thể năng sẽ nhanh chóng sụt giảm coi như muốn giết thì chúng ta cũng phải đợi đến ngày cuối cùng hiện tại chỉ kiếm lợi thế chứ không giết quái thú lần này chỉ là thăm dò thực lực của bọn nó một chút thôi nói xong hắn dẫn mọi người xoay người rời đi cũng không chờ đám quái thú này bỏ đi để nhặt tinh hạch những con đã chết rất nhanh mọi người liền hiểu rõ vì sao lam hiên vũ không đợi bởi vì hắn muốn bắt kịp bước tiến của nguyên ân huy huy dọc theo ký hiệu lưu phong lưu lại rất nhanh bọn hắn lại thấy thi thể một đàn quái thú có tới hai mươi mấy con tất cả đều có hình thể trung đẳng toàn thân mọc đầy gai nhọn trong đó có một nửa là có vết thương trên đầu tinh hạch bị lấy đi một nửa số quái thú còn lại là vẫn còn nguyên vẹn thi thể móc tinh hạch lam hiên vũ lập tức hạ lệnh Chính hắn là người đầu tiên động thủ, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người mặt ngoài tay phải hắn hiện, ra từng khối vảy màu vàng kim chỗ đầu ngón tay phóng ra lợi chảo tay nâng chảo hạ, một viên tinh hạch lớn chừng đồng tiền được móc ra từ trong đầu quái thú. Một bên khác, Vũ Thiên vung mạch đao mà chém, nhưng tốc độ vẫn không bằng hắn. Để ta tới, ta tốc độ nhanh. Các người thủ ở chung quanh. Làm Hiên Vũ nói một câu, sau đó cấp tốc đi móc tinh hạch điều làm mọi người bất ngờ là sau khi hắn lấy hết tinh hạch cũng không có cất về mà lại nắm cả mười mấy miếng tinh hạch tới giao cho lam mộng cầm thực lực ngươi mạnh nhất tất cả do ngươi tới bảo quản nếu chúng ta tách ra hoặc là xảy ra vấn đề gì vậy ngươi liền lấy tinh hạch phân cho mọi người lam mộng cầm tiếp nhận tinh hạch nhưng ánh mắt nàng lại một mực nhìn chăm chú lên cánh tay phải được bọc một tầng vẩy màu vàng kim của lam hiên vũ không biết vì cái gì, khi nàng nhìn vào cánh tay này của hắn lại luôn có một loại cảm giác hồi hộp, dường như trong thân thể hắn ẩn giấu thứ gì đó rất đáng sợ. Tiếp tục, làm hiền vũ dẫn mọi người tiếp tục tiến lên, thu hoạch lần này cũng xem như đã chứng minh ý nghĩ của hắn là chính xác. Nguyên ân huy huy tuy mạnh, nhưng dưới tình huống phải chiến đấu với rất nhiều quái thú, cuối cùng hắn cũng không kịp lấy ra tất cả tinh hạch. Rất nhanh bọn hắn lại thấy được thi thể 7-8 con quái thú, nhưng lần này không có tinh hạch có lẽ do số lượng ít nên nguyên ân huy huy vẫn kịp móc tinh hạch ra từ mấy lần chiến đấu này là đã có thể nhìn ra thực lực của nguyên ân huy huy thật sự rất cường đại chỉ một lát mà đã giết chết ba nhóm quái thú la mộng cầm đi phía sau đội ngũ mà đụng đụng đống thiên thu trong đôi mắt đẹp toát ra mấy phần bất mãn đống thiên thu đã quen biết với nàng khá lâu tất nhiên sẽ hiểu rõ ý nàng Tại thiên đấu tinh, Lam Mộng Cầm chính là người có thực lực mạnh nhất trong lứa tuổi này, do đó nên nàng cũng khá tự phụ, dưới cái nhìn của nàng, việc Nguyên Ân Huy Huy đang làm thì chính nàng cũng hoàn toàn có thể làm được. Bọn hắn hiện tại 8 người, nhưng lúc này lại cứ theo ở phía sau nhặt nhạnh như vậy, mãi mới thu hoạch mười mấy miếng tinh hạch. Mà thực lực tổng hợp của bọn hắn chắc chắn phải mạnh hơn Nguyên Ân Huy Huy mới đúng, coi như trực tiếp đối mặt bảy quái thú cũng hoàn toàn có thể, đồng thời cũng có thể thu hoạch được càng nhiều. Vì cái gì nhất định phải đi theo như thế, Mặc dù Lam Hiên Vũ nói rất có đạo lý, nhưng thế này có vẻ cũng quá cẩn thận, mà lại còn có chút hèn mọn, đây là điều Lam Mộng Cầm không thích nhất. Đống Thiên Thu khẽ lắc đầu với Lam Mộng Cầm. Trong những người ở đây, ngoại trừ Lưu Phong cùng Tiền Lỗi thì có thể nói Đống Thiên Thu chính là người sát vai chiến đấu cùng Lam Hiên Vũ nhiều nhất, cho nên nàng cũng hiểu rõ nhất về năng lực của hắn. Tên này thường thường có thể hóa mục nát thành thần kỳ, hắn cẩn thận nhất định là có đạo lý. Lam Mộng Cầm bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm đúng lúc này một bóng người lấp lánh phía trước mà lao tới hướng bọn hắn bên này chính là lưu phong trở về lưu phong cầm bạch long thương trong tay chợt lách người tới trước mặt lam hiên vũ thấp giọng nói nguyên ân huy huy gặp phiền toái rồi một bầy quái thú hơn trăm con đang vây công hắn ánh mắt lam hiên vũ chợt sáng lên ngươi dẫn đường chúng ta đi xem một chút lưu phong quay người dẫn đường mọi người bảo trì trận hình đuổi theo vượt qua hai sườn núi nhỏ bọn hắn liền thấy một bóng người đang nhanh chóng phóng lên đỉnh núi phía xa xa thỉnh thoảng có từng đạo hào quang bắn ra chung quanh lúc này đám người lam hiên vũ đã tới đỉnh một ngọn núi nhỏ từ vị trí này có thể thấy rõ tình huống phía dưới bốn phương tám hướng có trên trăm con quái thú đang bao vây trận đánh những quái thú này cũng không phải cùng một tộc quần hình dáng khác nhau chạy ở phía trước dĩ nhiên chính là nguyên ân huy huy lúc này nhìn qua hắn có chút chật vật hắn đang chạy tử tinh linh cung trong tay cứ thỉnh thoảng lại bắn ra vài mũi tên thường thường dề có thể đánh trọng thương một ít quái thú nhưng lúc này số lượng thật sự là quá nhiều cho nên hắn chỉ có thể dựa vào tốc độ không ngừng tìm kiếm lỗ hổng mà lao ra mà dường như những quái thú này đang cực kỳ thống hận hắn lại thêm việc chúng hết sức quen thuộc địa hình tất cả đều không ngừng bao vây tới đi hỗ trợ sao băng thiên lương quay đầu hỏi lam hiên vũ lam hiên vũ lắc đầu không vội quan sát một chút đã Nguyên Ân Huy Huy mặc dù chật vật nhưng tu vi vẫn còn đó, tốc độ lại không chậm khả năng hắn bị vây tới mức triệt để là không lớn. Mà Lam Hiên Vũ vừa liếc mắt liền nhìn ra mặc dù Nguyên Ân Huy Huy đang chạy, nhưng vẫn luôn chạy, trong một phạm vi nhất định hiển nhiên hắn không nỡ bỏ số tinh hạch của đám quái thú vừa bị giết kia trong đám quái thú đang đuổi giết hắn có một loại tốc độ cực nhanh, loại này là có uy hiếp lớn nhất đối với hắn toàn thân chúng là một màu lam sậm, trên người có những đường vằn màu tím, trên đỉnh đầu có một sừng phía sau lưng là những mảnh giáp trồi, như những mũi dao ngắn bén nhọn. Đám này đuổi theo Nguyên Ân Huy Huy với một tốc độ nhanh như điện xẹt. Chính do đám này truy đuổi mới khiến Nguyên Ân Huy Huy có vẻ hơi chật vật loại quái thú nhìn qua có điểm giống báo này, chính là chủ lực trong đám đang vây công Nguyên Ân Huy Huy, chỉ một lát sau trong phiến khu vực này lại có thêm mười mấy cái xác quái thú nhưng đại đa số vẫn không buông bỏ việc truy đuổi đám người lam hiên vũ vẫn một mực lăng yên quan sát lam hiên vũ lộ ra bộ dáng rất trầm ổn cũng không có ý muốn đi hỗ trợ mọi người chú ý quan sát năng lực của nguyên ân huy huy lam hiên vũ nhắc nhở một câu không thể nghi ngờ chỉ trong nguy cơ thì một người mới có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất Nguyên ân huy huy một gã cường giã nhũ hoàn chính là, tên đứng đầu trong A bạn cùng tuổi năng lực của hắn như thế nào hiển nhiên là, điều mọi người muốn quan tâm. Chương 268 ủng hộ kênh qua halazy com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Với tu vi của Nguyên ân huy huy, thì tất nhiên hắn sẽ có thể thi đậu học viện sử lai khắc. Nếu đám người Lam Hiền Vũ cũng có thể thi đậu vậy tương sẽ là đồng học của Nguyên Ân Huy Huy, cũng sẽ là đối thủ cạnh tranh lúc này mượn cơ hội trước mắt, mà quan sát hắn một chút hiển nhiên là không thể tốt hơn đúng lúc này có vẻ nguyên ân huy huy đã bị đuổi đến mức luống cuống hắn nhanh chóng chạy tới phía trước đồng thời trong mắt hảo quang lấp lánh hồn hoàn trên người bắt đầu xuất hiện biến hóa đệ nhị hồn hoàn lóe lên tử tinh linh cung trong tay hắn lập tức nhiều một tầng xương mù màu xanh sẫm hắn vừa chạy vọt về phía trước vừa quay người bắn tên lúc này màu sắc mũi tên được bắn ra đã biến thành màu xanh sẫm mà mũi tên này lại như được mọc thêm con mắt vô cùng tinh chuẩn mà bắn chúng con quái thu phía sau con quái thu báo xanh chạy đầu tiên bị bắn trúng liền kêu to một tiếng, nhưng nhìn qua có vẻ cũng không bị tổn thương gì chỉ là, trên người nó có thêm một tầng xương mù màu xanh sẫm. Lam Hiên Vũ quan sát hết sức cẩn thận hắn phát hiện sau khi con quái thu báo xanh này, nhiễm phải tầng xương mù màu xanh sẫm những con bên người nó, cũng bắt đầu nhiễm phải một chút có vẻ tầng xương kia có thể chuyển nhiễm rất nhanh con quái thu báo xanh đầu tiên bị bắn trúng, dần chạy chậm lại không thể tiếp tục đuổi theo nguyên ân huy huy, mà những con khác nhiễm phải tầng xương màu xanh sẫm này, cũng đều giảm bớt tốc độ đến khi ngã gục hoàn toàn. Một tên duy nhất, vậy mà chỉ một lát sau đã có tới 7-8 con báo xanh ngã trên mặt đất. Đệ nhị hồn kỹ có độc có thể truyền nhiễm. Lam Hiên Vũ thì thầm một câu. Sau khi đánh chết 7-8 con báo xanh áp lực nguyên ân huy huy, phải nhận rõ ràng giảm nhẹ đi rất nhiều, Hắn một bên chạy một bên không ngừng bắn mũi tên độc kia tới bốn phương tám hướng dưới uy lực của tầng khí độc kia càng lúc càng có nhiều quái thú phải ngã xuống đất. Mọi người trên đỉnh núi bên này không khỏi âm thầm bội phục cứ theo loại tình huống này không cần dùng đến thời gian quá dài nói không chừng hắn thật sự có khả năng giết hết hơn trăm con quái thú dù sao đây cũng chỉ là đệ nhị hồn kỹ hắn lại có tu vi ngũ hoàn hồn lực hẳn là đủ chống đỡ ngoại trừ sự giật mình với thực lực của nguyên ân huy huy lúc này đồng bạn lam hiên vũ cũng đều có chút lo lắng cho đến bây giờ bọn hắn mới thu được mười mấy miếng tinh hạch phân cho mỗi người, cũng chỉ là một hai miếng mà Nguyên Ân Huy Huy, sợ là đã có mấy chục miếng nói không chừng lát nữa sẽ thành trên trăm miếng tranh lệch này, thật sự quá lớn. Có vẻ đã cảm nhận được đồng bạn đang vội vàng Lam Hiên Vũ, quay đầu nhìn mọi người thấp giọng nói, đợi một chút đừng sốt ruột. Hắn đang đợi mà thời gian hắn chờ đợi cũng không có quá lâu. Mắt thấy đã từng con quái thú chết dưới mũi tên độc của Nguyên Ân Huy Huy, đột nhiên một tiếng kêu to từ phương xa truyền đến, từ đỉnh núi bên này có thể thấy phương xa một đạo ánh sáng màu lam lướt gấp tới như như chớp giật tốc độ của nó thật sự là quá nhanh đám người lam hiên vũ ở đỉnh núi bên này cũng có chút thấy không rõ thân ảnh của nó lam hiên vũ lập tức ra hiệu im lặng với đồng bạn phía dưới đám quái thú đang vây công nguyên ân huy huy đột nhiên ngừng lại không còn một con nào tiếp tục xông lên ngay trong chốc lát này tia ánh sáng màu lam đó đã đến tốc độ của nguyên ân huy huy đã rất nhanh nhưng tia sáng màu lam này so với hắn còn nhanh hơn nhiều chỉ qua mấy lần lấp lánh đã đuổi tới sát hắn Nguyên Ân Huy Huy rõ ràng cảm nhận, được mối nguy hai cái hồn hoàn đầu tiên đồng thời sáng lên một nhánh độc tiễn bắn ra, vô cùng tinh chuẩn mà chặn đường tới của đạo ánh sáng. Đạo ánh sáng màu lam này đột nhiên né sang mặt bên, nhưng mũi tên của Nguyên Ân Huy Huy lại cấp tốc đuổi theo như là, có mắt không thể nghi ngờ mũi tên của hắn có hiệu quả khóa chặt mục tiêu. Trên đạo ánh sáng màu lam bắn ra một vệt sáng xanh mũi độc tiễn biến mất, trong sự bao trùm của đạo ánh sáng màu lam này, sau một khắc lại là một vệt sáng xanh bắn đến trước mặt Nguyên Ân Huy Huy đạo ánh sáng màu lam kia chậm rãi ngừng lại. Lúc này mọi người mới thấy rõ bộ dáng của nó, đó là một loại quái thú giống con báo xanh có tốc độ cao lúc trước, nhưng thân hình của nó thì lớn hơn nhiều, thân dài vượt qua 4 mét, tốc độ nhanh vô cùng. Thân thể của nó không ngừng lóe lên, dường như toàn bộ thân thể đều là trong suốt. Tia ánh sáng màu lam vừa bắn tới hướng Nguyên Ân Huy Huy, chính là bắn ra từ một cái sừng trên đỉnh đầu nó, như một tia chớp làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nguyên Ân Huy Huy rõ ràng đã ý thức được phiền toái của mình, sau khi bắn ra mũi tên kia, tốc độ của hắn đột một tăng. cùng lúc đó, hồn hoàn thứ ba trên người hắn sáng lên, trường cung lại kéo ra, mũi tên theo đó mà biến thành một màu đỏ rực. bộ pháp dưới chân hắn đột nhiên trở nên mờ đi, đạo ánh sáng đuổi theo sau lưng hắn mặc dù nhanh nhưng vẫn vị hắn mạnh mẽ tránh né. thấy bộ pháp của nguyên ân huy huy, lam hiên vũ không khỏi sừng sốt một chút, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện mình rất quen thuộc với nó, thật sự rất giống bộ pháp nana lão sư đã dạy hắn. dây cung vù vù, một tia sáng đỏ bắn ra cái sừng trên đầu con thiểm điện lam báo lập tức bắn ra một vệt sáng xanh, nó muốn tiến hành chặn đường nhưng không thành công. Tia sáng đỏ vừa đụng chạm ánh sáng màu lam liền vang lên một tiếng nổ lớn, ánh lửa tung tóe đầy trời, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm con thiểm điện lam báo đang lao tới. Hôn kỹ thứ ba, bạo liệt tiễn. Lam Hiên Vũ thấp giọng nói một câu. Nhiệt độ rất cao. Lâm Đông Huy am hiểu dùng lửa bổ sung một câu. Trong thời điểm ánh lửa kia nổ tung, có thể thấy không gian chung quanh đều bị bóp méo, rõ ràng nhiệt độ cực cao, sau khi bắn ra một tiễn này nguyên ân huy huy lại tăng tốc chạy mà trong ngọn lửa phía sau ánh sáng màu lam lóe lên thiểm điện lam báo đã bị cháy đen thân thể lập tức vọt ra nổi giận gầm lên một tiếng cái sừng trên đỉnh đầu nó bắn từng đạo ánh sáng màu lam tới hướng nguyên ân huy huy nguyên ân huy huy lại một lần nữa bước ra bộ pháp lúc trước vừa né tránh vừa bắn tên mặc dù tốc độ của thiểm điện lam báo rất nhanh nhưng dưới vụ nổ của hồn kỹ thứ ba lúc này nó cũng không có cách nào tiếp cận quá mức thế nhưng ở thời điểm này những quái thu khác đã xông trùm tới có thiểm điện lam báo kiểm chế nguyên ân huy huy đã không kịp đi công kích những quái thu khác đã sắp hình thành một cục diện vây kín hoàn toàn nhưng dù là ngay tại lúc này nguyên ân huy huy cũng vẫn không hề bối rối hắn hét to một tiếng dù cho cách rất xa đám người lam hiên vũ bên này cũng có thể nghe được chỉ nghe nguyên ân huy huy quát lớn một tiếng vũ linh thủy triều hào quang tử tinh linh cung trong tay hắn lập tức tỏa sáng chỉ trong chốc lát đã biến thành màu trắng bạc nháy mắt sau đó hắn đột nhiên ngửa đầu mà bắn một mũi tên bạc lên không trung một tiễn này bắn ra ánh sáng của thanh trường cung trong tay nguyên ân huy huy nhanh chóng ảm đạm xuống tốc độ của hắn cũng theo đó mà giảm bớt mấy phần suýt nữa bị một vệt sáng xanh bắn trúng lúc này thiểm điện lam báo đã đến phụ cận nguyên ân huy huy đổi thành hai tay nắm trường cung cứng rắn chống đỡ thiểm điện lam báo công kích Trường cung bị thiểm điện làm báo va chạm cho cong vẹo hẳn đi, sau một khắc, Nguyên Ân Huy Huy liền bị bắn ngược ra ngoài, một thoáng liền bắn ra hai mươi mấy mét, hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất, rõ ràng cũng không có bị thương. Mà lúc này, mũi tên bạc được hắn bắn lên trời đột nhiên nổ tung, nháy mắt sau đó, từng đạo hào quang màu bạc giáng xuống từ trên trời, như mưa bụi bao trùm toàn mặt đất. Hồn hoàn đầu tiên trên người Nguyên Ân Huy Huy lại lấp lánh, Lam Hiên Vũ còn nhớ rõ, lúc trước Nguyên Ân Huy Huy ở trên lôi đài đã từng hô tên cái hồn kỹ này, thần linh ngưng thần, có vẻ đã được thần linh ngưng thần dẫn dắt, những đạo hào quang màu bạc giáng xuống từ trên trời vô cùng tinh chuẩn, mà tìm tới từng con quái thú, gần như tất cả đều bị bao kín trong đó. Nương theo một chuỗi âm thanh phịch phịch, hàng loạt quái thú đã bị bắn chết. Thiểm điện lam báo cũng bị đoàn hào quang màu bạc này bao trùm, nhưng trên người nó lại sáng lên từng đạo ánh sáng màu lam, không ngừng triệt tiêu những công kích giáng xuống từ trên trời đó, nó vẫn vô cùng chấp nhất mà đuổi sát theo Nguyên Ân Huy Huy. Thật mạnh, Băng Thiên Lương nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói: chương 269 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Đúng vậy, Nguyên Ân Huy Huy thật mạnh, mới chỉ trong chốc lát, gần như tất cả đám quái thú vây công hắn lúc trước đều đã chết sạch. Vũ Linh Thủy Triều vừa rồi là công kích phạm vi lớn, chẳng những có thể đồng thời công kích nhiều mục tiêu, mà lực công kích còn cực mạnh. Cứ việc rất nhiều quái thú đều có tầng quang mang phòng hộ bên ngoài thân thể, nhưng ngoại trừ thiểm điện lam báo, gần như tất cả đều bị hào quang bạc đâm xuyên trong nháy mắt, Lúc trước là trên trăm con quái thú vây công Nguyên Ân Huy Huy, hiện tại đã bị hắn giết bảy tám phần. Đúng lúc này, thiểm điện lam báo lại một lần nữa ngửa mặt lên trời mà gầm giận dữ, một màn quỷ dị xuất hiện, hai vầng mặt trời từ dương cùng lam dương vẫn trên bầu trời. Lúc này có vẻ vầng lam dương, nhận lấy sự ảnh hưởng từ tiếng gầm của thiểm điện lam báo, luồng hào quang trên mặt trời lam này khẽ lóe lên một cái, nháy mắt sau đó thiểm điện lam báo cứ như vậy mà biến mất ngay sau đó một đường tia chớp màu lam lớn giáng xuống từ trên trời oanh kích thẳng đến nguyên ân huy huy một màn này không chỉ làm nguyên ân huy huy giật này cả mình mà đám người lam hiên vũ ở đỉnh núi bên kia cũng trợn mắt hốc mồm chuyện gì vậy thiểm điện lam báo lại có thể mượn nhờ lực lượng lam dương trên bầu trời sao đến cùng thì vầng lam dương đó là cái gì ở thời điểm này nguyên ân huy huy đối mặt với công kích bất thình lình liền biểu hiện ra thực lực cường đại chân chính trong đôi mắt song sắc kia trong mắt màu đỏ đột nhiên tỏa sáng hào quang thân thể của hắn trở nên mờ đi trong nháy mắt sau lưng của hắn một hư ảnh giống hắn như đúc cao hơn hắn một đầu bất chợt nổi lên oành trong tiếng nổ vang kịch liệt đạo tia chớp màu lam lớn rơi xuống mặt đất nổ cho mặt đất một trận rung động vô số điện quang màu lam bay tán loạn tất cả những thứ này đều tới quá nhanh cho dù mấy người lam hiên vũ có muốn đi cứu viện nguyên ân huy huy cũng đã không còn kịp rồi nhưng khi tia chớp màu lam thật sự rơi vào trên người Nguyên Ân Huy Huy, vậy mà lại xuyên qua thân thể hắn. Ở trong nháy mắt này, dường như Nguyên Ân Huy Huy cũng biến thành hư ảo như hư ảnh phía sau hắn, hư ảo đến mức không cách nào bị công kích bắn trúng. Tia chớp màu lam đó trực tiếp xuyên qua mà đánh xuống mặt đất, trong trận nổ tung cực lớn, Nguyên Ân Huy Huy cùng cái bóng mở kia tung bay mà lên, trực tiếp bay ra mấy chục mét, tựa như là bị lực nổ tung đánh bay vậy, hai bóng người một lần nữa hợp hai làm một khuôn mặt đẹp của nguyên ân huy huy đã có vẻ hơi tái nhợt hắn không còn dám dừng lại vừa quay đầu liền chạy ma thiểm điện lam báo lại vừa nhảy ra từ trong hố hớn bị tia chớp đánh nổ nó nhìn qua có chút yếu đi nhưng vẫn đuổi đeo nguyên ân huy huy như trước tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh cũng quá mức kịch liệt đến mức hầu hết đám người lam hiên vũ bên này đều nín thở cho tới giờ khắc này mọi người mới thoáng nhẹ nhàng thở ra quét dọn chiến trường lam hiên vũ khẽ quát một tiếng hắn cũng là người đầu tiên lao ra ngoài những người khác vội vàng đuổi theo lúc này ngay cả lam mộng cầm cũng không còn nửa điểm nghi ngờ đối với lam hiên vũ một trận chiến vừa rồi đã chứng minh lam hiên vũ cẩn thận là việc hoàn toàn đúng bọn hắn không chỉ nhìn thấy được thực lực cường đại của nguyên ân huy huy còn thấy thủ đoạn bảo mệnh của hắn đồng thời cũng thấy rõ phương thức công kích kỳ lạ của đám quái thú trên tinh cầu này nếu đổi thành bọn hắn phải đột ngột đối mặt với thiểm điện lam báo kết hợp lam dương công kích như vậy chỉ sợ tất cả đều sẽ luống cuống tay chân từ dấu vết phá hủy kia là có thể nhìn ra một kích vừa rồi mạnh tới mức nào, lực công kích của hồn thú vạn năm cũng chỉ đến như thế. Chờ đợi cùng quan sát đã rất có ý nghĩa, thấy được nguyên ân huy huy năng lực, cũng rõ phương thức công kích kỳ lạ của đám quái thú trên tinh cầu này, chuyện này sẽ có trợ giúp rất lớn cho hành động tiếp theo đối với bọn hắn. Nguyên ân huy huy đã bị thiểm điện lam báo đuổi chạy xa, mà trên mặt đất này, hơn trăm thi thể con quái thú đều còn hoàn chỉnh. Phong tử, người tiếp tục dò xét lưu ký hiệu cho chúng ta, Vũ Thiên, ngươi dùng mạch đao tới lấy tinh hạch. Những người khác tuyệt đối không nên lấy tay dây vào những quái thú bị độc chết, để tránh chúng độc. Lam Hiên Vũ vừa nói, một bên lần nữa thôi động huyết mạch chi lực, phóng xuất ra kim long chảo đi móc lấy tinh hạch. Lần này không thể nghi ngờ là thu hoạch lớn đối với bọn hắn. Dưới tình huống Nguyên Ân Huy Huy đánh chết trên trăm con quái thú như vậy, tương tự chính là có trên trăm miếng tinh hạch. Không biết Nguyên Ân Huy Huy sẽ chờ một lúc hay sẽ không trở về. Nếu trở về, sợ rằng hắn sẽ dẫn đến ói máu, hắn nhọc nhằn khổ sở giết chóc nửa ngày, cuối cùng lại bị hoàng tước lợi dụng phía sau. Đống thiên thu thấp giọng hỏi Lam Mộng cầm bên người, chịu phục không? Lam Mộng cầm hừ một tiếng, vận khí tốt thôi, nhưng cũng có ý nghĩa. Đống thiên thu mỉm cười, hắn hết sức cẩn thận, không mù quáng hành động như vậy. Đây cũng là hắn đang chịu trách nhiệm đối với mọi người chúng ta. Lam Mộng cầm bật cười một tiếng, ngươi trúng độc của hắn thật rồi, thật đúng là vẫn luôn nói chuyện hướng về hắn nha, Đống thiên thu khẽ đỏ mặt ta chỉ là tùy việc mà xét. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ bưng lấy một đống tinh hạch tới đưa cho Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm khẽ lật tay phải, chiếc vòng ngọc màu ngà sữa trên cổ tay nàng lóe lên, đống tinh hạch liền biến mất. Lam Hiên Vũ sừng sốt một chút, trong lòng thầm kêu một tiếng, đại gia, đây rõ ràng là chữ vật hồn đạo khí không gian. Mặc dù hắn không hiểu nhiều đối với hồn đạo khí nhưng cũng vẫn biết, loại chữ vật hồn đạo khí không gian này là loại có giá tiền là đắt nhất, Hẳn là xuất thân của La Mộng Cầm rất không bình thường. 12 tuổi đã có chữ vật hồn đạo khí, ở phương diện này, chỉ sợ cũng không có mấy ai trong đám thí sinh có thể so được đi. Nguyên Ân Huy Huy vất vả giết nửa ngày, bọn hắn quét dọn chiến trường lại chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ. Lúc trước mọi người còn lo lắng sẽ không có nhiều thu hoạch, hiện tại loại lo lắng này đã bị quét sạch hoàn toàn. Mỗi người bọn họ đều đã có hơn 10 miếng tinh hạch, tuy không coi là nhiều nhưng cũng không quá ít. Mấu chốt là mọi người còn chưa phải làm bất cứ việc gì Đi, tiếp tục đi theo hắn." Lam Hiên Vũ vung tay lên, lại đi theo hướng Lưu Phong rời đi lúc trước, lần theo ký hiệu mà tìm nguyên ân Huy Huy. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền thấy Lưu Phong. Lưu Phong đang ngả người trên một tảng đá lớn, thấy bọn họ đi tới, hắn làm một cái dấu hiệu. Đám người Lam Hiên Vũ vội vàng ngồi xuống, lúc này Lưu Phong mới lặng lẽ đi tới bên cạnh bọn họ. "Người đâu?" Lam Hiên Vũ thấp giọng hỏi. Lưu Phong nói, hình như hắn đã tiêu hao quá lớn, đang nghỉ ngơi trong khe đá phía kia lam hiên vũ nói vậy con thiểm điện lam báo đâu lưu phong nói bị hắn giết rồi tinh hạch cũng bị hắn lấy mà tinh hạch của con thiểm điện lam báo này ít nhất cũng lớn gấp ba những quái thu khác mà lại là màu lam hẳn là có giá trị không nhỏ lúc trước những tinh hạch đám người lam hiên vũ lấy được thì phần lớn đều là trong suốt bên trong có một ít màu sắc hỗn tạp giết hắn giết thế nào lam mộng cầm kinh ngạc hỏi trong mắt lưu phong lộ ra mấy phần khâm phục hắn thật sự vô cùng mạnh hắn vận dụng hồn kỹ thứ năm bắn lên bầu trời hơn trăm đạo lôi đỉnh sau đó đám lôi đỉnh này trung hợp lại làm một giữa trời dưới sự điều khiển của hắn tập trung lại cùng một chỗ mà đánh thiểm điện lam báo trực tiếp đánh xuyên thân thể nó miểu sát nhưng hình như chiều đó cũng làm hắn tiêu hao tương đối lớn miểu sát tất cả đều đưa mắt nhìn nhau trong lòng đều có một loại cảm giác rung động mãnh liệt thực lực tổng hợp của thiểm điện lam báo chừng tương đương với một hồn thú mới vào cấp độ vạn năm Nói cách khác, nguyên ân huy huy bằng vào sức lực một người, vậy mà có thể giết chết hồn thú vạn năm, thực lực này thật sự quá đáng sợ. Cho dù là Lam Mộng Cầm, lúc này cũng phải cảm thấy mình có vẻ không bằng. Máu Lam tinh hạch, màu Lam Lam Hiên Vũ thì thầm hai lần, đôi mắt hắn chợt có chút tỏa ánh sáng. Lam Mộng Cầm liếc mắt nhìn hắn, không phải ngươi đang muốn cướp hắn đây chứ? Lam Hiên Vũ nhếch miệng, làm sao có thể? Đoán chừng hắn sẽ phải ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, chúng ta không thể lãng phí thời gian thế này đi, chúng ta chia làm ba tổ, dùng nơi Nguyên Ân Huy Huy nghỉ ngơi làm trung tâm, chúng ta đi săn giết một ít quái thú tại bốn phía. Mọi người để ý thời gian, sau một tiếng trở về tập hợp. Chương 270 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Làm Hiên Vũ vừa nói vừa ngồi sồm người xuống, hắn vẽ một hình tam giác dưới mặt đất, chúng ta tác chiến ngay phụ cận ba đỉnh tam giác này, hấp dẫn quái thú chung quanh để tránh chúng nó ảnh hưởng đến Nguyên Ân Huy Huy nghỉ ngơi, Mọi người có khả năng tùy tiện giết, nhưng phải chú ý an toàn, nếu gặp phải loại quái thú mạnh như Thiểm Điện Lam Báo, vậy phải lập tức lui về hướng hai phe còn lại, không cần đợi thời gian trở lại tập hợp. Được, Băng Thiên Lương đáp ứng một tiếng, mang theo Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên đi tới một hướng. Đống Thiên Thu nhìn Lam Hiên Vũ, chỉ chỉ vào mình mà ra hiệu với hắn một cái, sau đó mới kéo Lam Mộng cầm rời đi. Tất nhiên Lam Hiên Vũ hiểu rõ ý nàng, nàng là muốn nói, nếu bọn hắn gặp phải nguy hiểm có thể trực tiếp triệu hoán nàng chờ bọn hắn đi hết, lúc này tiền lỗi mới thấp giọng hỏi, thật sự không thừa cơ đoạt tinh hạch của nguyên ân huy huy sao? hình như viên tinh hạch mò lam đó có giá trị không nhỏ a? À? lam hiên vũ nhìn hắn một cái, hiện tại không thể đoạt, tác dụng của hắn còn chưa có phát huy ra hoàn toàn, hắn có thể tiến hành công kích phạm vi lớn mà lực công kích lại cực mạnh, hắn giết chết quái thú dễ dàng hơn chúng ta rất nhiều, mà theo tình huống vừa rồi lại có thể nhìn ra, hẳn là những quái thú này có phương thức liên lạc đặc thù giết càng nhiều sẽ dẫn tới càng nhiều quái thú hơn như lúc trước nguyên ân huy huy gặp phải đoàn quái thú cùng con thiểm điện lam báo đó chúng ta vây quanh hắn giết quái thú một là có thể bảo hộ hắn khiến cho hắn có thể điều chỉnh trạng thái một chút mà điểm khác là sẽ dần dần dẫn tới càng nhiều quái thú hơn đến lúc đó chúng ta tập trung về nguyên ân huy huy cũng đã nghỉ ngơi tốt phát hiện có nhiều quái thú như vậy thì tất nhiên phải giết sau khi lam hiên vũ nói rõ lý do lưu phong lại không nghiêm túc nghe hắn chỉ chú ý tới câu nói đầu tiên của lam hiên vũ cái gì gọi là không thể đoạt lúc này vậy thật đúng là ngươi vẫn muốn cướp đúng lúc này hắn liền thấy lam hiên vũ nói phong tử ngươi có thấy nguyên ân huy huy lấy được tinh hạch rồi cất ở nơi nào không hắn có chữ vật hồn đạo khí chứ lưu phong nói hẳn là không có hắn đều đặt hết trong túi tiếp tế bên người lam hiên vũ híp hai mắt lại khẽ gật đầu hiểu rồi chúng ta đi số lượng quái thú bên này thật sự là không ít rất nhanh bọn hắn đã gặp phải Lam Hiên Vũ ở giữa phụ trợ, dùng băng nguyên tố và hòa nguyên tố công kích, tiền lỗi triệu hồi ra địa long làm chủ lực, lưu phong bằng vào tốc độ cùng lực công kích đánh giết ở một bên. Những bầy quái thú có số lượng dưới 10 con đều không đủ sinh ra uy hiếp với bọn hắn. So với hồn thú thì thủ đoạn công kích của đám quái thú nơi này đơn giản hơn hẳn. Mỗi loại quái thú đều chỉ có một loại năng lực thiên phú, mà cũng không tính là quá mạnh. Làm hiên vũ bọn hắn cũng không có gặp loại thực lực mạnh như thiểm điện, làm báo lúc trước nhưng chính như lam hiền vũ phán đoán vậy theo việc số lượng quái thú bị bọn hắn đánh giết tăng lên số lượng quái thú chạy tới cũng trở nên nhiều hơn hiền vũ ngươi làm sao phán đoán được nguyên ân huy huy sẽ nghỉ ngơi bao lâu tiền lỗi có chút nghi hoặc hỏi lam hiền vũ nói phán đoán không được ta còn chưa quen thuộc năng lực của hắn nhưng với lượng tiêu hao đó thì ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một giờ mới có thể khôi phục hoàn toàn vậy chúng ta cứ dựa theo cái thời gian ít nhất này mà tính sau đó liền không cho hắn nghỉ ngơi nữa chứ sao Tiền lỗi có chút khó hiểu nói, làm sao không cho hắn nghỉ ngơi? Lam Hiên Vũ nói với một vẻ mặt đương nhiên, dẫn quái thú tới, khiến cho hắn phải đứng lên làm việc. Tiền lỗi một mặt khiếp sợ, biểu lộ trên mặt hắn khi nhìn Lam Hiên Vũ không ngừng biến hóa. Sau đó dơ dơ ngón tay cái, người thắng. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, ba tổ chúng ta đều đang giết quái thú, khẳng định sẽ dẫn tới càng nhiều đến lúc đó ba người chúng ta sẽ dẫn quái thú bên này tới chỗ nguyên ân huy huy, chắc chắn hắn sẽ phải buông tay buông chân mà đi giết, cũng sẽ giết nhiều hơn hẳn chúng ta. Hai tổ của thiên thu cùng băng thiên lương lại rút về, rất có thể quái thú hai bên cũng sẽ được hấp dẫn đến. Nhìn lúc trước thì bầy quái thú lớn nhất cũng chính là hơn trăm con, mà những bầy có quy mô này cũng không quá nhiều, cho nên nguyên ân huy huy mới có thể nghỉ ngơi một hồi sau khi giết chết một bầy quái thú như vậy. Con thiểm điện lam báo kia hẳn là thủ lĩnh của bầy đó, nếu mỗi khu vực đều có một bầy quái thú dạng này, như vậy, hẳn là lát nữa chúng ta sẽ mang cho hắn bầy quái thú của khu vực này. Tiền lỗi cười khổ nói, chúng ta chơi khăm hắn như vậy, nếu hắn mà biết thì làm sao bây giờ? Hắn là một gã ngũ hoàn đó. Lam Hiên Vũ nói, đến lúc đó lại nói, nói không chừng hắn còn muốn cảm ơn chúng ta đây. Tiền lỗi ngẩn người, muốn cảm ơn chúng ta. Người đang nói nghiêm túc đấy chứ. Được rồi, nhanh giết địch, lại có quái thú đến kia, thời gian một tiếng trôi qua rất nhanh, ba người Lam Hiên Vũ bên này lục đục giết hơn 30 con quái thú. Khi một nhóm quái thú chừng hơn 20 con vọt tới, Lam Hiên Vũ liền kêu Lưu Phong cùng tiền lỗi quay đầu bỏ chạy. Nhưng hướng chạy của bọn hắn lại không phải điểm tập hợp, mà là mò tới chỗ nghỉ ngơi của Nguyên Ân Huy Huy. Mắt thấy đã tới cách một bên khe đá không xa, Lam Hiên Vũ ra hiệu Lưu Phong một thoáng, Lưu Phong giơ Bạch Long thương trong tay, thi triển Bạch Long chống, một con quái thú bị đánh bay lên không trung, Lam Hiên Vũ bắn người mà lên, một cước đá ra, trực tiếp đá bay nó tới khe đá. Kim Văn Lam Ngân Thảo phóng thích rồi quấn quanh người Lưu Phong, tốc độ Lưu Phong đột một tăng, mang theo hai người quay đầu bỏ chạy. ầm, um, con quái thú lại bay ra từ trong khe đá, lập tức hấp dẫn một đàn đang đuổi tới từ phía sau. Tiếp theo, từng nhánh mũi tên màu tím bắn liên tiếp về phía chúng nó. Mà sau khi ba người Lam Hiên Vũ dẫn đám quái thú tới, vừa vặn tìm một góc khuất khe đá kia không thể thấy mà cấp tốc rời đi bằng vào tinh thần lực, chắc chắn Nguyên Ân Huy Huy có thể cảm nhận được có người đi qua, nhưng hắn sẽ không có khả năng cảm thụ được là người nào. Mà đối mặt một đàn quái thú như vậy, tất nhiên hắn sẽ không chút do dự mà đánh giết. Ba người Lam Hiên Vũ trở lại điểm tập hợp, cũng không lâu lắm, hai nhóm của Băng Thiên Lương cùng Đống Thiên Thu cũng đều trở về. Đương nhiên bọn hắn sẽ không dẫn quái thú tới, sau khi giết sạch mới trở lại điểm tập hợp. So với nhóm Lam Hiên Vũ thì năm người này thu hoạch tốt hơn rất nhiều. Ba người băng thiên lương thu được hơn 50 miếng tinh hạch, mà đống thiên thu cùng Lam Mộng Cầm là hơn 60 miếng. Lam Hiên Vũ chủ động đem 30 miếng của nhóm mình tới cho Lam Mộng Cầm, Lam Mộng Cầm liếc mắt một chút nhưng vẫn đón lấy. Càng giết chúng lại càng nhiều, quái thú có thể lần theo khí tức tìm tới chúng ta hay không? Băng Thiên Lương hỏi Lam Hiên Vũ bên cạnh. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Sẽ không, mà có tìm cũng là tìm nguyên ân huy huy. Hắn giết nhiều hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần, hắn tại đây đã như là một khối nam châm những quái thú kia đều sẽ bị hắn hấp dẫn trước tiên chỉ cần mỗi người chúng ta đều giết ít hơn hắn một chút vậy bảy quái thú tới đều sẽ ưu tiên tìm hắn lúc trước chúng ta đánh giết theo ba phương hướng thật ra cũng là giúp hắn chặn lại những quái thú tìm tới hiện tại chúng ta không chặn lại nữa đám quái thú đến sau đó tất nhiên sẽ muốn tìm hắn trước rất nhanh lời nói của lam hiên vũ liền được chứng thực theo việc nguyên ân huy huy bắt đầu đánh giết quái thú tăng thêm tầng khí tức lúc trước hắn đánh giết lưu lại càng ngày càng nhiều quái thú chạy tới phía hắn bên kia mấy chục con quái thú căn bản không đủ uy hiếp nguyên ân huy huy rất nhanh liền bị hắn đánh giết nhưng hắn dù sao cũng chỉ có một người rất nhanh lại có trên trăm con quái thú vọt tới nguyên ân huy huy bị bức ép lại không thể không vừa chiến vừa chạy sau khi nghỉ ngơi một giờ có vẻ thực lực của hắn đã khôi phục hơn phân nửa mà kinh nghiệm lại càng phong phú hơn trước tốc độ đánh giết quái thú cũng bắt đầu tăng nhanh Lúc trước, thì có những lúc mũi tên bình thường của hắn không thể lập tức giết chết quái thú. Hiện tại, dưới sự phụ trợ của đệ nhất hồn kỹ, hắn cứ nhầm con mắt mà bắn. Cơ bản chỉ một tên bắn ra là sẽ có một con quái thú phải mất mạng. Nhưng cũng chính như Lam Hiên Vũ phán đoán vậy, những bầy quái thú có số lượng đạt, trên trăm con đều sẽ có một loại cường giả như tộc trưởng. Rất nhanh, một con đại đỗ tử điêu liền xuất hiện trên đỉnh đầu Nguyên Ân Huy Huy. Con đại đỗ tử điêu này mạnh hơn hẳn con bọn hắn gặp trên máy bay. Nó bắn ra từng tia sáng tím uy lực phi phàm, chương 271 nhưng nguyên ân huy huy am hiểu công kích từ xa nên, cũng không sợ đại đỗ tử điêu, tử tinh linh cung không ngừng bắn ra từng đạo tên sáng. Lần này hắn không liên tục bùng nổ công kích giống trước đó, mà là dùng mũi tên bình thường nhất phối hợp với đệ nhất hồn kỹ. Hắn dùng hơn 20 phút thời gian, vừa né tránh vừa giết sạch đám quái thú đang vây công, sau đó mới tập trung tinh thần chiến đấu với đại đỗ tử điêu trên không. Đại đỗ tử điêu mặc dù bay được nhưng tốc độ lại không bằng thiểm điện lam báo, uy hiếp của nó nhỏ hơn hẳn, nương tựa theo bộ pháp linh hoạt hắn ứng đối cũng thoải mái hơn rất nhiều thế nhưng tình huống bùng nổ công kích cùng loại với thiểm điện lam báo lúc trước vẫn xuất hiện trên không trung đại đỗ tử điêu đột nhiên dừng lại một chút vâng mặt trời tử dương rõ ràng mờ đi một thoáng trong chốc lát thân thể đại đỗ tử điêu liền biến lớn gấp hai lần một cỗ lực áp bách ráng xuống từ trên trời này cả đám người lam hiên vũ ở phía xa cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng phía dưới nguyên ân huy huy không chút do dự xoay bỏ người chạy ở trong nháy mắt này tốc độ của hắn hoàn toàn bạo phát ra đã không còn mờ ảo như trận đánh lúc trước với thiểm điện lam báo đại đỗ tử điêu bỗng nhiên hé miệng một quả cầu năng lượng màu đen sậm bắn thẳng đến hướng nguyên ân huy huy nguyên ân huy huy cũng không quay đầu lại hắn cứ chạy như vậy mà kéo động dây cung từng nhánh mũi tên màu tím bắn ra hắn muốn chặn lại quả vào năng lượng kia nhưng quả cầu này lại như một hố đen vũ trụ mũi tên bắn chúng nó lại biến mất vô tung không có cách nào ngăn cản nó tiến lên rất mạnh công kích này nếu so với thiểm điện lam báo lúc trước thì càng kinh khủng hơn làm sao hắn không dùng phân thân vậy tiền lỗi nghi hoặc nói lam hiên vũ nói có khả năng không dùng được nữa rồi loại kỹ năng thiên phú mạnh mẽ như vậy sẽ rất khó sử dụng liên tục đúng lúc này hồn hoàn thứ năm trên người nguyên ân huy huy phát sáng lên từ tinh linh cung trong tay hắn đột nhiên biến thành màu lam từng đạo điện quang xanh thẳm lượn lờ trên đó ánh sáng màu lam bạo phát hắn nhảy vọt tới phía trước thân thể xoay tròn trên không trung lấy thân thể của hắn làm trung tâm không khí chung quanh chợt cuồng bạo kịch liệt một nhánh mũi tên màu lam xuất hiện trên dây cung bầu trời cũng theo đó mà hiện ra từng đạo lôi đình tất cả đều ngưng tụ tới phía hắn tốc độ bay của quả cầu năng lượng đen kia cũng theo đó mà giảm đi rất nhiều ánh mắt Lam Hiên Vũ khẽ động, Lam Mộng cầm bên cạnh hắn nhịn không được nói, thời gian quấy nhiễu. Hồn kỹ này của hắn đã có thể quấy nhiễu tốc độ thời gian. Sau một khắc, một đường lôi đình to lớn bắn ra từ dây cung của Nguyên Ân Huy Huy, hung hăng đánh vào quả cầu năng lượng. Oanh trong tiếng nổ vang trời, rốt cuộc quả cầu năng lượng màu đen kia cũng nổ tung. Toàn bộ bầu trời đều trở thành một mảng đen kịt trong nháy mắt, tầm mắt mọi người đều bị gián đoạn trong chớp mắt này. Khi tầm mắt của mọi người khôi phục lại, chỉ thấy nguyên ân huy huy đã rời vị trí lúc trước bị đánh bay hơn mấy chục mét toàn thân cháy đen mà chật vật quay cuồng dưới mặt đất hắn đang cố gắng tránh đi những đạo công kích tiếp theo của đại đỗ tử điêu tầng hào quang của tử tinh linh cung đã có chút ảm đạm rõ ràng một kích kia đã tạo thành thương tổn không nhỏ đối với hắn nhưng tình huống của đại đỗ tử điêu cũng không phải quá tốt lúc này nó đang lơ lửng giữa không trung phần bụng xuất hiện một miệng vết thương cháy đen nó đang điên cuồng phun những đạo công kích tím tới phía nguyên ân huy huy nhưng lực công kích rõ ràng đang yếu bớt Lam Hiên Vũ thầm giật mình trong lòng, lực công kích của gã Nguyên Ân Huy Huy này thật mạnh. Một kích kia không chỉ ngăn cản công kích của Đại Đỗ Tử Điêu, hơn nữa còn có thể đánh thương tổn được nó. Uy lực của mũi tên lôi đình kia mạnh có thể nghĩ, nhưng loại công kích bùng nổ này cũng gây tiêu hao rất lớn đối với hắn. Lúc này hắn chỉ có thể miễn cưỡng né tránh, tạm thời vô phương đánh lại. Chít! Một tiếng kêu to vang lên ở phía xa trên không, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh đang hướng phía bên này bay tới nhanh như gió lại là một con đại đỗ tử điêu, mà thoạt nhìn thì nó còn lớn hơn con ban đầu kia. Khi nó thấy con đại đỗ tử điêu ban đầu bị thương nặng, nó liền kêu to liên tục rồi trực tiếp đáp xuống, một đạo sáng tím đánh thẳng tới phía Nguyên Ân Huy Huy. Ra tay, băng thiên lương, đệ tứ hồn kỹ chặn đường. Lưu Phong đi cứu Nguyên Ân Huy Huy, chúng ta lên. Làm hiên vũ hét lớn một tiếng, không chút do dự liền xông ra ngoài. Đại đỗ tử điêu này có tu vi tiếp cận tới mức hồn thú vạn năm, hiển nhiên Nguyên Ân Huy Huy sẽ không ứng đối được nữa, nếu bọn hắn còn không ra tay thì chỉ sợ nguyên ân huy huy sẽ lập tức bị đánh chết băng thiên lương phóng người lên toàn thân điện quang phóng thích ánh sáng trên đệ tứ hồn hoàn nở rộ lần trước hắn đã được tăng niên hạn hồn hoàn trong thăng linh đài lúc này đệ tứ hồn hoàn của hắn đã hiện ra màu tím sậm có xu thế phát triển thành màu đen một khi đến được cấp độ màu đen thì uy năng sẽ còn tăng lên gấp bội vì sao hồn kỹ thứ năm của nguyên ân huy huy lại mạnh như vậy cũng là bởi vì đó là hồn kỹ vạn năm điện thần hàng lâm trong chốc lát, cả người băng thiên lương đã hóa thành lôi đình mà đánh thẳng đến hướng đại đỗ tử điêu. Dưới trạng thái điện thần hàng lâm, hắn bằng vào lực bộc phát là có thể tạm thời phi hành trên không trung. Ngân văn lam ngân thảo của lam hiên vũ trực tiếp quấn quanh lâm đông huy, diệu dương trên đỉnh đầu lâm đông huy lập tức hiển hiện, hào quang tỏa sáng. Hắn cho chút kinh ngạc quay đầu liếc lam hiên vũ, thứ hắn thấy vẫn là hai cái hồn hoàn trên tay lam hiên vũ như trước. Hồn hoàn tên này vẫn là trăm năm, nhưng làm sao lực phụ trợ của hắn lại mạnh lên rồi? Lâm Đông Huy cảm giác được một cách rõ ràng, lúc này võ hồn diệu dương trên đỉnh đầu mình đã có chút trầm trọng, hồn lực trong cơ thể đang không ngừng rót vào trong đó như núi lửa phun trào, thậm chí còn xuất hiện trạng thái rung động vì năng lượng tiếp tế vượt quá giới hạn. Đây thực sự là tình huống trước kia Lam Hiên Vũ phụ trợ hắn chưa từng xuất hiện. Công kích tới con đang bị thương. Hỏa cầu. Lam Hiên Vũ quát. Cái hỏa cầu bắn ra trong nháy mắt rồi đón gió biến lớn. Mới bay ra ngoài hơn 10 mét, đường kính của nó đã phóng tới hơn 1 mét, ngọn lửa nóng bỏng nở rộ, thẳng đến con đại đỗ tử điêu đang bị thương mà bay. Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu vừa lướt đi đều giật nảy mình, hai người chỉ cảm thấy một cỗ khí lưu nóng bỏng bắn qua đỉnh đầu mình. Khi hai nàng ngẩng đầu nhìn tới quả hỏa cầu đều không khỏi biến sắc. Hỏa cầu này đây thật sự là thứ Tam Hoàn Hồn Sư có thể tạo ra. Tốc độ của Băng Thiên Lương cực nhanh, lúc trước nương tựa theo đệ tứ hồn kỹ này, hắn chỉ cần một thoáng đã có thể đánh trọng thương Lam Hiên Vũ. Lúc này hắn đã phóng đến phụ cận đại đỗ tử điêu, lúc này đại đỗ tử điêu đã lâm vào trạng thái cuồng nộ nó vỗ cánh liên hồi toàn thân toát ra một tầng sáng tím mãnh liệt cánh trái đột nhiên co lại mà đánh vào băng thiên lương điện thần hàng lâm oành băng thiên lương từ trên trời giáng xuống tựa như sao băng nện xuống mặt đất đại đỗ tử điêu lập tức bị điện giật thân thể rung động không thể tiếp tục công kích nguyên ân huy huy hai cánh phải khống chế cân bằng mới có thể tiếp tục trôi nổi trên không trung thật sự chiến đấu mới có thể cảm nhận được loại quái thú cấp bậc đầu lĩnh này mạnh bao nhiêu lúc trước nguyên ân huy huy xử lý thiểm điện lam báo hiện tại hắn lại đả thương nặng một đầu đại đỗ tử điêu mọi người mặc dù biết loại tầng thứ này rất mạnh nhưng cũng vẫn cho là mình có thể đối phó nhưng lúc này băng thiên lương đánh ra một kích toàn lực vậy mà cũng chỉ có thể làm dung chuyển đại đỗ tử điêu nhưng sau đó vẫn bị nó vỗ xuống từ không trung có thể thấy thực lực của đại đỗ tử điêu mạnh tới mức nào dĩ nhiên con này mạnh hơn hẳn con lúc trước cuối cùng thì hỏa cầu của Lâm Đông Huy cũng đến, con đại đỗ tử điêu lúc trước bị thương nặng lập tức cảm nhận được uy hiếp, nó vội quay gặp thân thể, một chùm sáng tím bắn ra. Chương 272 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Oanh! hỏa cầu nổ ra mưa lửa đầy trời trên không trung, tầng khí lãng khổng lồ chấn bay con đại đỗ tử điêu đang bị thương, lúc trước thương thế của nó đã rất nặng, nên giờ đã không còn chịu nổi, nghiêng nghiêng rơi nhào xuống từ không trung. Con đại đỗ tử điêu tới sau kêu to một tiếng rồi lập tức phóng xuống theo hướng nó, Lam Mộng cầm lại nhìn thoáng qua từng quả hỏa cầu khổng lồ của Lâm Đông Huy, nhưng lúc này nàng không bay lên, cũng không phóng thích võ hồn tuyết của mình, cứ như vậy mà ngồi xuống bên người Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ trực tiếp vung ra một nhánh Ngân Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh người nàng, người chờ một chút, băng cùng hỏa sẽ. Hắn muốn nói là nếu đồng thời thi triển công kích cự ly xa bằng băng nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, như vậy sẽ gây quấy nhiễu suy yếu lẫn nhau. Nhưng lời còn chưa nói hết thì ánh mắt của hắn đã trợn to bởi vì lúc này trên đầu gối Lam Mộng Cầm đã có thêm một thanh ngọc cầm, ngọc cầm thon dài, bảy dây cung với 13 huy hiệu, phía trên có những đường hoa văn mịn mượt hội tụ tới đầu cây đàn, cuối cùng thành hình đầu phượng. Hai tay Lam Mộng Cầm nhanh chóng phủ lên bảy sợi dây đàn, ánh mắt băng lãnh, rất có mấy phần khí khái nghiêm nghị không thể xâm phạm. Nếu lúc này Lam Hiền Vũ còn chưa thể nhìn ra đây là cái gì thì hắn đi học là vô ích rồi. Song sinh võ hồn, không hề nghi ngờ, đây chính là một võ hồn khác của Lam Mộng Cầm, sau khi võ hồn này xuất hiện không chỉ hắn mà mọi người bên cạnh cũng đều trở nên ngây ngốc bởi thứ xuất hiện cùng lúc với thanh ngọc cầm này chính là bốn cái hồn hoàn màu đen không sai bốn cái hồn hoàn đều là màu đen hồn hoàn vạn năm phải biết thời điểm nàng phóng thích bông tuyết tác chiến lúc trước đó là bốn cái hồn hoàn màu tím vậy mà giờ khắc này thứ xuất hiện trên võ hồn thứ hai lại là bốn cái hồn hoàn màu đen lúc này lam hiên vũ đột nhiên hiểu rõ hắn đã hiểu tại sao lúc trước lam mộng cầm lại nghi vấn chính mình bởi vì người ta thực lực mạnh Nguyên Ân Huy Huy mạnh hay không? Ngũ Hoàn Hồn Vương. Nhưng ngay cả Nguyên Ân Huy Huy cũng chỉ có một cái hồn hoàn vạn năm. Thứ khác biệt với hồn sư bình thường là hắn có một năng lực thiên phú, đó là hóa giải công kích thông qua phân thân, hẳn là thứ đó có nguồn gốc từ năng lực huyết mạch. Nhưng còn Lam Mộng Cầm thì sao? Nàng mặc dù chỉ là tứ hoàn, so với Nguyên Ân Huy Huy thì ít hơn một hồn hoàn, nhưng người ta là song sinh võ hồn đó. Luận hồn lực tổng hợp, coi như không bằng Nguyên Ân Huy Huy thì cũng không kém quá nhiều càng có một điều quan trọng hơn đó là võ hồn thứ hai của nàng có tới bốn cái hồn hoàn vạn năm đây quả thật là vô địch học viện sử lai khắc thật đúng là nơi chưa quái vật mà khó trách với thực lực của đống thiên thu mà vẫn kính ngưỡng lam mộng cầm như vậy khó trách người ta chỉ hai người cũng dám tạo thành một tổ cái này đem so với nguyên ân huy huy vẫn là khiêm tốn đây chứ cho dù một mình lam mộng cầm tự tạo một tổ có lẽ cũng chỉ có nguyên ân huy huy mới có thể uy hiếp được nàng Lam Mộng cầm liếc Lam Hiên Vũ một cái, chỉ thiếu chút nữa là sẽ bộc lộ ra vẻ đắc ý, khi khái nghiêm nghị kia cũng suýt bị phá hư. Hai tay nàng khẽ gầy dây đàn, lập tức vang lên từng đợt âm thanh. Khi mọi người nghe được tiếng đàn đều không khỏi sững sờ, sau đó vẻ mặt tất cả đều lập tức trở nên cổ quái. Bởi vì thật sự là rất khó nghe. Lam Hiên Vũ cảm thấy, dù mình có tùy tiện tới đánh bừa cũng có thể dễ nghe hơn nàng. Hình dung tiếng đàn này của Lam Mộng cầm như thế nào đây, khá giống việc bóp cổ con gà trống, rồi bắt nó gáy cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt gần như, đều xuất hiện trong mỗi người, ngay sau đó là đầu đau muốn nứt. Nhưng chính trong âm thanh khó nghe này, hồn hoàn thứ nhất trên người Lam Mộng cầm cái phát sáng lên. Bảy sợi dây đàn đều biến thành màu bạc, sau đó tiếng đàn khó nghe đột nhiên biến mất, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác thở vào nhẹ nhõm. Giữa không chung, con đại đỗ tử điêu đang đuổi theo đồng bọn đột nhiên nhúc nhích thân thể một chút, sau đó chính nó cũng rơi tự do mà ráng xuống từ trên trời, đệ nhất hồn kỹ cường lực quấy nhiễu có đặc hiệu đối với sinh vật bay lượn có hiệu quả cấm bay nhất định người còn không mau lên rốt cuộc lam mộng cầm vẫn không nhịn được mà toát ra mấy phần vẻ đắc ý lam hiên vũ phát hiện dường như ngân văn lam ngân thảo của mình không thể tăng phúc cho võ hồn này của lam mộng cầm hắn phụ trợ người khác đã rất nhiều lần có hiệu quả hay không thì chính hắn sẽ có thể cảm giác được nếu có hiệu quả thì huyết mạch của người được phụ trợ sẽ kịch liệt cợn sóng nhưng lúc này phụ trợ cho Lam Mộng Cầm lại chưa từng xuất hiện hiện tượng này, ngược lại còn hết sức bình tĩnh. Lam Hiên Vũ dứt khoát buông bỏ Ngân Văn Lam Ngân Thảo, nói, mập mạp ở lại, những người khác lên theo ta. Lúc này Lưu Phong đã đến bên người Nguyên Ân Huy Huy, lôi kéo hắn chạy về. Băng Thiên Lương đã lần nữa trôi nổi má lên, dưới trạng thái điện thần hàng lâm, hắn có thể tập hợp lực công kích cùng lực phòng ngự vào một thân, lúc trước mặc dù bị vỗ xuống nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Dầm dầm, hai con đại đỗ tử điêu lần lượt rơi xuống đất, sau khi rơi xuống đất, thân thể của con bị trọng thương đã có rút kịch liệt, không thể động đậy. Mà con còn lại kia lại bò lên, dùng sức lắc đầu. Làm hiền vũ có thể khẳng định, nó là muốn tránh khỏi âm thanh kinh khủng kia của Lam Mộng Cầm. Thật không hổ là hồn kỹ vạn năm, hiệu quả quấy nhiễu rất tốt. Tiếng đàn trực tiếp tác dụng lên thân thể đại đỗ tử điêu, đây có phải là còn phụ thêm đặc tính không gian nữa hay không? Quả hỏa cầu tiếp sau đã bay tới, con đại đỗ tử điêu bị rơi xuống đất lại bắn ra từng chùm sáng tím, dẫn nổ từng hỏa cầu trên không trung. Thiên thu, Lam Hiên Vũ đột nhiên dùng cánh tay trái đang được ngân văn Lam ngân, thảo bao trùm kéo lấy bàn tay đống thiên thu, từng phiến vầy bạc hình bầu dục dần nổi lên trên tay hắn. Những người khác chỉ cảm thấy chung quanh đột nhiên tối sầm lại, Lâm Đông Huy cảm thấy lực phụ trợ trên người mình đột nhiên biến mất, thậm chí còn thấy lạnh cả người, khiến cho hắn không khỏi ngừng công kích đang định đánh tiếp. Sau đó hắn liền thấy Lam Hiên Vũ cùng đống thiên thu đột nhiên biến mất, tất cả mọi thứ chung quanh đều biến thành màu xanh đậm ngay một nháy mắt tiếp theo một đôi mắt lớn màu xanh đậm lặng lẽ hiện lên giữa không trung nơi xa xa trên thân con đại đỗ tử điều bị rơi xuống đất vừa có ánh sáng tím thoáng hiện nó muốn kết hợp cùng tử dương nhưng thân thể lại đột nhiên cứng ngắc ánh mắt của nó cũng trở nên đờ đẫn trong phút chốc một tầng băng xương dân ra từ trong chính cơ thể nó chỉ trong nháy mắt đã đóng băng toàn cơ thể không chỉ là nó mà ngay cả con còn lại cách đó không xa cũng bị đóng băng theo chính là võ hồn dung hợp kỹ của lam hiên vũ và đống thiên thu thâm lam ngưng thị Lam Hiên Vũ hết sức quả quyết, mặc dù con đại đỗ tử điêu tới sau đã bị Lam Mộng cầm quấy nhiễu rơi xuống đất, nhưng thực lực của nó quá mạnh. Một khi nó kết hợp tử dương phát động công kích thì khỏi cần bàn cãi thêm, trước đó Nguyên Ân Huy Huy bị đánh thảm hại thế nào cũng có thể nhìn ra. Mà đa số bọn hắn là tuyệt đối không ngăn nổi, rất có thể sẽ có người chết. Cho nên hắn không thể để đại đỗ tử điêu thi triển được công kích mạnh nhất đó. Còn có cái gì khống chế mạnh hơn thâm lam ngừng thị đây? Băng Thiên Lương đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio, Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên đã sớm được thưởng thức chiêu này của bọn hắn, lúc trước cũng là hết sức khiếp sợ. Cũng chính từ lúc gặp được võ hồn dung hợp kỹ của Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu, sau đó Băng Thiên Lương mới hoàn toàn kiên định ý nghĩ muốn hợp tác với bọn hắn. Bởi vì hắn cũng cho là mình không ngăn được cái kỹ năng khống chế này. Điểm đáng sợ nhất của Thâm Lam Ngưng Thị cũng không phải năng lực đóng băng mạnh mẽ, mà đó là phạm vi khống chế đám người băng thiên lương cũng không biết sau khi lam hiên vũ liên thủ với đống thiên thu thì triển thâm lam ngưng thị có thể bao trùm tới mức nào chỉ biết mục tiêu bị đôi mắt màu xanh đậm đó nhìn chúng thì đều bị đóng băng trong nháy mắt lúc này việc đóng băng mới vừa hoàn thành băng thiên lương lại một lần nữa phóng thích đệ tứ hồn kỹ điện thần hàng lâm tiếp hồn kỹ thứ ba điện thiểm trong nháy mắt đã tăng tốc độ cùng lực công kích lên tới cực hạn đánh thẳng đến đại đỗ tử điêu Lâm Đông Huy tiếp tục tụ lực, Diệu Dương trên đỉnh đầu bắn ra hào quang chói mắt, tất cả quang mang xung quanh lại bắt đầu tụ về nó. Vũ Thiên bước nhanh đến phía trước, hắn chạy như điên, mạch đao trong tay bị hắn kéo lê dưới mặt đất, không ngừng phát ra từng trận nổ vang. Mỗi một bước được bước ra, khí thế của hắn lại theo đó mà tăng lên mấy phần. Chương 273 phương pháp dùng hồn kỹ mạch đao thế đặc thù như vậy, đây cũng là lần đầu tiên đám người Lam Hiên Vũ được thấy, Lam Mộng Cầm phía sau cũng lộ vẻ kinh ngạc, vì đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy võ hồn dung hợp kỹ của Lam Hiên Vũ và đống thiên thu đó. Một cái chớp mắt vừa rồi nàng cũng có cảm giác. Bản thân nàng cũng có thuộc tính băng tuyết nên cảm thụ của nàng là rõ ràng nhất. Trong nháy mắt đó, nhiệt độ thâm lam ngưng thị tạo ra tuyệt đối thấp hơn âm 100 độ, hơn nữa còn là nhiệt độ bạo phát đột ngột. Chính điểm này mới khiến đại đỗ tử điêu lập tức bị đông lại. Mà trọng yếu nhất là nó đã cắt ngang sự liên hệ của đại đỗ tử điêu với vầng tử dương trên bầu trời thông qua quan sát về những con quái thú thủ lĩnh vừa rồi là có thể phát hiện thực chất thì thực lực bản thân của chúng là không bằng hồn thú vạn năm nhưng nếu chúng mượn lực từ hai vầng mặt trời lam dương và tử dương như vậy thì sẽ có thể trực tiếp bộc phát ra uy lực của một hồn thú vạn năm băng thiên lương là người đầu tiên lao đến hắn đụng trực tiếp vào tầng băng điện quang chói mắt hoàn toàn ngưng tụ trước người hắn mà bộc phát ra một vụ nổ thật lớn tầng băng nổ tung đại đỗ tử điêu bị nổ bay ngược ra ngoài băng thiên lương cũng bị lực nổ đánh bật lên không trung nhưng đúng lúc này, một đoàn ánh sáng tím bùng nổ từ trên thân thể đại đỗ tử điêu, vầng tử dương trên bầu trời mờ đi một chút, một đạo sáng tím chói mắt bắn thẳng đến hướng băng thiên lương. Sự liên kết của đại đỗ tử điêu cùng tử dương vẫn không bị cắt đứt hoàn toàn, nó vẫn còn có thể mượn lực lượng tử dương. Tất cả mọi người đều không khỏi kinh hãi, nhưng uy lực của cột sáng tím này rõ ràng đã yếu hơn con trước kia sử dụng, hẳn là đã bị thâm lam ngưng thị ảnh hưởng, lúc này thực lực của băng thiên lương đã bắt đầu hiển lộ hoàn toàn đệ nhị hồn hoàn lóe sáng điện quang đột nhiên tràn thân thể hắn mà ra tạo thành một bóng người ngay trước người hắn thân ảnh kia khoanh tay trước ngực sau đó hóa thành một tia điện lớn mà hung hăng đụng vào cột sáng tím cũng trong nháy mắt thân ảnh kia xuất hiện băng thiên lương lập tức được giải trừ trạng thái bị khóa chặt thân thể lóe lên rồi hướng về nơi xa nhưng sắc mặt hắn lúc này cũng đã hoàn toàn trắng bệch Oanh thân ảnh do lôi điện tạo thành nổ tung trên không, hóa thành hào quang đầy trời mà biến mất vô tung, nhưng băng thiên lương thoạt nhìn lại lông tóc không tổn hại. Có thể đi tới vòng khảo hạch tổng hợp của học viện sử lai khác thì có mấy ai là đơn giản đâu. Đúng lúc này, một cột hỏa trụ lớn bắn ra từ vầng diệu dương trên đỉnh đầu lâm đông huy, vừa vặn xuyên qua nơi tầng băng bị nổ tung, hung hăng đánh vào thân thể đại đỗ tử điêu, nó vừa bị băng thiên lương đánh cháy đen giờ lại bốc cháy. Vũ Thiên xúc thế đã đủ, lập tức vọt tới phụ cận, mạch đao trong tay hắn ngang tàng chém xuống. Phốc một tiếng, mạch đao lại theo miệng vết thương mà hung hăng chém vào lồng ngực đại đỗ tử điêu, bổ ra một miệng vết thương dài đến hơn một mét. Đại đỗ tử điêu rên rỉ một tiếng, ánh sáng tím trên người nó chợt bùng nổ, đánh bay Vũ Thiên, tầng băng trên người cũng nổ tung toàn bộ. Sinh mệnh lực thật cường đại, thế này vẫn còn không chết, đúng lúc này, một đạo tiễn mang xuất hiện, đầu mũi tên đột nhiên thay đổi hướng bay, đang bắn ngang bỗng lướt dựng thẳng lên, trực tiếp chui vào trong cơ thể đại đỗ tử điêu. Lại một đạo ánh bạc theo đó mà giáng xuống từ trên trời, Bạch Long thương ngang tàng đâm vào trong mắt đại đỗ tử điêu, Lưu Phong bắn người mà lên, Bạch Long phản phóng thích, tránh đi lần cắn trả dãy chết của nó. Thân thể khổng lồ của đại đỗ tử điêu ầm ầm ngã xuống đất, mọi người chung quanh đều không khỏi có chút thở dốc, băng thiên lương lách mình mà lên lại thêm hai kích cho con đại đỗ tử điêu đã bị trọng thương ban đầu diệt đi tính mạng của nó một cách triệt để mãi tới lúc này rốt cuộc mới xem như có thể kết thúc trận chiến nguyên ân huy huy chống tử tinh linh cung xuống mặt đất biểu lộ trên khuôn mặt đẹp có chút bất định ánh mắt vô thức nhìn về phía mọi người chung quanh dĩ nhiên hắn biết những người này là đến đây tham gia khảo hạch cùng hắn nơi xa lam mộng cầm thu hồi thanh ngọc cầm trong tay nhẹ nhàng bước tới bên người lam hiên vũ nàng đón lấy đống thiên thu đã có chút suy yếu đang nắm tay hắn đống thiên thu không nói gì thêm lập tức khoanh chân ngồi dưới đất mà minh tưởng thời điểm ngồi xuống nàng lại vô thức mà nhìn thoáng qua lam hiên vũ có vẻ lần này thâm lam ngưng thị có chút khác biệt mình tiêu hao đã ít hơn rất nhiều so với trước kia ước chừng còn lại ba thành hồn lực mà dường như uy lực của thâm lam ngưng thị lại được tăng cường dù tầng băng bị đánh vỡ, nhưng mãi đến cuối cùng, đại đỗ tử điêu cũng chỉ là miễn cưỡng phản kích mà vẫn không thể chuyển động, có nghĩa lúc đó trạng thái đóng băng tê liệt vẫn chưa giải trừ. Làm hiên vũ thoạt nhìn cũng không có gì thay đổi, có vẻ tiêu hao không lớn, hắn nhanh chân đi tới hướng nguyên ân huy huy. Lưu Phong mấy lần lách mình đã đến bên một sườn núi địa thế tương đối cao, quan sát đến tình huống chung quanh. Những người khác cũng đều phân tán ra, chỉ có tiền lỗi tốc nhanh nhỏ đi tới bên người Lam Mộng Cầm, lộ ra một bộ dáng tìm kiếm che chở. Ngươi không sao chứ, lam hiên vũ đi tới trước mặt nguyên ân huy huy mà hỏi nguyên ân huy huy yên lặng lắc đầu do dự một chút mới mở miệng nói cảm ơn lam hiên vũ mỉm cười nói không cần cảm ơn nói không chừng sau này mọi người còn là đồng học đó cũng nên hỗ trợ lẫn nhau mà người tiêu hao không nhỏ còn bị thương không bằng cứ ở đây nghỉ ngơi một chút đi chúng ta hộ pháp giúp ngươi nguyên ân huy huy sửng sốt một chút đáy mắt mơ hồ có một đạo quang mang lóe lên hắn cùng lam hiên vũ đều thuộc loại người dáng rất đẹp tới mức đặc biệt mà bởi vì những biến hóa sau huyết mạch biến dị, hiện tại Lam Hiên Vũ lại càng nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng. Đôi mắt to của hắn trong suốt vô cùng, lúc mỉm cười lại càng dễ cho người ta hảo cảm mãnh liệt. Yên tâm khôi phục đi, có chúng ta ở đây rồi. Lam Hiên Vũ gật đầu với hắn rồi trực tiếp đi tới hướng băng thiên lương. Nguyên ân huy huy nhìn bóng lưng hắn rời đi, lại nhìn thi thể đám quái thú xung quanh một chút, hắn hít sâu một hơi rồi lập tức khoanh chân ngồi xuống. Lam Hiên Vũ đi tới bên người băng thiên lương, người thế nào rồi? băng thiên lương nói tiêu hao có chút lớn nhưng vẫn ổn lam hiền vũ nói xem tình huống vừa rồi thì quái thú nơi này đều có ý thức lãnh địa phiến khu vực này hẳn là thuộc về hai con đại đỗ tử điêu thủ lĩnh hiện tại chúng nó chết rồi bên này tạm thời là an toàn người tới chỗ nguyên ân huy huy khôi phục một chút đi ta cùng lưu phong vũ thiên lâm đông huy tiền lỗi lam mộng cầm mấy người bọn ta sẽ ở chung quanh hộ pháp cho các ngươi được băng thiên lương gật đầu nhanh chóng đi minh tưởng Lúc trước phối hợp như vậy, chính hắn cũng cảm thấy hết sức thông thuận. Lam Mộng cầm dùng kỹ năng mạnh mẽ kia hạ đại đỗ tử điêu xuống đất, ngay sau đó là lực khống chế cực mạnh của Thâm Lam Ngưng Thị, từng điểm mạnh của mọi người đều lần lượt phát ra, cuối cùng đã ép đại đỗ tử điêu thủ lĩnh không thể phát huy ra thực lực mạnh nhất, lập tức bị bọn hắn đánh giết. Cảm giác này thật sự rất tốt, mà không hề nghi ngờ, thu hoạch lần này của bọn hắn là khá nhiều. Hai con đại đỗ tử điêu thủ lĩnh, coi như một con là cho nguyên ân huy huy, vậy còn một con tất nhiên sẽ thuộc về bọn hắn, theo tình huống chiến đấu lúc trước là bọn hắn hoàn toàn có khả năng khẳng định, muốn đối phó với một con quái thú thủ lĩnh sẽ cần trên dưới 10 người, hơn nữa, còn nhất định phải có hồn kỹ giống hồn kỹ thứ 5 của Nguyên Ân Huy Huy, hoặc một năng lực mạnh mẽ, như võ hồn dung hợp kỹ của Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu. Bằng không mà nói, coi như có hơn 10 người phối hợp ăn ý, cũng không nhất định có thể kích giết được quái thú thủ lĩnh, còn có thể bị nó giết ngược. Thu được tinh hạch quái thú thủ lĩnh, không thể nghi ngờ sẽ có thể tăng điểm của bọn hắn trên phạm vi lớn, sau khi bố trí tốt tất cả, Lam Hiên Vũ lại lập tức công việc lưu bù lên, hắn không chút do dự tới lấy tinh hạch của hai con quái thú thủ lĩnh này. Đó là loại tinh hạch óng ánh sáng màu tím long lanh, khi nó vào trong tay, Lam Hiên Vũ lập tức cảm thấy trong cơ thể mình phẳng phất như, có năng lượng bị dẫn dắt. Đó là tinh thần lực biến hóa. chương 274 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Sau đó Lam Hiên Vũ lại lần lượt đi lấy từng viên tinh hạch của những con bị Nguyên Ân Huy Huy, giết lúc trước, ngoại trừ giữ lại một viên tinh hạch quái thú thủ lĩnh, tất cả số còn lại hắn đều giao cho Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm cũng rất vui vẻ đối với thứ này, nàng cầm lấy viên tinh hạch tím kia mà xem với một bộ dáng yêu thích không buông tay. Nữ hài tử thì có ai là không thích thứ xinh đẹp đây chứ? Nếu không phải lúc này đống thiên thu đang minh tưởng khôi phục, vậy chắc chắn Lam Mộng Cầm sẽ phải chia sẻ cảm thụ lúc này với nàng. Trong trận chiến đấu lúc trước, người tiêu hao lớn nhất không thể nghi ngờ là Nguyên Ân Huy Huy, nhưng người đầu tiên khôi phục lại vẫn là hắn. Lam Hiên Vũ vẫn luôn quan sát tỉ mỉ bên người Nguyên Ân Huy Huy, hắn phát hiện Nguyên Ân Huy Huy không chỉ có tốc độ khôi phục rất nhanh, mà ngay cả thương thế trên người cũng cấp tốc khôi phục trong quá trình này, chỉ qua một hồi nhắn ngủi, khí tức cả người Nguyên Ân Huy Huy đã trở nên bình ổn lại. Lại một lát sau đã bắt đầu khôi phục lại hướng trạng thái ban đầu. Khó trách người ta dám hành động một mình, lại còn dám không ngừng đánh giết quái thú. Nếu không phải lúc trước gặp tình huống đặc biệt, đồng thời xuất hiện hai con đại đỗ tử điêu, vậy chỉ sợ tên này thật sự có thể tiếp tục săn giết như vậy, Thật sự là mạnh mẽ, ngẫm lại người ta ngũ hoàn tu vi, nhìn lại mình mới chỉ có 23 cấp hồn lực, Lam Hiên Vũ không khỏi âm thầm thở dài, giữa người và người, khoảng cách làm sao lại lớn như vậy chứ? Nguyên Ân Huy Huy mở hai mắt, hắn vừa liếc liền thấy được Lam Hiên Vũ đang đứng bên cạnh mình. Hai chân hắn hơi dùng sức, bắn người mà lên. Nguyên Ân Huy Huy so với Lam Hiên Vũ thì còn thấp nửa cái đầu, hắn phải hơi ngước đầu mới có thể thấy được đôi mắt của Lam Hiên Vũ. "Cảm ơn." Nguyên Ân Huy Huy lại một lần nữa nói ra cảm tạ. Lam Hiên Vũ mỉm cười lắc đầu, không cần cảm ơn. Ta cũng nói rồi, mọi người là người một nhà nha. Tình hạch ta lấy ra cho ngươi rồi. Con tới sau xem như chúng ta giết, cái này của ngươi. Nói xong, hắn đưa viên tinh hạch đại đỗ tử điêu tới cho Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy sừng sốt một chút, Lam Mộng Cầm, Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên ở bên cạnh cũng có chút kinh ngạc, Lúc trước Lam Hiên Vũ giữ lại một viên tinh hạch đại đỗ tử điêu, bọn hắn vẫn đều cho rằng hắn muốn giữ cho chính mình, không ai nghĩ hắn lại lấy ra cho Nguyên Ân Huy Huy, hình như hành động này, không quá tương xứng với cái tính cách thích chiếm lợi của hắn lúc trước. Mới vừa rồi hắn còn dẫn mọi người một mực đi theo lợi dụng Nguyên Ân Huy Huy đó, mà cũng thật sự chiếm lợi được không ít. Vậy mà giờ tên này lại không nuốt hết tiền lời sao? Mà nếu bọn hắn không ra tay thì rất có thể Nguyên Ân Huy Huy sẽ bị giết chết, đây chính là ân cứu mạng theo lý mà nói, coi như bọn hắn có cầm hết chiến lợi phẩm thì Nguyên Ân Huy Huy cũng sẽ không thể nói gì. Làm sao lúc này Lam Hiên Vũ lại bỏ đồ ra như vậy chứ? Cầm lấy đi. Lam Hiên Vũ thấy Nguyên Ân Huy Huy sững sờ như vậy, lại dơ dơ viên tinh hạch tới trước mặt hắn. Nguyên Ân Huy Huy lắc đầu, ta không thể nhận. Các ngươi đã cứu ta, làm sao ta có thể đòi chiến lợi phẩm nữa đây? Ta vô cùng cảm tạ các ngươi. Nếu không phải các ngươi cứu thì có lẽ ta đã chết. Nơi này thật đáng sợ, ta có thể đi theo các ngươi chứ? Lam Hiên Vũ nói, nếu ngươi đã thấy sợ thì làm sao còn hành động một mình như vậy chứ? Nguyên ân huy huy nháy nháy mắt, nói, ta có bí mật không thể để người ta biết, cho nên ta chỉ có thể hành động một mình. Lam Mộng cầm ở bên cạnh nước mắt, nàng chỉ cảm thấy hình tượng gã ngũ hoàn này trong lòng mình đã ẩm ẩm sụp đổ. Những người khác đều không khỏi lộ ra thần sắc khác thường. Bí mật. Chính miệng ngươi còn nói mình có bí mật, vậy cái bí mật này của ngươi còn có thể giữ được bao lâu đây? chẳng ai ngờ rằng, gã Nguyên Ân Huy Huy với tu vi ngũ hoàn, có thực thực mạnh nhất trong đợt khảo sát tổng hợp, vậy mà hắn lại đơn thuần tới như thế, thực sự là cách biệt một trời một vực với cái vẻ ngoài lanh lợi bí hiểm kia. Làm hiền vũ đột nhiên kéo tay Nguyên Ân Huy Huy, nhét viên tinh hạch màu tím vào trong tay hắn, nghiêm túc nói, cầm lấy, chúng ta không thể chiếm lợi từ bằng hữu. Còn đại đỗ tử điều đó cứ tính ngươi giết, viên tinh hạch này vũng chính là của ngươi. Nếu ngươi có bí mật, vậy chúng ta cũng không tiện hỏi, ngươi về sau có tính toán gì không? nguyên ân huy huy nhìn viên tinh hạch vừa bị nhét vào trong tay mình khuôn mặt đẹp đột nhiên hơi đỏ lên ánh mắt hắn nhìn về phía lam hiên vũ lại thay đổi lộ ra vẻ mặt cảm động ca ca người thật tốt ta cũng không biết tiếp theo nên làm gì nữa quái thú ở đây rất đáng sợ chúng cứ gặp là đều muốn giết ta ta có thể di cùng ngươi hay không chỉ là nói đến đây bộ dáng hắn lộ rõ vẻ đang muốn nói lại thôi tiền lỗi xoay người sang chỗ khác hắn sợ mình nhịn không được thật sự đứa nhỏ nguyên ân huy huy này đơn thuần đến mức như một bông hoa trắng vậy, chỉ sợ bị hiên vũ đem bán cũng phải ngồi đếm tiền cho hắn mất. Làm hiên vũ suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta qua một bên nói. Hắn liền kéo nguyên ân huy huy đi đến một bên. Tiền lỗi khẽ thở dài, trời cao ơi, đại địa ơi, loại người này cũng có thể tu luyện tới ngũ hoàn, thật không công bằng. Ta thông minh cơ trí như vậy, tinh thần lực sắp đạt tới linh hải cảnh, vậy mà tu vi lại kém xa hắn, thật chính là, tinh thần lực của ngươi cũng không bằng hắn, lam mộng cầm dội cho bắn một gáo nước lạnh lúc này lam hiên vũ đã kéo nguyên ân huy huy đi đến một bên thấp giọng nói chúng ta nhiều người như vậy ngươi cũng không thể nói bí mật của mình ra chứ ta thấy một mình ngươi hành động như vậy hẳn là do bị bí mật này làm hạn chế đúng không đây là chuyện riêng tư ngươi không cần nói cho chúng ta để ta đoán một chút có phải nếu ngươi một mực ở cùng chúng ta vậy bí mật này sẽ có khả năng bại lộ nguyên ân huy huy khẽ gật đầu kinh ngạc nói đúng vậy làm sao ngươi biết làm hiền vũ nghĩ thầm ngươi đã nói rõ ràng tới như vậy nếu ta còn đoán không được thì chẳng phải ta thành đồ đần rồi sao làm hiền vũ trầm ngâm nói nơi này đúng là rất nguy hiểm mặc dù thực lực cá nhân của ngươi rất mạnh nhưng hào hán cũng không chịu nổi đàn sói mà bí mật của ngươi lại không thể bại lộ không có cách nào ở cùng chúng ta việc này có chút mâu thuẫn nên làm cái gì mới phải đây nguyên ân huy huy cũng lập tức mang một dáng vẻ đắn đo sau một lát, Lam Hiên Vũ nói, ngươi xem thế này có được không, bí mật của ngươi là cái gì thì chúng ta không biết, nhưng có phải chỉ cần chúng ta không quá mức tiếp cận ngươi là sẽ không nhìn ra, hay không? Nguyên ân Huy Huy gật gật đầu, nói, chỉ cần không nhìn kỹ thì hẳn là sẽ không nhìn ra, dù sao ta cũng mới 12 tuổi. Khoái miệng Lam Hiên Vũ khẽ giật giật, hắn cảm thấy, nếu mình còn nói thêm vài câu, có lẽ bí mật này của Nguyên ân Huy Huy sẽ thật sự lộ tẩy. Vậy thế này đi. Lam Hiên Vũ nói, ngươi vẫn tự hành động một mình, chúng ta sẽ theo ngươi một khoảng cách khá xa, hộ vệ chung quanh cho ngươi. Nếu chung quanh có quái thú thì chúng ta liền giúp ngươi giải quyết. Mà nếu gặp phía trước thì ngươi tự giải quyết. Nếu quái thú quá mạnh chúng ta sẽ lên giúp ngươi, bảo hộ ngươi. Như thế nào? Nguyên ân huy huy vui mừng quá đỗi, nhưng rất nhanh hắn lại có chút ngượng ngùng nói, này làm sao được? Tất cả mọi người là cùng nhau tham gia khảo hạch, thế này quá gây chậm trễ cho các ngươi. Mà thật ra ta cũng không biết nên đi như thế nào, ta không hiểu nhiều về cái thiết bị định vị này. Nói xong, hắn lắc lắc cổ tay. Lam Hiền Vũ nói, không có việc gì, ta sẽ nói cho người biết hướng đi đại khái. Có điều, người nói kéo dài thời gian làm hại chúng ta, cái này đúng là có hơi phiền toái. Nếu chỉ có mình ta hoặc một tiểu tổ ba người còn dễ một chút, chúng ta cũng có thể giết một ít quái thú. Nhưng bây giờ chúng ta bên này có ba tiểu tổ, mọi người chúng ta chia đều chiến lợi phẩm, ai cũng muốn mình có thể thi đậu học viện sử lai khắc, nếu chiến lợi phẩm không đủ cũng hết sức phiền toái ngươi xem thế này được không? Nếu chúng ta ở phía sau bảo vệ ngươi, những quái thú mọi người giết sẽ tính chung lại, ngươi lấy được chiến lợi phẩm thì chia cho chúng ta một chút, được không? Nguyên ân huy huy nháy nháy mắt, nói, được, đương nhiên có thể. Lam Hiên Vũ thử thăm dò nói, ủng hộ kênh qua halazy com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Vậy ngươi chia ba thành. Nguyên Ân Huy Huy lập tức nói gấp, như vậy sao được? Lam Hiên Vũ cao mày, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này chỉ đang giả ngu thôi sao? Sau đó hắn lại thấy Nguyên Ân Huy Huy nói, không phải các ngươi chia đều sao? Mặc dù ta không đi cùng các ngươi nhưng cũng xem như gia nhập đoàn đội, ta cũng chia đều. Sao có thể chiếm lợi của các ngươi chứ? Trường 275 Lam Hiên Vũ có chút không đành lòng mà than nhẹ một tiếng, mọi người chia đều, chiến lợi phẩm lại có hạn, ta sợ ngươi sẽ không đậu xử lái khắc. Nguyên Ân Vì Huy Huy lắc đầu nguê nguẩy, sẽ không? Ta đã thi đậu rồi, ta được bảo đảm từ bên trong. Lam Hiên Vũ sững sờ, được bảo đảm từ bên trong. Là sao? Nguyên Ân Huy Huy nói, được bảo đảm từ bên trong chính là được cử đi từ trong học viện. Ông nội nói, để cho ta trải nghiệm cuộc sống, gia tăng một chút kinh nghiệm, cho nên ta mới tới tham gia khảo hạch. Thành tích sẽ không có có ảnh hưởng gì đối với ta, vì ta đã là tân sinh của học viện sử lai khắc. Thật không công bằng A à, còn có dạng cử đi từ bên trong như thế này. Từ nhỏ ngươi đã sinh sống tại thành sử lai khắc. Làm hiền vũ hỏi. Nguyên ân huy huy khẽ gật đầu, nói, đúng thế, nhà ta ở đó, Quá không công bằng, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy, thật sự phải lừa hắn thêm chút nữa thì trong lòng mới có thể thăng bằng lại. Vậy được rồi, sẽ nghe ngươi, chia đều." Lam Hiên Vũ hài lòng nói. Nguyên Ân Huy Huy lập tức cười, "Quá tuyệt a, à, cuối cùng ta cũng có đoàn đội. Cảm ơn ca ca. Ca ca, ngươi tên là gì?" "Ta tên Lam Hiên Vũ." Lam Hiên Vũ gật đầu nói. Nguyên Ân Huy Huy nói, "Ta là Nguyên Ân Huy Huy, về sau ta gọi ngươi là Hiên Vũ ca ca được chứ? Ta cũng có thể tính là thành viên trong đoàn đội của các ngươi rồi." chỉ là nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó mới nói, đến buổi tối các ngươi không nên quá tiếp cận ta, ít nhất phải bảo trì khoảng cách 30 mét, như vậy thì hẳn là bí mật của ta sẽ không bị lộ, được không? Thực ra lúc ban ngày ta vẫn có thể hành động cùng mọi người. Được rồi. Bí mật của ngươi sắp không còn là bí mật rồi đó Lam Hiên Vũ thầm than, nhưng vẫn đáp ứng không chút do dự. Lúc hai người trở về thì Nguyên Ân Huy Huy đã mang một bộ dáng hoạt bát, mà quấn lấy Lam Hiên Vũ, nào còn chút cảm giác thần bí như lúc trước, đơn giản chỉ là một đứa nhỏ bình thường. Huy Huy quyết định gia nhập đoàn đội chúng ta, vì hắn có bí mật, do đó nên mỗi lúc trời tối mọi người không nên tới gần hắn trong khoảng 30 mét, chỉ ở xung quanh bảo hộ hắn. Huy Huy khá sợ hãi, cho nên ta quyết định mọi người chúng ta ở ngoài gác đêm, để cho hắn ở trung tâm an toàn nhất nghỉ ngơi. Chiến lợi phẩm của hắn cũng sẽ chia đều như mọi người chúng ta, Lúc này đống Thiên Thu cùng Băng Thiên Lương cũng đã khôi phục tốt. Ngoại trừ Lam Hiên Vũ vẻ mặt như thường, ánh mắt bảy người còn lại nhìn Nguyên Ân Huy Huy đều có chút quái dị. Lam Mộng cầm tiến đến bên người Lam Hiên Vũ, thấp giọng nói, "Liệu có lừa hắn quá ác không? Chẳng may người ta không thi đậu." Lam Hiên Vũ liếc nàng một cái, "Ngươi từng nghe được bảo đảm từ bên trong chưa? Người ta là được bên trong cử đi nhập học, ngươi có không?" Lam Mộng cầm sừng sốt một chút, "Được bảo đảm từ bên trong" nàng lập tức quyết định mình sẽ không đồng tình với nguyên ân huy huy thêm chút nào nữa tất cả mọi người tới đây có huy huy gia nhập nên ta muốn điều chỉnh chiến thuật một chút lam hiên vũ nói lúc này băng thiên lương đột nhiên cảm thấy mình đã thực sự phục sát đất đối với tên lam hiên vũ này đã lợi dụng người ta thì thôi không nói cuối cùng lại còn có thể lừa người ta thành đồng đội quả thực quá lợi hại nhưng hắn lại cảm thấy lam hiên vũ cũng không có làm cái gì gã ngũ hoàn nguyên ân huy huy này quá đơn thuần rồi có thể nói cũng chẳng cần phải lừa lọc gì cả. Lam Hiên Vũ ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, "Chúng ta cần phát huy đầy đủ ưu thế của mỗi người. Phong tử, ngươi đi ra ngoài phụ trách dẫn quái thú tới. Băng Thiên Lương, ngươi cũng phụ trách việc này. Hai người tốc độ đủ nhanh. Thiên Thu, ngươi có thể chứ?" Đống Thiên Thu là hệ cường công chiến hồn sư, nhưng luận tốc độ nàng cũng không hề kém. Đống Thiên Thu gật gật đầu nói, "Ta cũng có thể." Lam Hiên Vũ nói, chúng ta cứ dựa theo hướng cố định tiếp tục tiến lên, sau khi phát hiện quái thú, ba người các ngươi phụ trách hấp dẫn chúng về, ta phụ trách tìm kiếm nơi thích hợp để đánh úp chúng. Mãnh cầm, a, không, Lam Mộng cầm, người hẳn là hệ khống chế chiến hồn sư đi, người phụ trách trưởng khống toàn trường. Lâm Đông Huy, Vũ Thiên, các người phụ trách bảo hộ bên người Huy Huy, ta đồng thời phụ trợ bốn người các ngươi. Huy Huy, ta quan sát đã phát hiện, đệ tứ hồn kỹ của ngươi có thể gây sát thương kẻ địch trong phạm vi nhất định, Ngươi chỉ cần dựa theo chỉ thị của ta, phóng thích đệ tứ hồn kỹ tới hướng nhiều quái thú nhiều nhất là được rồi. Nếu có quái thú thủ lĩnh xuất hiện, mọi người chúng ta sẽ cùng khống chế nó, ngươi dùng hồn kỹ thứ năm đánh trọng thương, cụ thể thì tới lúc đó nghe ta chỉ huy. Rõ chưa? Nguyên ân huy huy liên tục gật đầu, hiểu rõ, rất có cảm giác an toàn nha. Hiền vũ, vậy ta làm gì? Tiền lỗi mang dáng vẻ trông mong mà hỏi. Làm hiền vũ liếc mắt nhìn hắn, ngươi làm ứng cử viên dự bị, Tiền lỗi bố trí xong, mọi người lại một lần nữa xuất phát. Có kinh nghiệm chiến đấu trước đó, lại thêm Nguyên Ân Huy Huy gia nhập, Lam Hiên Vũ lập tức liền tăng nhanh tốc độ tiến vào. Rất nhanh bọn hắn đã gặp quái thú. Mọi người thăm dò thực lực quái thú một thoáng, sau đó liền bắt đầu hành động dựa theo kế hoạch của Lam Hiên Vũ. Ba người hấp dẫn quái thú, những người khác bảo hộ Nguyên Ân Huy Huy, khiến cho hắn có thể phát huy trình độ công kích từ xa tới mức lớn nhất. Lam Hiên Vũ thử một chút, sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, Ngân Văn Lam Ngân Thảo cùng Kim Văn Lam Ngân, thảo lại đều có thể trợ giúp Nguyên Ân Huy Huy tăng cao thực lực. Kim Văn Lam Ngân Thảo có thể tăng cường lực công kích của Nguyên Ân Huy Huy, mà Ngân Văn Lam Ngân Thảo lại có khả năng tăng thêm số lần công kích cho hắn. Sau mấy lần phụ trợ, ánh mắt Nguyên Ân Huy Huy nhìn hắn liền tràn đầy vẻ sùng bái. Rất lâu sau đó Lam Hiên Vũ mới phát hiện, bởi vì trên mỗi cánh tay của hắn đều có hai cái hồn hoàn, do vậy nên Nguyên Ân Huy Huy đã coi hắn thành một gã tứ hoàn hồn tông chiến thuật như vậy hiệu suất thật sự quá cao. Sau khi con quái thú thủ lĩnh thứ tư xuất hiện, bọn hắn chỉ dùng một thời gian rất ngắn đã có thể kết thúc chiến đấu. Võ hồn thứ hai của Lam Mộng cầm tên là Ngọc Hoàng Cầm, mà hiệu quả quấy nhiệt từ đệ nhất hồn kỹ của Ngọc Hoàng Cầm lại vô cùng tốt. Dưới sự quấy nhiễu của nàng cùng băng thiên lương, đống thiên thu, lưu phong, Lam Hiên Vũ dùng kim văn Lam Ngân Thảo phụ trợ nguyên ân huy huy, hồn kỹ thứ năm của Nguyên Ân Huy Huy, trực tiếp miểu sát con quái thú đang bay trên không trung, một loại quái thú am hiểu tốc độ khá giống diều hâu. Mà hồn kỹ thứ năm của Nguyên Ân Huy Huy tên là Lôi Linh Chiến Cổ, chẳng những có thể công kích đơn cá thể, lại vẫn có thể công kích quần thể với uy lực to lớn. Qua ba lượt như vậy, sắp trời dần tối xuống, cuộc hành động ngày đầu tiên trên hành tinh này của bọn hắn cũng sắp phải kết thúc. Màn đêm buông xuống, mọi người vây quanh ở một sườn núi. Nguyên Ân Huy Huy nghỉ ngơi trên đỉnh, bảo đảm khoảng cách hơn 30 mét với mọi người. Cụ thể hắn có bí mật gì thì mọi người không rõ, ai cũng chỉ biết thu hoạch hôm nay thật sự quá lớn. Tinh hạch bình thường đã vượt quá ngàn miếng, ít nhất mỗi người đều có hơn trăm miếng tinh hạch. Mà tinh hạch quái thú thủ lĩnh lại có tới 6 viên. Đúng vậy, 6 viên. Số lượng này chính, vì nguyên ân Huy Huy đã lấy ra tất cả số tinh hạch hắn có lúc trước, bao gồm cả viên tinh hạch của thiểm điện lam báo. Hắn mãnh liệt yêu cầu bỏ tất cả tinh hạch của mình ra, chia đều cho mọi người cùng hưởng. Yêu cầu này thật sự làm cho người ta khó mà cự tuyệt được. Hiện tại, ngay cả ánh mắt Lam Mộng cầm nhìn Lam Hiên Vũ, cũng không khỏi mang theo vài phần khâm phục, mặc dù phần khâm phục này là mang dấu ngoặc kép. Nàng tự hỏi, thật sự mình không thể nào lợi dụng người khác lại, còn có thể làm người ta ca ngợi như vậy. Nguyên ân huy huy luôn miệng một tiếng ca ca với Lam Hiên Vũ, trên mặt lại càng tràn đầy vẻ khâm phục. Trên thực tế, đúng thật lúc này Nguyên ân huy huy rất hài lòng, so với lúc đầu tới đây bốn bề là địch, hiện tại hắn rất thư thái, chỉ cần bắn tên là được, mọi thứ khác đều không cần hắn làm, ngay cả công việc hắn ghét vì bẩn như móc lấy tinh hạch cũng không cần. Chương 276 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Nửa ngày thời gian đó, Nguyên Ân Huy Huy cảm thấy mình căn bản không còn phải gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Tất cả quái thú đều bị những người khác cản ở ngoại vi, nhất là lam hiên vũ tận lực khiến cho hắn thấy lam mộng cầm có bốn cái hồn hoàn màu đen hắn lại càng cảm thấy mình nên bỏ tất cả chiến lợi phẩm ra chia đều như vậy địa vị chỉ huy của lam hiên vũ vững như bàn thạch lam mộng cầm cũng không có ý nghĩ muốn rời khỏi mặc dù nàng cho rằng nếu mình hành động đơn độc thì thu hoạch sẽ càng nhiều nhưng thật ra chính nàng cũng không phát hiện một điều tâm tình của mình đã giống hệt nguyên ân huy huy cùng đoàn đội thì mọi việc trở nên quá dễ dàng không cần khẩn trương một chút nào nàng chỉ cần thi triển một vài kỹ năng khi quái thú tới sau đó thì cái gì cũng không cần phải để ý đến người hấp dẫn quái thú nhiều nhất không phải thực lực cường hãn như băng thiên lương hay đống thiên thu mà đó lại là lưu phong lưu phong tốc độ rất nhanh lam hiền vũ cũng phát hiện lúc này tố chất thân thể của lưu phong đã được tăng cường rất nhiều dưới hình huống không có kim văn lam ngân thảo trợ giúp hiện tại hắn vẫn có thể thể hiện ra tốc độ lúc trước đã được kim văn lam ngân thảo phụ trợ hút được rất nhiều quái thú điều này đã khiến tiền lỗi phải có chút ghen ghét phong tử tiến bộ rất lớn vậy mà chính mình lại không có gì có thể làm điều này khiến hắn có chút cảm giác mình như không tồn tại lúc vừa mới bắt đầu hắn còn cảm thấy nhẹ nhõm nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy khác hẳn nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì mình sẽ thật sự không đáng được chia chiến lợi phẩm qua một đêm nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau ngoại trừ chút đói về cơ bản tất cả mọi người đều đã khôi phục về tới trạng thái tốt nhất nhìn lại thiết bị định vị một chút Lúc này bọn hắn đã cách nơi nhảy xuống chừng trên dưới 50 cây số. Trong quá trình tiến lên cũng không gặp được những thí sinh khác. Hết sức rõ ràng, đạo đa số đều lựa chọn chạy về hướng căn cứ, tiếp tục thâm nhập sâu. Sáng sớm, Lam Hiên Vũ liền không chút do dự hạ đặt mệnh lệnh. Sát hạch còn lại hai ngày thời gian, có kinh nghiệm ngày hôm qua, lần này tốc độ Lam Hiên Vũ dẫn đoàn đội đã trở nên nhanh hơn. Bọn hắn vẫn áp dụng chiến thuật cũ, hấp dẫn quái thú rồi tiếp tục công kích, bởi vì bọn họ đánh giết nhanh chóng hơn do đó nên số lượng quái thú cũng rõ ràng bắt đầu tăng nhiều nhưng lực công kích của nguyên ân huy huy thật sự là quá mạnh đám quái thú bị bọn hắn tận khả năng dẫn dắt về cùng một chỗ ngoại trừ quái thú thủ lĩnh gần như những quái thú khác đều không thể chống cự vũ linh thủy triều nhất là sau khi vũ linh thủy triều được lam hiên vũ tăng phúc lực sát thương lại càng khủng bố thực sự lam hiên vũ rất muốn thử xem nguyên ân huy huy có thể chịu được hai loại võ hồn của mình đồng thời tăng phúc hay không nếu có thể sinh ra năng lực cùng loại với thâm lam ngưng thị của mình cùng đống thiên thu vậy coi như mình quá lợi hại rồi nhưng dù sao đây cũng không phải khoang thuyền mô phỏng nên rốt cuộc hắn vẫn không có làm như thế chờ trở về thử lại cũng không thành vấn đề mà hiện tại nguyên ân huy huy đã thật sự coi hắn như một người anh lớn nguyên ân huy huy nhìn lam hiên vũ đứng ở nơi đó chỉ huy phụ trợ cho tất cả mọi người dẫn theo mọi người không ngừng thu hoạch từng đợt khổng lồ chính bản thân nguyên ân huy huy lại không phải gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào vì vậy nên hắn càng hết sức bội phục Lam Hiên Vũ. Bọn hắn chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian đã đi bằng lộ trình cả ngày hôm qua, giết năm vòng quái thú. Trong đó, chỉ riêng quái thú thủ lĩnh đã có tới 7 con. Chương 277 ủng hộ kênh qua Linh HaLazy.com gạch cháu ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Đi vào ven rìa sơn cốc, trong mắt mỗi người bọn họ đều không khỏi toát ra vẻ chấn động. Địa thế phía trước đột nhiên thấp xuống, tầm mắt cũng theo đó mà càng có thể phóng rộng hơn một bình nguyên lớn được bao trùm bởi những mảng thực vật màu lam và xanh, một mực kéo dài mãi hướng phương xa, phóng mắt đi nhìn cũng không thấy bờ. Trong những mảng thực vật này còn có những tồn tại dạng hồ nước. Trong những hồ nước này, phần lớn đều là màu lam cùng màu tím, cũng có hai loại màu sắc kết hợp. Từ sự thấu hiểu đối với những tình huống trước đó, lúc này bọn hắn đều đã hiểu rõ, sinh vật trên viên tinh cầu này có mối tương quan chặt chẽ không thể tách với hai vầng mặt trời lam dương và tử dương. Đây quả thật là hai vầng mặt trời sao? Vô luận là thực vật hay những quái thú kia, hình như tất cả đều nhờ hai vầng mặt trời này tầm bổ mà sinh tồn. Sau khoảng giữa trưa, bọn hắn lại giết hai đợt quái thú, trong đó có ba con là cấp độ thủ lĩnh, thu hoạch lại một lần nữa tăng vọt. Làm hiền vũ tập trung tất cả mọi người tới trước mặt, nói, hiện tại chúng ta có hai lựa chọn, ta muốn nghe ý kiến của mọi người. Trước hết ta phân tích một chút về tình huống hiện tại, nếu có gì không đúng thì mọi người chỉ ra. Trước mắt thì đoàn đội chúng ta cũng không phải đang ở trạng thái tốt nhất, mà tất cả số tinh hạch hiện tại là được bao nhiêu? Câu nói sau cùng này tất nhiên là hỏi Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm nói, tinh hạch cấp độ thủ lĩnh có 16 miếng, tinh hạch bình thường là 3643 miếng. Lam Hiên Vũ cười nói, ngươi cũng nhớ rõ ràng quá nhỉ, rất hợp làm nhân viên tài vụ đó. Lam Mộng Cầm liếc mắt, không để ý đến hắn nữa. Lam Hiên Vũ nói, với thu hoạch trước mắt, ta cho rằng cũng đã đủ cho mọi người thi đậu học viện sử lái khắc. Cho nên trước hết ta xin chúc mừng mọi người, Nghe hắn câu nói này, tất cả đều không khỏi tươi cười, nhất là Lưu Phong cùng tiền lỗi, trước đó, thì hai người bọn hắn chính là người phải lo lắng về đợt khảo hạch tổng hợp này nhất. Mà có năng lực chỉ huy cực mạnh của Lam Hiên Vũ, còn có hai tổ đội cực mạnh và Nguyên Ân Huy Huy Hiên nhập phía sau, hiện tại bọn hắn đã không cần phải lo lắng về vấn đề này nữa rồi. Lam Hiên Vũ nói thu hoạch hiện tại đã đủ, cho bọn hắn có thể thi đậu học viện sử lai khác, tất cả mọi người đều không có nghi vấn gì về điểm này bọn hắn hoàn toàn tin tưởng sẽ không ai có thể đánh giết quái thú với hiệu suất cao tới mức này phần lớn thí sinh đều chọn lui về hướng căn cứ cái này cũng mang ý nghĩa bọn họ sẽ có cạnh tranh lẫn nhau mà đám người lam hiên vũ cùng nhau đi sâu vào như vậy cảm thụ của bọn hắn hết sức rõ ràng càng sâu vào thì thực lực của quái thú sẽ càng mạnh mà thực lực càng mạnh thì hẳn là phẩm chất tinh hạch sẽ càng cao theo hướng đi này gần như bọn hắn sẽ không gặp phải tình huống cạnh tranh có thu hoạch lớn như vậy mà còn thi không đậu vậy liền thành không bình thường rồi còn về việc thiếu thức ăn nước uống, đó cũng không chỉ là vấn đề của riêng bọn hắn, vì những thí sinh khác cũng đều phải đối mặt với vấn đề này. Lựa chọn thứ nhất là rút lui trở về, bảo tồn thực lực cùng thể lực, tìm kiếm nơi an toàn, điều chỉnh bản thân rồi chờ đến khi sát hạch kết thúc. Lam Hiên Vũ nói, sau khi nói xong câu đó, hắn nhìn về phía tất cả đồng bạn. Sau khi mọi người nghe hắn nói câu này, rõ ràng đều có một loại cảm giác vẫn cưa thỏa mãn. Lam Hiên Vũ nói, lựa chọn thứ hai là tiến vào rừng cây tiếp tục chiến đấu. Bây giờ cách ban đêm còn khoảng 3, 4 giờ. Chúng ta vẫn có thể chiến đấu ngoài bìa rừng. Đến khi trời tối hẳn thì về đây tập hợp nghỉ ngơi. Ngày mai bảo vệ chiến quả, chờ đợi sát hạch kết thúc. Hiện tại mọi người giơ tay biểu quyết đi. Ai đồng ý lựa chọn thứ nhất nhấc tay tốt, biểu quyết kết thúc. Không ai nhấc tay, tất cả mọi người đều muốn tiếp tục chiến đấu. Dù sao thì thu hoạch cũng quá phong phú. Lúc trước Tiếu Khải cũng đã có nói, thu hoạch tại nơi này là có thể đổi lấy sử lai khắc huy chương sử lai khắc huy chương có thể đổi ra được thứ gì thì bọn hắn không biết nhưng hoàn toàn có thể khẳng định một điều sử lai khắc đã có mấy vạn năm tích lũy tuyệt đối không thiếu hụt đồ tốt chút thực phẩm nén này mọi người phân ra ăn trừ ta ra cứ chia đều là được điều chỉnh trạng thái nửa giờ sau khi khôi phục lại trạng thái tốt nhất chúng ta tiếp tục chiến đấu làm hiên vũ lấy túi thực phẩm chưa bao giờ động tới rồi chia cho những người khác hiên vũ người không ăn tiền lỗi nhịn không được nói làm hiên vũ nói ta không đói nhưng bình thường là ngươi ăn nhiều nhất mà. Làm hiên vũ mỉm cười, ngươi cứ coi như ta có thể dự trữ năng lượng đi, ta thật sự không đói. Các ngươi xem, sắp hai ngày rồi, tình trạng của ta cũng không có trở nên kém đi. Mọi người ăn mau đi, tiết kiệm thời gian, chúng ta sẽ phải trở về trước lúc trời tối. Ánh mắt mọi người nhìn hắn đều không tự giác lại có một chút biến hóa vi diệu, đối với tên chỉ huy này, mức độ tán thành của mọi người đúng là càng ngày càng cao. Hắn luôn có thể chỉ huy tốt hơn dự định, luôn có thể giành lấy lợi ích lớn nhất cho mọi người, Lúc vừa mới bắt đầu, mọi người còn cảm thấy hắn đang lợi dụng nguyên ân huy huy. Nhưng sau một ngày thời gian, thu hoạch tổng của bọn hắn đã trở nên rất nhiều. Nếu chỉ là nguyên ân huy huy hành động riêng lẻ, thì hắn có thể làm được như vậy sao? Huống chi, lúc trước bọn hắn cũng là chân chính cứu mạng nguyên ân huy huy. Cứ tính như vậy thì nguyên ân huy huy cũng không phải chịu thiệt thòi gì. Hiện tại chia trung bình, mỗi người ít nhất cũng đã có một viên tinh hạch cấp độ thủ lĩnh mà những tinh hạch thu được trong khoảng sau đó rõ ràng có phẩm chất cao hơn hẳn ngay cả phẩm chất của tinh hạch quái thú bình thường cũng đều khá cao nửa giờ sau tất cả mọi người điều chỉnh hoàn tất lặng yên không một tiếng động dọc theo vách núi mà xuống bìa rừng làm hiên vũ lại lựa chọn phương thức tác chiến cẩn thận lần này hắn thậm chí không để cho lưu phong đi sâu mà là kêu tiền lỗi triệu hoán hồn thú tiến hành trinh sát rốt cuộc mình cũng có chút tác dụng rồi tiền lỗi chỉ huy một con vô lân tốc long vừa được mình triệu hồi chui vào trong rừng Lúc này trận hình của mọi người vô cùng chặt chẽ, ba người Băng Thiên Lương ở phía trước, Lam Hiên Vũ, Nguyên Ân Huy Huy cùng Tiền Lỗi ở giữa, Đống Thiên Thu, Lam Mộng Cầm cùng Lưu Phong phía sau. Phát hiện quái thú, nhưng hình như có chút khác biệt đám trước kia. Ánh bạc lấp lánh trong mắt Tiền Lỗi, đây là biến hóa khi hắn dùng tinh thần lực giữ liên lạc, với hồn thú được mình triệu hồi ra, có khác biệt gì? Lam Hiên Vũ trầm giọng hỏi. Tiền Lỗi nói, hình thể lớn hơn, chủng loại cũng có điểm khác biệt, nhưng vẫn là quần cư tất cả có sáu con có dẫn chúng tới đây không dẫn tới chuẩn bị chiến đấu huy huy ngươi đừng vội ra tay chờ mệnh lệnh được rồi rất nhanh âm thanh chạy hùng hục như điên của vô lân tốc long đã chuyển đến từng tiếng gầm thét theo sát phía sau sức chiến đấu của vô lân tốc long rất yếu trong hàng ngũ địa long nhưng nó thắng ở điểm tốc độ rất nhanh mà tuyệt đại đa số địa hình đều không thể ảnh hưởng đến nó khi vô lân tốc long lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người lúc này thời gian triệu hoán cũng không còn nhiều lắm do vậy nên nó cũng trực tiếp xuyên trở về triệu hoán chi môn ngay sau nó một con quái thú trực tiếp vọt ra đây là một quái thú dạng khỉ điểm khác biệt chính là nó có hai cái đầu tất cả đều nhe răng trợn mắt mà hai cái đầu này lại có một cái là màu lam một cái là màu tím thấy nhân loại trước mặt nó lập tức gào lên một tiếng rồi nhào tới hai đầu không cần làm hiên vũ phải nói băng thiên lương dùng một cái lắc mình đã xông tới toàn thân điện quang lượn lờ để nhất hồn kỹ phóng thích dung điện từng đạo điện quang oanh kích thẳng đến quái thú kia trong miệng nó phát ra từng tiếng oa oa quái dị cái đầu màu tím bên trái đột nhiên hé miệng bắn ra một chùm sáng tím chùm sáng lập tức nổ tung trước người nó chặn lại tất cả điện quang cái đầu màu lam bên phải lại đột nhiên hấp khí bụng của nó cấp tốc biến lớn nó há miệng một vệt sáng xanh bắn về phía băng thiên lương Băng Thiên Lương lóe thân, cố gắng tránh đi tia sáng màu lam kia, nhưng tia sáng lam này lại như mọc thêm con mắt, vẽ ra một đường vòng trên không trung, vô cùng tinh chuẩn mà bắn đến trước mặt hắn. Đệ nhị hồn kỹ phóng thích, ma khôi thấu thể mà ra, trọi cứng với ánh sáng màu lam, Băng Thiên Lương lập tức mượn cơ hội né tránh, một cái nhảy hết sức sang bên cạnh. Một trong những đặc điểm lớn nhất của ma khôi, này là có thể hấp dẫn công kích của đối phương. Chương 278 bạn đang nghe chuyện trên kênh Halazy Audio. Oành. Ma khôi nổ tung, tàn ra hào quang đầy trời, nó bị tia sáng lam kia bắn nổ trực tiếp. Giờ khắc này, sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều không khỏi thay đổi. Lực công kích của con song đầu viên hầu này thật sự quá mạnh rồi. Lực công kích này đã có khả năng sánh tầm với những quái thú thủ lĩnh lúc trước. Càng quan trọng hơn là kết quả trinh sát lúc trước của tiền lỗi. Vù vù, năm đạo thân ảnh vọt ra từ rừng cây chung quanh, từng đạo ánh sáng màu lam tím phóng tới hướng mọi người. Vậy mà lại là năm con song đầu viên hầu, mặc dù bọn hắn đều đã đoán được nhất định thực lực của đám quái thú trong rừng này sẽ mạnh hơn lúc trước bởi vì bọn hắn đã xâm nhập sâu hơn vào phiến địa vực này nhưng bọn hắn thật sự không nghĩ những quái thú này sẽ mạnh như vậy một bầy sáu con này vậy mà đều là cấp độ thủ lĩnh phải biết lúc trước bọn hắn gặp tối đa cũng chỉ có hai con quái thú thủ lĩnh mà lúc này lại có tới sáu con bọn hắn làm sao có thể không kinh hãi với thực lực chín người bọn hắn có thể đồng thời đối mặt với sau con quái thú thủ lĩnh sao lôi linh chiến cổ quần công Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, một nhánh ngân văn lam ngân thảo đã lập tức quấn quanh bên người Nguyên Ân Huy Huy. Trước đó Nguyên Ân Huy Huy đã chuẩn bị sẵn Tử Tinh Linh Cung, chỉ còn đợi lệnh của Lam Hiên Vũ. Đã có quen thuộc từ những lần trước, lúc này vừa nghe mệnh lệnh, hắn không chút do dự mà kéo căng thanh trường cung trong tay. Lập tức toàn thân Tử Tinh Linh Cung biến thành màu lam, từng đạo tia chớp phóng tràn hào quang nóng bỏng, hồn hoàn vạn năm trên người Nguyên Ân Huy Huy chợt lóe, trong nháy mắt hắn buông dây cung đó, từng đạo lôi đình to lớn theo đó mà bắn ra oành tiếng nổ kịch liệt vang dền khu vực bìa rừng lực bạo tạc kinh khủng ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường công kích của sáu con song đầu viên hầu đều bị lôi linh chiến cổ chặn đường trong lúc nhất thời điện quang trói mắt bắn ra sáu con song đầu viên hầu đều hơi ngưng lại có hai con bị lôi đình bắn trúng trên thân bốc khói thân thể run lên mà ngã văng ra ngoài đó là uy lực của một tiễn nguyên ân huy huy được ngân văn lam ngân thảo của lam hiên vũ phụ trợ quả thực là bằng vào sức lực một người mà cản lại tất cả song đầu viên hầu trên thực tế, Lam Hiên Vũ làm vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, tuy rằng uy lực của Lôi Linh chiến cổ rất mạnh mẽ, nhưng thi triển hồn kỹ vạn năm cũng gây tiêu hao rất lớn đối với Nguyên Ân Huy Huy. Hắn cũng không còn cách nào, nếu không chặn đường từ ngay lúc đầu như vậy, một khi để công kích của đám song đầu kia đánh xuống, vậy rất có thể bọn hắn bên này sẽ xuất hiện thương vong. Kia chính là 6 con quái thú thủ lĩnh đó. Tuy thực lực đám này yếu hơn những con quái thú thủ lĩnh trước kia một chút, nhưng số lượng thì lại quá nhiều mọi người nhất định phải có thời gian phản ứng mới được. Tiền lỗi Thúy Ma Điểu, Phong Tử Bạch Long chống, Lam Mộng cầm dùng hồn kỹ khống chế mạnh nhất, Vũ Thiên và Lâm Đông Huy lui lại xúc thế, băng thiên lương điện thần hàng lâm. Lam Hiên Vũ một tay kéo đống thiên thu về trước người mình, đồng thời nói như bắn liên thanh, hạ đạt một chuỗi mệnh lệnh. Lúc này là thời điểm tranh đoạt từng giây, tuyệt không thể có nửa phần lưỡng lự, càng không phải lúc tiết kiệm sức lực. Muốn tất cả mọi người sống sót, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể giết chết toàn bộ 6 con song đầu viên hầu trước mặt. Lam Hiên Vũ lúc này trông như một con nhện lớn, trong nháy mắt vung ra từng chùm Lam Ngân Thảo. Ngoại trừ băng thiên lương khoảng cách khá xa, những người khác đều bị Lam Ngân Thảo quấn quanh trong nháy mắt. Trên người Lưu Phong là Kim Văn Lam Ngân Thảo, hồn kỹ của hồn cốt Ngân Nguyệt Lang được phóng thích, Ngân Nguyệt mũi thương phụt ra. Lưu Phong một cái lắc mình đã tìm tới một con song đầu viên hầu, toàn lực dùng ra bạch long trống. Song đầu viên hầu vừa mới bị lôi linh chiến cổ phá giải công kích, lúc này nó chỉ cảm thấy có một cỗ lực hất sắc bén chuyển đến, Hai cái đầu của nó đều lập lòe hào quang, nhưng một chớp mắt tiếp theo, nó chỉ chặn được mũi thương, cả người vẫn bị cưỡng ép hất bay. Lần này Lưu Phong đã dùng toàn lực, hắn mạnh mẽ hất bay con song đầu viên hầu cao hơn 2 mét này lên không trung. Băng Thiên Lương bắn người mà lên, hắn đã phóng thích võ hồn điện thần ma khôi đến mức cực hạn, điện thần hàng lâm tỏa sáng hào quang. Thứ hắn mạnh nhất chính là lực bộc phát, tại thời khắc này, hắn cũng phát ra công kích không giữ lại chút nào mỗi người bọn họ đều biết, đột nhiên gặp phải nhiều quái thú thủ lĩnh như vậy, nếu không toàn lực ứng phó, rất có thể mọi người đều phải chết ở chỗ này. quanh một đầu song đầu viên hầu bị băng thiên lương đụng bay vào trong rừng cây. đúng lúc này, gió tuyết đầy trời kéo tới, hàng loạt bông tuyết phủ kín toàn bộ chiến trường. la mộng cầm không sử dụng ngọc hoàng cầm, mà lúc này nàng lại vận dụng võ hồn băng thiên tuyết nữ, đệ nhất hồn kỹ bão tuyết mảng lớn bông tuyết lập tức làm nhiệt độ chung quanh cấp tốc giảm xuống, dưới sự phụ trợ từ ngân văn lam ngân thảo của Lam Hiên Vũ, Lam Mộng Cầm phát ra bão tuyết lại càng mãnh liệt. Vô luận tu vi bản thân mọi người như thế nào, Lam Hiên Vũ phụ trợ cũng đều có thể làm cho lực chiến đấu của bọn hắn tăng cường 30% trở lên, đây là vì hắn tăng phúc cũng không phải tăng cho võ hồn hay hồn kỹ, mà là trực tiếp kích thích huyết mạch, tương đương với việc kích phát triển để những tiềm năng sâu nhất của mỗi người cho nên hắn tiến hành kích thích huyết mạch cho Lam Mộng Cầm tứ hoàn, hiệu quả tất nhiên lại càng tốt hơn. Bão tuyết như đao bao phủ toàn chiến trường, không chỉ công kích đám song đầu viên hầu cấp độ thủ lĩnh, đồng thời cũng bao trùm phe mình vào trong đó, quấy nhiễu sự tập trung của song đầu viên hầu. Vũ Thiên dơ cao mạch đao trong tay, toàn lực xúc thế, căn bản không cần biết mọi thứ trước mắt thế nào, hiện tại hắn chỉ nghe mệnh lệnh của Lam Hiên Vũ. Vì ít nhất cho tới bây giờ, Lam Hiên Vũ còn chưa bao giờ xuất hiện sự chỉ huy sai lầm nào, Từng quả hỏa cầu lớn bay ra trước khi Bão Tuyết đến, dồn dập nổ tới 6 con song đầu viên hầu, đồng dạng là được Ngân Văn Lam Ngân Thảo của Lam Hiên Vũ phụ trợ, lực bộc phát hỏa cầu của Lâm Đông Huy cũng trở nên rất mạnh. Trong chốc lát, hỏa cầu cùng Bão Tuyết liền bao tới càn quét đám song đầu viên hầu. Rốt cuộc thế công của 6 con song đầu viên hầu cũng miễn cưỡng bị chặn, nhưng trên thân chúng nó không ngừng bắn ra từng chùm sáng lam tím, ngăn trở công kích của mọi người. Lúc này mọi người cũng đã có thể tỉnh táo quan sát phương thức chiến đấu của đám này. Thực chất thì sức chiến đấu đơn thể của chúng đều kém xa những quái thú thủ lĩnh khác, nhưng năng lực từ hai cái đầu của mỗi con lại không lệ thuộc mà hỗ trợ lẫn nhau. Khi kết hợp với nhau, sức chiến đấu của chúng lại không kém những quái thú thủ lĩnh khác là bao. Tất cả trở về, chuẩn bị công kích mạnh nhất. Lam Mộng Cầm phân tán sự chú ý của bọn nó. Mọi thứ phát sinh quá đột nhiên, đến mức Lam Hiên Vũ cũng quên mất một điều, võ hồn Lam Mộng Cầm đang dùng lúc này không phải Ngọc Hoàng Cầm mang toàn bộ hồn hoàn vạn năm, mà đó là võ hồn Băng Thiên Tuyết nữ nhưng việc đã đến nước này hắn chỉ có thể coi đây là cơ sở tiến hành dẫn dắt lưu phong và băng thiên lương cấp tốc trở về nhưng có một điểm bích quang vẫn lóe trên không trung đó chính thúy ma điểu của tiền lỗi thực ra thúy ma điểu mới là người đầu tiên xuất thủ nó ngang tàng va chạm ngay khi vừa ra ngoài song đầu viên hầu cũng rất sợ nó tất cả đều bắn những tia sáng tới nó nhưng thúy ma điểu vẫn thành công lực công kích của nó mạnh hơn trước kia rất nhiều, đến mức nó công kích con song đầu viên hầu đầu tiên, khi con song đầu viên hầu muốn dùng chùm sáng lam bắn nó ra, lại bị nó mạnh mẽ phá vỡ cả chùm sáng. Thúy ma điều am hiểu nhất liền là xuyên thấu, chuyên đột phá các loại phòng ngự mạnh mẽ. Phốc cái đầu màu lam của con song đầu viên hầu lập tức bị đánh trúng, ngay sau đó, cái đầu này của nó lập tức teo gục xuống, nó lập tức phát ra rít lên một tiếng. Trên bầu trời, Lam Dương và Tử Dương đồng thời phun tỏa hào quang, trên thân thể con song đầu viên hầu vừa bị đánh trúng, lúc này đồng thời dâng lên hai tầng hào quang màu xanh lam cùng màu tím, sau khi hai đoàn hào quang dùng thân thể của nó làm trung tâm, mà giao hội lại cùng một chỗ, lập tức chuyển động thành một vòng xoáy kịch liệt. Chương 279 bạn đang nghe truyện trên kênh Halazy Audio. Vốn Thúy Ma Điểu đã xông vào trong cơ thể song đầu viên hầu, vậy mà lại bị mạnh mẽ quăng ra, vòng xoáy song sắc kia rõ ràng rất không ổn định song đầu viên hầu bị thúy ma điểu đánh trúng cái đầu kia lập tức triệt để teo rũ nửa người bên đó cũng bắt đầu mềm hóa song đầu viên hầu cũng mất đi lực khống chế đối với bên đầu màu lam nhưng hai cái đầu cũng có nghĩa nó mang hai cái mạng cho nên nó cũng chưa chết ngược lại kêu to liên tục khống chế vòng xoáy song sắc bao phủ tới hướng thúy ma điểu thúy ma điểu là dạng tốc độ gì chứ ngay khi cảm nhận được nguy hiểm nó căn bản không thèm để ý tới vòng xoáy kia lập tức phóng thẳng tới hướng con sông đầu viên hầu thứ hai có vết xe đổ của đồng bọn con sông đầu viên hầu thứ hai không chút do dự đồng thời phóng xuất ra hai loại hào quang mặc dù nó cũng không liên hệ với hai vầng mặt trời phía trên nhưng dù sao nó cũng đã từng có thể ngăn cản lực công kích mạnh như điện thần hàng lâm của băng thiên lương lúc này hoàn toàn có thể đánh bay thúy ma điểu từ lúc tiến vào tinh cầu này bắt đầu chiến đấu cho đến bây giờ, người có tác dụng nhỏ nhất trong đoàn đội chính là tiền lỗi, nhưng chẳng ai ngờ rằng hắn còn có sát chiêu thế này. Một loài song đầu viên hầu ngay cả băng thiên lương cũng không thể đối phó, vậy mà lại bị Thúy Ma Điểu đánh một kích trọng thương. Thúy Ma Điểu không ngừng phát ra từng tiếng rít sắc lạnh, nó cứ quấn lấy một con song đầu viên hầu mà tung hoành trên không trung. Bích quang đại phóng, vậy mà nó có thể hoàn toàn chế trụ song đầu viên hầu trong lúc nhất thời, mà lúc này, vòng xoáy song sắc trên người con song đầu viên hầu bị nó công kích đầu tiên bất chợt nổ tung, sóng xung kích mạnh mẽ vô cùng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, chủ yếu là phóng tới đám người Lam Hiên Vũ bên này, đánh tan một khoảng lớn bông tuyết. Lúc này Lam Hiên Vũ đã không để ý tới những thứ khác, hai tay được bao trùm bởi lân phiến kim ngân đồng thời ôm lấy eo Đống Thiên Thu. Đống Thiên Thu chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, sau đó liền lập tức dựa lưng vào Lam Hiên Vũ một đôi mắt hư ảo màu lam ngưng tụ thành hình sau lưng bọn họ, nhìn chăm chú phía trước trong màn băng tuyết ngập trời. Võ hồn dung hợp kỹ, thâm lam ngưng thị. Sóng xung kích kéo tới, đoàn bông tuyết lập tức biến thành gió lốc mà ngăn cản. Dù sao trước đó vòng xoáy kia cũng nhằm chủ yếu vào Thúy Ma Điểu, cho nên đã tiêu hao tương đối lớn. Sau khi nó nổ tung thành sóng xung kích, trong lúc nhất thời lại bị luồng bão tuyết triệt tiêu phần lớn. Ngay lúc này là Thâm Lam Ngưng Thị xuất hiện, con song đầu viên hầu bị đụng vào rừng cây lúc trước cũng đã lao ra, trong ánh nhìn của đôi mắt lam sẫm giữa không trung, thân thể của chúng dần cứng ngắc từng con một, tất cả đều bị khống chế. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ sáu con song đầu viên hầu đều hóa thành tượng băng. Đám người phe mình đều không nhịn được mà chấn động. Võ hồn dung hợp kỹ thật cường đại. Băng thiên lương thầm tán thưởng trong lòng, đây quả nhiên là kỹ năng khống chế quần thể, mà hình như nó còn mạnh hơn lúc trước. Thúy ma điểu có điểm mạnh nhất là giết chóc, lúc này làm sao nó lại buông tha cơ hội như vậy. Phóc, con song đầu viên hầu đang chiến đấu với nó lập tức bị đánh xuyên cả hai đầu cấp tốc héo rút bích quang lóe lên thúy ma điểu không đi công kích con song đầu viên hầu nào khác mà bắn thẳng đến con đã bị nó đả thương nặng lúc trước phốc một tiếng cái đầu còn lại của nó cũng bị thúy ma điểu đánh xuyên mất mạng hoàn toàn chít một tiếng kêu lớn không cam lòng vang lên bích quang hiển hiện ngay lúc tất cả mọi người đã cho rằng thúy ma điểu muốn tiếp tục công kích song đầu viên hầu thúy ma điểu lại đột nhiên quay người bay thẳng về phía tiền lỗi vù một tiếng nó đã biến mất trong phục khắc triệu hoán chi môn phía trên đỉnh đầu hắn tiền lỗi kinh ngạc nói hình như nó rất không hài lòng nên về sớm rồi lực công kích của thúy ma điều đã khiến mọi người rung động hoàn toàn nhưng làm sao nó lại đột nhiên trở về dựa theo thời gian triệu hoán thì nó còn có khả năng chống đỡ mười mấy giây mà mười mấy giây này có giết thêm hai con song đầu viên hầu cũng hoàn toàn có thể loại song đầu viên hầu này rõ ràng không am hiểu phòng ngự nhưng giờ này khắc này mọi người cũng không còn tâm ý nào mà lo vấn đề đó Băng Thiên Lương đã xuất thủ lần nữa, đệ nhất hồn kỹ dung điện phóng thích, điện quang lượn lờ toàn thân hắn. Hồn kỹ thứ ba điện thiểm phóng thích, tốc độ của hắn lập tức tăng lên tới cực hạn. Thân thể cao tốc xoay tròn trên không trung, bay thẳng đến một con song đầu viên hầu như máy khoan điện, đệ tứ hồn kỹ lấp lánh liên tục 3 lần, tam đại kỹ năng đồng thời phóng thích. Quanh song đầu viên hầu lập tức bị trọng thương cả hai cái đầu, Lưu Phong lóe thân, chỉ trong nháy mắt đã trở lại bên người Vũ Thiên, Bạch Long thương trong tay hắn chống hướng lên, ngay sau đó là Bạch Long phản, Vũ Thiên lập tức bay đi như được mọc cánh, bắn thẳng đến một con song đầu viên hầu. Vũ Thiên đã sớm chuẩn bị mạch đao rất kỹ càng, hắn hét lớn một tiếng rồi vung đao chém xuống. Phốc song đầu viên hầu đã bị Vũ Thiên giải quyết. Bão tuyết bao phủ mà lên, lúc này chỉ còn lại hai con song đầu viên hầu. Sau đó mọi người liền thấy từng cái hồn hoàn lần lượt lấp lánh trên người Lam Mộng Cầm, đệ nhất hồn kỹ, bão tuyết, đệ nhị hồn kỹ, bão tuyết long quyển. Hai con song đầu viên hầu đông cứng bị cuốn lên không trung, tầng băng trên người chúng cũng không hề có dấu hiệu bị phá vỡ, ngược lại càng lúc càng dày. Ngay một khắc này, đệ tứ hồn hoàn của Lam Mộng cầm lóe sáng, hai trong mắt của nàng đã kinh biến đến mức trắng loá như tuyết. Hai tay khép lại đặt trên đỉnh đầu, một thanh trường kiếm màu lam sẫm xuất hiện trong tay. Một đạo hào quang màu lam sẫm hạ xuống, vẽ ra một hình chữ V giữa không trung, Oanh tầng băng trên người hai con song đầu viên hầu đột nhiên bị dẫn nổ. Thân thể chúng xuất hiện vô số vết thương. Lưỡi kiếm buông xuống ngay lúc này, hai đạo hào quang màu lam sẫm lướt qua người chúng, cả hai lại lập tức giáng xuống từ trên trời. Đống thiên thu nhũn người ngã vào lồng ngực Lam Hiên Vũ, một kích thâm Lam ngưng thị vừa rồi là bọn hắn đã toàn lực ứng phó. Đống thiên thu đã tiêu hao gần như hết kiệt hồn lực, chỉ còn thần trí là có thể bảo trì tỉnh táo. Sau khi phóng ra hồn kỹ thứ năm, Nguyên Ân Huy Huy cũng không khỏi thở dốc từng hơi, Vốn dĩ hắn đã dâng cung lắp tên, chuẩn bị bắn thêm một lần nữa, thực sự không nghĩ chiến đấu lại kết thúc trong thời gian ngắn ngủi này. Gió tuyết đầy trời dần dần tán đi, tất cả đều thở dốc từng hơi mà nhìn đám song đầu viên hồng ngã đầy đất. Mỗi người đều có cảm giác như chút được gánh nặng. Đối mặt nhìn nhau, trên mặt bọn họ dần dần lộ ra nụ cười. Thành công! Vậy mà bọn hắn lại có thể giết toàn bộ 6 con quái thú thủ lĩnh. Mặc dù lần này bọn hắn cũng đã tiêu hao rất nhiều, nhưng dù sao cũng đã giết được đám quái thú này, sáu con sông đầu viên hầu này đều có được hai loại năng lực đồng thời cũng đều có khả năng mượn nhờ lực lượng của hai vầng mặt trời trên không một khi chúng toàn lực bùng nổ thì mọi người sẽ khó mà ngăn cản thoạt nhìn thì bọn hắn là toàn thắng nhưng trên thực tế thì quá trình chiến đấu lại cực kỳ mạo hiểm nguy nhất là thời điểm sáu con sông đầu viên hầu này vừa mới xuất hiện nếu vào thời khắc ấy tất cả chúng nó đều dùng tới năng lực dẫn động hai vầng mặt trời lam dương và tử dương lập tức công kích bọn hắn vậy chỉ sợ đám người lam hiên vũ sẽ phải chết ít nhất một nửa từ vụ nổ vòng xoáy song sắt đó là có thể nhìn ra, lực bộc phát của đám song đầu viên hầu này là cực mạnh, công kích đó có chút cùng loại với võ hồn dung hợp kỹ. Làm hiên vũ lệnh tất cả mọi người toàn lực ra tay ngay từ ban đầu, đó chính vì hắn không cho đám song đầu viên hầu cơ hội phóng thích loại năng lực này, bức bách chúng nó phải tự chiến đấu đơn lẻ, đồng thời tiến hành áp chế chúng một mức nhất định. Mà thứ gây kinh hỉ nhất chính là Thúy Ma Điểu, công kích cường hãn của nó chỉ dùng một thoáng đã giải quyết một con song đầu viên hầu, đồng thời dẫn xuất đối phương phải dung hợp Lam Dương cùng Tử Dương để công kích. Mà tốc độ Thúy Ma điều lại quá nhanh, căn bản hoàn toàn không bị đối phương bắn trúng. Vào lúc đó, Lam Hiên Vũ lệnh tất cả mọi người lui lại, sau đó dùng thâm Lam ngưng thị khống chế toàn trường. Thúy Ma điều lại một lần nữa đại triển thần uy, dùng sức một mình đánh chết hai con song đầu viên hầu. Mà điểm trọng yếu nhất là việc nó đả thương song đầu viên hầu đã nói cho tất cả mọi người một điều, Lực phòng thủ của đám song đầu viên hầu này rất bình thường, còn lâu mới mạnh được như quái thú thủ lĩnh của những trận đánh lúc trước. Chính do điểm này mới có một màn mọi người toàn lực công kích như vậy. Chương 280 ủng hộ kênh qua linh halazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Không thể nghi ngờ, lần này mọi người đã toàn lực ứng phó nguyên ân huy huy vận dụng hồn kỹ thứ năm làm hiên vũ cùng đống thiên thu thi triển võ hồn dung hợp kỹ thâm làm ngưng thị băng thiên lương liên tục ba lần sử dụng điện thần hàng lâm vũ thiên bùng nổ mạch đao thế tiền lỗi lật lên con át chủ bài trong lúc nhất thời tiêu hao của mọi người đều trực tiếp vượt qua năm thành may mắn là bọn hắn vẫn thành công sau đó tất nhiên là quét dọn chiến trường thời điểm Lam hiên vũ cầm tới viên tinh hạch đầu tiên vẻ mặt hắn trở nên có chút cổ quái ta hiểu vì sao thúy ma điều lại bỏ về rồi tinh hạch của đám song đầu viên hầu này không phải ở trong đầu mặc dù đại não trong đầu cũng có khả năng suy nghĩ nhưng đó cũng không phải căn cứ năng lượng sau khi thúy ma điều ăn tủy não lại không thấy chút bổ dưỡng nào do đó nên mới không hài lòng mà bỏ về tinh hạch của đám này là ở trong ngực nói xong hắn lập tức đem tinh hạch tới cho mọi người quan sát quả nhiên tinh hạch của song đầu viên hầu là trong lồng ngực kích thước tinh hạch lớn hơn những quái thú bình thường rất nhiều Mỗi miếng tinh hạch đều lớn chừng nắm đấm, bên trong cũng không trong suốt, có chút vần đục, một nửa là màu lam, một nửa là màu tím. Nơi hai loại màu sắc tiếp xúc còn có điểm giao hòa màu tím lam, rất đặc thù. Không biết nếu so với tinh hạch quái thú thủ lĩnh thông thường thì giá trị nó thế nào? Mặc dù không có cách nào phán đoán giá trị tinh hạch, nhưng song đầu viên hầu mạnh như thế, hẳn là giá trị đám tinh hạch đặc thù này cũng sẽ không quá thấp. Sau khi thu hết 6 viên tinh hạch, Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, trước hết mọi người tu chỉnh tại chỗ một chút, sau đó chúng ta rút lui, không thể tiếp tục xâm nhập sâu nữa, mức độ nguy hiểm của vùng rừng rậm này đã hoàn toàn vượt khỏi dự phán của chúng ta. Bọn hắn vừa mới vào đến ven rừng mà đã gặp kẻ địch mạnh như thế, nếu lúc trước số lượng song đầu viên hầu nhiều hơn một chút, vậy chỉ sợ bọn hắn đã rơi vào cảnh tai họa ngập đầu. Lam Mộng Cầm có chút không cam lòng nói, đợi mọi người tu chỉnh tốt, có nên thử lại lần nữa hay không? Từ giờ tới lúc trời tối còn không ít thời gian đó, lam hiền vũ nói không thử đừng quên đây là chiến trường chân chính nếu mọi người đã tin tưởng ta vậy ta cũng không thể mang tính mạng của các ngươi ra mạo hiểm huống chi thu hoạch của chúng ta cũng đã khá hậu hĩnh lúc về có thể đi lệch hướng lúc đi một chút nếu phát hiện quái thú bình thường thì lại tiện đường giết thêm là được băng thiên lương khẽ gật đầu ta đồng ý hiện tại trạng thái chúng ta rõ ràng không tốt chờ khôi phục hoàn toàn thì chỉ sợ cũng gần tối không nên đi sâu thêm hắn cùng đống thiên thu là hai người tiêu hao là lớn nhất ít nhất thì hôm nay đống thiên thu đã không còn khả năng thi triển lại thâm lam ngưng thị. Lam Mộng Cầm nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy, Nguyên Ân Huy Huy lại cong miệng cười một tiếng, ta nghe Hiên Vũ ca ca. Lam Mộng Cầm tức giận nói, nói không chừng ngươi còn lớn hơn hắn đấy, đừng có mở miệng lại một tiếng ca ca như mình nhỏ lắm vậy chứ. Nguyên Ân Huy Huy nháy nháy mắt, người ta vẫn là một đứa trẻ nhỏ. Nhìn ánh mắt chân thành tha thiết này, khóe miệng Lam Mộng Cầm khẽ co giật một thoáng, trẻ nhỏ cái đầu ngươi, thật không biết cái tu vi ngũ hoàn này là ngươi tu luyện làm sao mà ra được nữa. Được rồi, phong tử, ngươi tìm nơi cao quan sát chung quanh, có biến lập tức hồi báo. Ta cùng Lâm Đông Huy, Vũ Thiên, Lam Mộng cầm phụ trách đề phòng, những người khác tranh thủ thời gian điều chỉnh trạng thái. Mấy người phụ trách đề phòng đều tiêu hao khá ít khi nãy. Lam Hiên Vũ phụ trợ mọi người còn có một ưu thế rất lớn, chính là loại phụ trợ này chỉ dùng tới khí tức huyết mạch, không hề tiêu hao một chút hồn lực hay lực lượng huyết mạch nào. Băng Thiên Lương khoanh chân ngồi xuống, đống thiên thu đã bắt đầu minh tưởng từ sớm. Nguyên Ân Huy Huy cũng ngồi xuống khôi phục, vừa rồi hắn phát động lôi linh chiến cổ bùng nổ công kích phạm vi lớn, một thoáng đó đã làm tiêu hao hết một phần ba hồn lực của hắn. Cần phải trở về rồi. Lam Hiên Vũ tính toán đại khái những thu hoạch, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Hắn có thể lấy 30%, không biết sau khi trở về có thể đổi lấy bao nhiêu sử lai khắc huy chương. Mà sử lai khắc huy chương lại có thể đổi những tài nguyên như thế nào đây? Hiện tại thứ hắn hy vọng nhất là hồn lực của mình có thể nhanh chóng tăng lên, để xem khi tới cấp 30 thì võ hồn còn có biến hóa như thế nào. 10 cấp đến 20 cấp cũng đã là một lần thoát thai hoán cốt. Nếu đến 30 cấp còn có thêm một lần như vậy, không thể nghi ngờ đó sẽ là một việc cực kỳ mỹ diệu. Tới lúc đó hắn sẽ không còn phải tự ti vì hồn lực của mình. Đúng lúc này, đột nhiên sắc trời mờ đi vài phần. Làm hiên vũ vô thức mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hắn lập tức phát hiện, hào quang của hai vầng mặt trời Lam Dương rõ ràng đã mờ đi mấy phần, Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ gần đây có quái thú đang mượn trợ lực lượng của chúng? Trong đầu hắn vừa mới hiện lên ý nghĩ này, đột nhiên một cỗ tinh thần ba động mạnh mẽ quét ngang tới, chỉ trong chốc lát đã bao trùm tất cả mọi người. Làm hiên vũ đứng mũi chịu xào, hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Trong nháy mắt này, hắn chỉ cảm thấy đầu mình phẳng phất như muốn nổ tung, vòng xoáy kim ngân trong người lập tức bị dẫn động mà xoay tròn kịch liệt. Một đoàn thất thải quang mang phóng lên, lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản được tầng tinh thần trùng kích mãnh liệt kia, ngay sau đó những người khác cũng phát ra tiếng rên rỉ đống thiên thu suy yếu nhất còn không kêu nổi một tiếng trực tiếp hộc máu rồi nhã lệch xuống đất nàng đã bị tầng tinh thần trùng kích này đánh choáng trên một ngọn cây cách đó không xa lưu phong lộ nhào xuống đất lập tức lâm vào trạng thái hôn mê tiền lỗi ngã nhào về phía sau thất khiếu chảy máu nhưng một đồng tiền vàng lại phóng lên ngay sau đó nó tỏa ra một khoảng sáng vàng sậm bao phủ toàn thân tiền lỗi trong mắt hắn lúc này đã tràn đầy vẻ khiếp sợ nhưng tốt xấu gì cũng vẫn không trực tiếp ngất đi người tinh thần lực không mạnh như Vũ Thiên, thì lập tức bị tầng sóng xung kích tinh thần đó chấn choáng. Lâm Đông Huy tốt hơn hắn một chút, nhưng cũng là thất khiếu chảy máu, cả người uể oải ngã xuống mặt đất. Lúc này đã hiện rõ hoàn toàn về khoảng cách tu vi, Nguyên Ân Huy Huy bắn người mà lên, gương mặt nghi ngờ không thôi, hắn chỉ là mũi chảy máu, ánh mắt có chút mê mang. Sắc mặt Lam Mộng Cầm cũng cực kỳ khó coi, khoái miệng có tia máu tràn ra. Chỉ qua một cái nháy mắt, tất cả mọi người đều đã bị thương, càng có một phần ba lâm vào hôn mê, uy lực của một kích đơn giản lại có thể mạnh tới vậy. Mang mọi người chạy mau. Lam Hiên Vũ là người đầu tiên tỉnh táo lại, hắn lập tức quát to một tiếng, tay phải vung kim văn lam ngân thảo nhanh như tia chớp, quấn chặt lấy Lưu Phong cách đó không xa mà kéo hắn về, tay trái nâng đống thiên thu dậy rồi giao nàng cho Lam Mộng Cầm, sau đó đưa tay bắt lấy tiền lỗi ở một bên. Căn bản không cần phải nghĩ hắn cũng có thể hiểu rõ. Ngay lúc này đã xuất hiện một tồn tại bọn hắn hoàn toàn không thể chống nổi mặc kệ mục tiêu có phải là bọn hắn hay không nhưng một kích tinh thần vừa rồi đã suýt làm tất cả mọi người mất sức chiến đấu làm hiên vũ hối hận hắn hối hận mình không tiếp tục bảo thủ thêm chút nữa không mang mọi người trở về tới sườn núi lúc trước rồi mới nghỉ ngơi chủ yếu là vì đống thiên thu đã tiêu hao quá lớn hắn muốn chờ nàng khôi phục một chút rồi mới đi hiện tại nguy hiểm đã bất ngờ xảy ra làm mộng cầm đỡ lấy đống thiên thu nhanh chóng cõng nàng lên lưng bông tuyết dưới chân bay cuộn thân thể bồng bềnh phóng thẳng đến phía dốc núi sau lưng phản ứng của những người khác cũng đều rất nhanh băng thiên lương cõng lấy vũ thiên một tay lôi kéo lâm đông huy vừa xoay người liền chạy nguyên ân huy huy bật lên gần như dán người vào vách núi mà bắn lên trên ngào ngào tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên đúng lúc này tiếng gầm lớn trùng kích đám thực vật chung quanh phải rung lẩy bẩy nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha